chương 579. Trở lại trở lại địa cầu, gặp lại Hạ Tuyết. Nguồn. Mê truyện audio com Dị giới. Bốn phía một mảnh trắng xóa, phản phất thời gian, không gian tất cả đều đình chỉ lưu động, yên tĩnh. Chỉ bất quá, mỗi qua một đoạn thời gian, chung quanh liền sẽ vang lên một đạo như có như không thanh âm. Đinh. Dị giới sinh tồn 1440 giờ, thu hoạch được 400 điểm thể chất. Đinh. Dị giới sinh tồn 1680 giờ, thu hoạch được 500 điểm tinh thần lực. Đinh. Dị giới sinh tồn 4.800 giờ, thu hoạch được 500 điểm thể chất. Đinh. Dị giới sinh tồn 120.000 giờ, thu hoạch được 500 điểm thể chất. Đinh. Dị giới sinh tồn 720.000 giờ, thu hoạch được 500 điểm tinh thần lực. Đinh. Dị giới sinh tồn 12.000 giờ, thu hoạch được 500 điểm tinh thần lực. Đinh. Dị giới sinh tồn 364.976 giờ, thu hoạch được 400 điểm thể chất. Lúc này, nguyên bản trắng xóa không gian, dần dần xuất hiện một đạo cao lớn, anh tuấn bóng người. Chính là Lâm Phàm. Hắn nhắm mắt lại, tự như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Tại đụng vào quan cầu thời điểm, Lâm Phàm cả người từng bị như lưỡi dao bảo cắt xuyên thấu, bị sóng biển đập phá thành mảnh nhỏ, bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Nhưng, bây giờ, cả người hắn nhưng như cũ hoàn hảo. Thậm chí, hắn liền y phục cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Bất quá, Lâm Phàm dĩ vãng trân bóng trên cánh tay, lại là nhiều hơn một con chó hình xăm xoa sau một khắc lâm phàm thể nội đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy đem không gian bên trong tất cả sương trắng tất cả đều hút vào cả vùng không gian trở nên hư vô một mảnh cũng chính là lúc này lâm phàm rốt cục mở mắt ông hắn hai con ngươi như là hai vòng treo ở không trung liệt nhật tách ra vô tận chói lọi quang mang đem hư vô không gian triệt để chiếu sáng nửa ngày quang mang mới chậm rãi thu liễm lúc này lâm phàm trong đầu vang lên một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở đinh vì giới sinh tồn 365.000 giờ, thu hoạch được 500 điểm thể chất. Một sợi yếu ớt năng lượng, chảy vào trong cơ thể của hắn. Lâm Phạm lẩm bẩm nói. 365.000 giờ. Qua đi 1.000 năm sao? Những năng lượng này vậy mà hấp thu lâu như thế? Cứ việc 1.000 năm, để Lâm Phạm thu được không thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng, Lâm Phạm vẫn là sinh ra một chút vẻ hối tiếc. Sớm biết, lúc trước cũng không cần tay đụng vào quan cầu. 1.000 năm, bỏ qua quá nhiều đồ vật cha mẹ người nhà người yêu bọn hắn chỉ sợ tất cả đều không có ở đây a à. lâm phạm khẽ thở dài một cái nói nên trở về đi xem một chút dứt lời hắn trực tiếp biến mất tại hư giữa không trung tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện ở địa cầu thanh thị trước kia thanh thị chỉ là một tòa phụ thuộc tỉnh lị giang bắt một tòa tiểu thành thị cả tòa thành khu chỉ có mấy tòa ra dáng cao lầu cùng mấy đầu hơi ra dáng sông hướng sáu làng xe thành khu phạm vi cũng cực nhỏ thậm chí khi đó có một câu đùa dẫn nói thật chỉ phải hao phí 20 đồng tiền, liền có thể cưỡi taxi, đem thanh thị thành khu đi dạo mấy lần. Nhưng, bây giờ thanh thị lại triệt để thay đổi bộ dáng. Dương mắt liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít cao lầu, vô số như là như cự long song hướng tám làng xe cùng cầu vượt bên trên, chạy lấy rất nhiều lơ lửng ô tô. Lối đi bộ bên trên, đi lại từng cổ mô phỏng sinh vật người máy. Trong không khí, tràn ngập một cổ đặc thù mùi thơm ngát, phi thường dễ ngửi. Khoa học kỹ thuật. Không thể nghi ngờ phát sinh đại biến cách đối với cái này, Lâm Phạm cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao, cái này đã qua một nghìn năm. Hoặc là nói, nếu như không có bất kỳ thay đổi nào, Lâm Phạm mới sẽ cảm thấy bất ngờ. Lâm Phạm hướng về một phương hướng nhìn lại, nơi đó. Từng là nhà của hắn. Đáng tiếc, đã không có nhà bóng dáng. Thậm chí, cả con đường, cả cái khu vực. Tất cả đều đã mất đi trong trí nhớ dáng vẻ. Thay vào đó, là một mảnh tạo hình phi thường cấp cao, xa hoa nơi ở nhà lầu. Bất quá, Lâm Phạm minh bạch, đây là trước kia nhà vị trí lâm phàm ý niệm khẽ nhúc nhích tinh thần lực như là sóng biển dân lan tràn mà đi tòa này cấp cao nơi ở căn bản không có phát hiện người nhà tung tích mặc dù hắn sớm đã có đoán trước nhưng thật khi thấy về sau vẫn là không khỏi có chút thất vọng đóng lấy lâm phàm bước ra một bước tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện ở đã từng gian bắc thành phố gian bắc đại học trước nơi này vẫn như cũ là gian bắc đại học nhưng cùng đã từng so sánh, vô luận diện tích hay là quy mô, toàn đều lớn rồi không chỉ một lần. Cử trường cũng so trước kia khuyết trương gấp đôi trở lên, vô cùng khí phái. Rất nhiều tràn đầy sức sống thanh xuân nam nam nữ nữ, không ngừng ra ra vào vào, triều khí phồn thịnh, sinh cơ dạt dào. Một cổ tinh thần lực lan tràn mà ra, rất nhanh, lại trực tiếp thu hồi. Bởi vì, Lâm Phạm vẫn không có phát hiện bất luận cái gì người quen khí tức. Ngàn năm đã qua, hết thảy cũng thay đổi bộ dáng. Lâm Phạm tự như là có chút thất vọng, chậm rãi ngẩng đầu hướng xanh thẳm không trung nhìn lại. Thầm thúy, mênh mông. Hắn phản phất là khám phá hư không, nhìn thấy xa xôi vô tận không biết khu vực. Lúc này, sau lưng vang lên một đạo phi thường thanh thúy, thanh âm ngọt ngào. Phía trên có đồ vật gì sao? Lâm Phạm nói nghe, chậm rãi quay người nhìn lại. Sau một khắc, cho dù là kinh lịch vô số đại sự, cho dù là trải qua ngàn vạn tuế nguyệt, Lâm Phạm vẫn là tim đập nhanh hơn mấy nhịp, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì, trước mặt là một cái có búp bê khuôn mặt làn da trắng nõn như tuyết ống ánh như ngọc dáng người sung mãn o, o nữ hai nàng chính là hạ tuyết vượt qua ngàn năm gặp lại người yêu lâm phàm có thể nào không kích động hạ tuyết dứt lời lâm phàm liền muốn cùng nàng đến một cái to lớn ông hạ tuyết phản ứng phi thường cấp tốc trực tiếp né tránh đến một bên tức giận nói ngươi làm gì còn có làm sao ngươi biết tên của ta lâm phàm lần nữa ngây ngẩn cả người Hạ Tuyết. Không biết mình rồi. Cái này làm sao lại như vậy? Hạ Tuyết cảnh cáo nói, "Ta cho ngươi biết, nơi này là Giang Bắc, khắp nơi là thiên nhãn. Nếu như ngươi còn dám làm loạn, ta liền thông tri tra khám." Lâm Phàm nghe được thanh âm của nàng về sau, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, lặng lẽ đánh giá Hạ Tuyết. Rất nhanh, Lâm Phàm liền phát hiện một chút khác biệt. Mặc dù nàng quả thật có Hạ Tuyết bề ngoài, nhưng giống như sau Hạ Tuyết muốn cao một chút, mặt khác khí chất giống như cũng có chỗ khác biệt. Sau đó, Lâm Phạm lại dùng chân thực chi nhãn xem nhìn lên hạ tuyết. Độ thiện cảm. 30. Nhan trị. 95. Trước kia hạ tuyết, đối với mình hảo cảm đạt đến 99. Mặt khác, hạ băng cùng hạ tuyết một mực là đồng thời xuất hiện. Bây giờ, cũng chỉ có một người. Đón lấy, Lâm Phạm lại sử dụng kỹ năng nghe tiếng lòng. Hạ tuyết nội tâm. Y phục của người này, thật kỳ quái, hắn vừa mới còn muốn ông ta, sẽ không phải là biến thái A, à, bất quá, hắn dài ngược lại là rất đẹp trai. Biến thái hẳn là sẽ không bộ dạng như thế đẹp trai a, à, Lâm Phàm khóe miệng có chút co rúng. Nữ sinh tâm tư, như thế nhảy vọt sao? Nửa ngày, Lâm Phàm hắn giọng một cái, nói: "Thật có lỗi, ta vừa nhận lầm người." Hạ Tuyết nội tâm, tốt có lễ phép, mà lại thanh âm cũng tốt êm tai. Thế là, Hạ Tuyết đối Lâm Phàm độ thiện cảm thẳng tắp tăng lên, trong nháy mắt đạt đến 60. Lâm Phàm khóe miệng lại hơi hơi co rúm một câu, liền trực tiếp tin tưởng. Nữ sinh liền dễ dàng như vậy tin tưởng người khác sao? Hạ tuyết gật gật đầu, nói. Nguyên lai like là dạng này. Chương 580 Sùng bái, hứng thú Nguồn Mê truyện audio com Hạ tuyết hỏi Đúng rồi, ngươi là chúng ta giang bắt sinh viên đại học sao? Lâm Phạm suy nghĩ một chút nói Xem như thế đi Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói Lâm Phạm còn đúng là hắn trước kia bởi vì giải đáp ra chu thị phỏng đoán, từ đó đặc biệt trở thành giang bác sinh viên đại học. Mặc dù, về sau hắn lại được đề thăng trở thành giang bắc dạy đại học. Nhưng, Lâm Phạm căn bản không có cầm tới giang bắc đại học bằng tốt nghiệp. Không có bằng tốt nghiệp, cái kia không phải là giang bác sinh viên đại học sao? Hạ tuyết trên mặt vẻ cảnh giác trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng nụ cười nhàn nhạt. Học sinh, tự hồ vĩnh viễn là thuần chân đại danh từ. Nàng mỉm cười nói, nguyên lai like ngươi là chúng ta gian bắt đại học học sinh mới năm nay a à, đây là thừa dịp còn chưa báo tên sớm tới trường học xem một chút đi cần ta mang ngươi vào xem sao trên thực tế cho dù không có hạ tuyết lâm phàm cũng nghĩ vào xem huống chi hạ tuyết xuất hiện hắn ước gì cùng nàng tiếp xúc nhiều một hồi lâm phàm nói vậy thì phiền toái hạ tuyết khoát tay một cái nói không phiền phức không phiền phức việc nhỏ mà thôi đương kim đại học bình thường tới nói là cấm xã hội nhân viên tùy tiện ra vào vừa đến, không an toàn. Thứ hai, ảnh hưởng học thuật không khí. Giang Bắc Đại học càng là như vậy. Nhưng, có hạ tuyết dẫn đường về sau, hiển nhiên có thể giảm ít một chút phiền toái. Khi đi tới trước cổng chính, một màn ánh sáng rơi vào hạ tuyết trên mặt, trước mặt cửa tự động trực tiếp mở ra. Hai người cứ như vậy sẽ bước đi đi vào. Trước kia Giang Bắc Đại học, có mới tin cao lầu, cũng có thật nhiều cũ kỹ bình tầng. Mà bây giờ Giang Bắc Đại học, thủ trước tiến vào tầm mắt, là một mảnh ngũ thải ban lan đóa hoa cùng xanh biết cây cối. Trong không khí, tất cả đều là để cho người ta thần thanh khí sản mùi thơm. Dương mắt hướng nơi xa nhìn lại, tất cả đều là cao lớn, mới tinh lâu vũ, đơn giản sau ngàn năm trước CBJ còn muốn khí phái. Hạ Tuyết hỏi: "Chúng ta gian bắt đại học thế nhưng là toàn bộ Á Minh, thậm chí là toàn cầu trường học tốt nhất, người có thể trúng tuyển, thành tích thi tốt nghiệp trung học nhất định rất tốt. Sẽ không phải là cái nào khu trạng nguyên a?" Á Minh: "Khu. Còn có Giang Bắc Đại học đã biến thành toàn cầu trường học tốt nhất sao? Xem ra, này một ngàn năm toàn thế giới phát sinh rất nhiều biến hóa a, à, Lâm Phàm cười lắc đầu. Hạ Tuyết nói, không phải Trạng Nguyên cũng không quan hệ, dù sao, một cục gạch ném xuống, tại Giang Bắc Đại học đều có thể đập trúng mấy cái Trạng Nguyên, không có gì. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên bị dựng đứng tại một tòa lầu dạy học trước pho tượng hấp dẫn. Hạ Tuyết thuận Lâm Phàm phương hướng nhìn lại, cười nói, "Ngươi cũng sùng bái Lâm giáo sư a?" À? Bất quá, cũng bình thường đoán chừng có rất ít học sinh không sùng bái hắn thật rất khó tưởng tượng một nghìn năm trước người vậy mà có thể tại toán học phương hướng giải đáp ra chu thị phỏng đoán sinh đôi số nguyên tố phỏng đoán mưa đá phỏng đoán hoa kỳ phỏng đoán duy men phỏng đoán các loại nang đề ta hiện tại cũng còn xem không hiểu tuyệt đại bộ phận giải đề trình tự còn có vật lý phương hướng dự báo động đất khí cho tới bây giờ các nhà khoa học đều không thể phục chế khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân càng là nhất cử giải quyết nguồn năng lượng vấn đề hóa học phương hướng siêu cấp tin siêu năng tin sinh vật phương hướng insulin khôi phục dược tề. Còn có máy tính phương hướng mũ trò chơi, nghe nói, bây giờ chúng ta sử dụng mũ trò chơi, vẫn là căn cứ vào hắn kiến tạo mô hình. Quá thần kỳ. Hạ Tuyết đang khi nói chuyện, một đôi mắt đẹp đều đi theo trở nên tránh phát sáng lên. Loại cảm giác này tựa như là phan hâm mộ tại nói tỉ mỉ thần tượng thành tựu. Lâm Phàm không khỏi sờ lên mũi, bị người ở trước mặt như thế khích lệ, thật đúng là. Có chút là ngượng ngùng. Đón lấy, Hạ Tuyết lại nói. Mặt khác, còn có truyền thuyết lúc trước địa cầu xuất hiện tận thế nguy cơ thời điểm á à minh khi đó từ mười mấy cái quốc gia tạo thành mỗi quốc gia đều bị chọn lựa một chút anh hùng tiến vào dị giới vì địa cầu tranh thủ hy vọng chúng ta bây giờ vị trí là hoa hạ mà hoa hạ bị chọn trúng người chính là lâm giáo sư cũng là lâm giáo sư thi triển lực lượng cường đại tung hoành dị giới lúc này mới đổi được địa cầu an bình cũng có vô tận học thức đồng thời lại có lực lượng vô tận lâm giáo sư là tuyệt đối thần nhân hoàng mỹ thần nhân Bất quá, nói đến đây. Hạ Tuyết lại là cười nói. Nhưng, rất nhiều người nói lâm giáo sư căn bản không tồn tại, hoặc là, cho dù tồn tại cũng căn bản không có nhiều như vậy thành tựu, chỉ là người đến sau đem rất nhiều thứ tất cả đều kèm theo cho hắn, sau đó tố tạo nên một vị vĩ nhân. Lâm Phạm Long mày không khỏi hơi nhíu lại. Cổ đại thời điểm, xác thực sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dù sao, cổ đại chỉ có thể người vì viết lịch sử, rất dễ dàng xuyên tạc. Nhưng, một nghìn năm trước thế giới đã có được truyền hình điện ảnh kỹ thuật mặt khác nếu như chính mình không có nhớ lầm vì giới bên trong hành vi hẳn là bị toàn bộ hành trình trực tiếp a đã có trực tiếp vậy khẳng định liền sẽ có ghi âm cái này thuộc về bằng chứng vì cái gì tại một nghìn năm về sau sẽ xuất hiện loại này hoài nghi đâu lúc này hạ tuyết lại nói dù sao quốc gia khác tất cả đều có lưu dị giới anh hùng video lại duy chỉ có không có lâm giáo sư dị giới video mặt khác trên internet còn căn bản không có bất luận cái gì liên quan tới lâm giáo sư ảnh chụp không có video cũng không có ảnh chụp Lâm Phàm thần sắc hơi động, trong lòng dần dần có suy đoán. Siêu cấp Smart Watch. Phải. Ban đầu ở tiếng vào dị giới trước, Lâm Phàm đem siêu cấp Smart Watch lưu tại địa cầu. Siêu cấp Smart Watch biết mình không thích tại trên mạng lộ ra ánh sáng. Chỉ sợ, cũng chỉ có nó mới có thể làm đến loại trình độ này. Hạ Tuyết tự hồ là nghĩ đến cái gì, nói. Đúng rồi, ta còn một mực quên hỏi, ngươi tên gì vậy? Lâm Phàm nói. Ta gọi Lâm Phàm. Hạ Tuyết không khỏi sửng sốt một chút nàng trên dưới đánh giá một phen lâm phàm tiếp theo phốc phốc cười nói xem ra không chỉ ngươi sùng bái lâm giáo sư cha mẹ ngươi cũng rất sùng bái lâm giáo sư a à. lại đem tên của ngươi trực tiếp lấy thành lâm giáo sư dừng một chút lại nói bất quá mong con hơn người nhìn nữ thành phượng đến cũng bình thường cố lên nha thiếu niên sau khi nói xong hạ tuyết tiếp tục hướng phía trước đi đến nghe nói trước kia lâm giáo sư chính là tại cái kia văn phòng làm việc trong sách nói hắn là một cái cuồng công việc cơ hồ là mỗi ngày ở trong phòng làm việc, mà lại là ở lâu cái chủng loại kia, liên tiếp mấy cái tuần lễ, thậm chí là mấy tháng không ra. đúng rồi, ngươi thấy phía trước cái kia bồn hoa sao? trong sách nói, có một lần một tên đệ tử ở nơi đó té gãy chân, lâm giáo sư nhìn xem hắn khập khểnh bộ dáng, vô cùng đau lòng. thế là, tự giam mình ở trong văn phòng trồng rã một tháng, sau đó phát minh ra tay chân giả, thành công để cái kia học sinh đứng lên. hạ tuyết cảm thấy lâm phạm giống như đối lâm giáo sư sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú thế là chuyên môn chọn lâm giáo sư sự tích tới nói nhưng lâm phàm nghe những chuyện này khóe miệng lại là không ngừng rút bắt đầu chuyển động cái này tất cả đều là cái gì cùng cái gì a à, thông tri thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web đổi mới nhanh nhất không quảng cáo hai ngày này đang lộng cùng bạn gái đính hôn sự tình cho nên tương đối bận rộn hôm nay không có đổi mới ngày mai hẳn là có thể đổi mới mặt khác đối kịch bản làm một cái đơn giản giải thích lâm phàm đang hấp thu năng lượng kinh lịch dài dằng dặc một nghìn năm về sau lực lượng tiền tài thể lực tất cả cũng không có biến mất ngược lại đạt được cực lớn tăng trưởng sẽ triển khai viết đằng sau đêm càng ngày càng tốt nhìn tạ ơn sự ủng hộ của mọi người toàn cầu thủ phủ từ thu được 70 ức cái hồng bao bắt đầu thông tri ngay tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rip trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới toàn cầu thủ phủ từ thu được 70 ức cái hồng bao bắt đầu, toàn chữ đổi mới, nhớ kỹ địa chỉ Internet. Chương 581 Bản danh sách, thế giới thủ phủ Nguồn Mê truyện audio.com Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web Đổi mới nhanh nhất Không quảng cáo Lâm phàm trong lòng ngầm phỉ Mình lúc nào là một cái cùng công việc rồi Cơ hồ mỗi ngày đều ở trong phòng làm việc Là mình bàn long biệt thự giường lớn không đủ thơm không Còn có, lúc nào có một tên đệ tử té gãy chân, mình rất đau lòng. Mình làm sao không biết. Mình có vĩ đại như vậy. Đón lấy, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến một chút vĩ nhân ngụ ngôn cố sự. Trong lòng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ngụ ngôn cố sự, phần lớn cũng là như thế này bị người tưởng tượng ra tới. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, có chút dở khóc dở cười. Tại Lâm Phàm cùng Hạ Tuyết đi dạo sân trường thời điểm, trong vũ trụ vệ tinh đột nhiên thay đổi phương hướng, đem camera rơi vào Lâm Phàm trên thân sau đó giang bắt đại học tỉnh mịch lòng đất một khối tạo hình kỳ lạ màu đen đồng hồ bắn ra một đạo quan mang cũng phát ra một trận thanh âm vui sướng chủ nhân về đến rồi đón lấy giang bắt đại học nhà ăn đang đánh quét vệ sinh mô phỏng sinh vật người máy con mắt lóe sáng lên một đạo hồng quang lập tức thả tay xuống bên trong công việc nhanh chân xoay người đi ra phía ngoài lúc này lâm phàm cùng hạ tuyết vẫn tại đi dạo xung quanh hạ tuyết đối giang bắt đại học hết sức quen thuộc cơ hồ biết được mỗi cái địa phương, cũng từng cái làm ra giới thiệu, nhất là liên quan tới lâm giáo sư truyền thuyết, nàng đều sẽ nặng giới thiệu. Đáng tiếc, nàng nhưng lại không biết, phần lớn truyền thuyết chỉ là người đến sau hồ biên loạn tạo thôi. Người thấy viên kia cây tùng sao? Truyền thuyết, lâm giáo sư trước kia tại gốc cây kia hạ giải đáp ra rất nhiều nan đề, bởi vậy, gốc cây kia lại được xưng là ngộ đạo cây. Đây là biển học nhà lầu, truyền thuyết, lâm giáo sư từng tại nơi này tiến hành hơn vạn lần thí nghiệm, từ đó phát minh ra dự báo động đất khí, gốc các bôn máy quan khắc siêu cấp pin siêu năng pin các loại sản phẩm nhìn thấy cái kia chất đầy rất nhiều tờ giấy vị trí sao cái này kỳ thật vẫn là bị thanh lý rất nhiều lần kết quả bởi vì nơi đó là lâm giáo sư thường xuyên học tập vị trí có được phi thường thần kỳ lực lượng ban đầu chỉ cần khảo thí thời điểm rất nhiều người sẽ tới bái lâm giáo sư phù hộ mình có thể gặp thi tất qua về sau không biết thế nào biến thành cầu nguyện chỗ bất luận là nghỉ sinh tiểu hài vẫn là trong nhà gặp được biến cố toàn đều sẽ tới cầu phúc cầu nguyện Lâm Phàm nghe đến đó, cả khuôn mặt biến đến vô cùng cổ quái. Mình đây coi như là thay thế chủ miếu công năng. Xoạt. Lúc này, một viên kim sắc lưu quan phá vỡ chân trời. Tại độ cao văn minh hôm nay, cái này cũng không có hấp dẫn người nào chú ý, sau một khắc. Oanh. Kim sắc lưu quan đột nhiên nổ tung, khiến cho toàn thế giới đều đi theo có chút chấn động lên, cũng bắn ra vạn đạo kim mang chói mắt. Cái này, rốt cục hấp dẫn không ít người chú ý, Hạ Tuyết nghi hoặc ngẩng đầu lên nói. Đây là cái gì? Lâm Phạm đi theo ngẩng đầu, con người khẽ hít một cái. Lúc này, kim mang khuếch tán, dần dần phát họa thành một cái che khuất bầu trời kim sắc quyển trục. Tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi chói mắt. Một tòa xuyên thẳng vân tiêu cao lầu bên trong, một hai bên tóc mai hơi bạc nam tử trung niên, chậm rãi dơ lên đầu, nghi ngờ nói. Đây là cái gì kỹ thuật mới? Vẫn là nói nào đó vì năng lực giả đặc thù lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Không sai cho dù là độ cao nghe tiếng hôm nay, đây cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lúc này, kim sắc quyển trục chậm chậm triển khai. Phía trên xuất hiện ba cái như là mặt trời chói chang chói lọi nóng hổi chữ lớn. Tài phú bản. Hạng 10. Vương Diệu. Ban thưởng. 10 tuổi thọ mệnh, 10.000 điểm thể chất. Gặp đây. Tất cả mọi người đều kinh hô ra tiếng. 10.000 điểm thể chất. Trời ạ. À. Cái này sẽ không phải là thật sao? Mặt khác, còn có 10 tuổi thọ mệnh. Cái này tài phú bản đến tột cùng là cái gì? Vương Diệu, đây là ai? Ta tốt như không nghe qua. Vương Diệu cũng không biết. Vậy ngươi hẳn là nghe qua thế giới ô tô a, hắn nhất đại cổ đông là nghỉ ngươi tập đoàn, mà Vương Diệu là nghỉ ngươi tập đoàn lão bản. Thế giới ô tô thành phố giá trị vượt qua 8 vạn ức thế giới tệ. Mặt khác, nghỉ ngươi tập đoàn còn đầu tư trên trăm nhà cỡ lớn công ty. Ta vẫn cho là Vương Diệu là thế giới thủ phủ, kết quả mới hạng 10. Tài phú bản là giả a. Vương Diệu hiện tại tăng trưởng 10.000 điểm thể chất cùng 10 tuổi thọ mệnh, cái này, nghĩ ngươi tập đoàn khẳng định sẽ phát triển tốt hơn rồi. Lúc này, một tòa trong biệt thự xa hoa. Tóc hoa trăm Vương Diệu, đục ngầu hai con ngươi lóe lên một vòng tinh mang, cả người cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, chỉ cảm thấy tràn đầy vô tận lực lượng. Hắn ngước đầu nhìn lên không trung, thấp giọng nói. Lại là thật. Tại vô số tiếng nghị luận bên trong, kim sắc quyển trục tài phú bên trên, lại xuất hiện mấy dòng chữ. Hạng chính. Trần Vũ Hiên Ban thưởng 10 tuổi thọ mệnh, 10.000 điểm thể chất cùng 10.000 điểm tinh thần lực, chữa trị tất cả ống đau. Vô số người, lần nữa gia nhập nghị luận. Trời ạ, à, hạng chính vậy mà tại hạng 10 trên cơ sở, còn tăng lên 10.000 điểm tinh thần lực. Đây chính là 10.000 điểm tinh thần lực A, à, còn có chữa trị tất cả ống đau. 10.000 tinh thần lực, học tập tri thức tuyệt đối phi thường nhẹ nhõm, thậm chí, chỉ sợ có thể cố hóa tinh thần lực. Trần Vũ Hiên đây chẳng lẽ là ức duy tập đoàn chủ tịch Trần Vũ Hiên sao? Ức duy tập đoàn dưới cờ có được thành phố giá trị 5 vạn ức thế giới tệ duy trò chuyện, thành phố giá trị 6 vạn ức duy du, thành phố giá trị 4 vạn ức duy tích các loại một nhóm lớn cự đầu công ty, dạng này mới thứ 9 sao? Ta vẫn cho là hắn là thế giới thủ phủ. Một tòa nhà chọc trời bên trên, mang theo mắt kiến động vàng Trần Vũ Hiên, mạnh đứng lên. Những năm này, Trần Vũ Hiên vì phát triển sự nghiệp, cơ hồ là không biết ngày đêm công việc. Cũng nguyên nhân chính là đây, khiến cho thân thể của hắn từ đầu đến cuối ở vào siêu phụ tải trạng thái, quanh năm suốt tháng xuống tới, rốt cục vất vả lâu ngày thành tật. Thậm chí, ngay cả hôm nay y học kỹ thuật cũng khó có thể hoàn toàn chữa trị. Nhưng, lúc này, cả người hắn lại một thân nhẹ nhõm, cũng tràn đầy lực lượng, đầu não cũng biến thành dị thường sinh động. Trần Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung Kim sắc hỗ trợ, sờ lên cái cầm nói: Nguyên lai, tài phú thật có thể đổi lấy khỏe mạnh cùng thời gian. Hạng 8 Trương Khang, ban thưởng. 10 tuổi thọ mệnh, 10 nghìn điểm thể chất, 10 nghìn điểm tinh thần lực, chữa trị tất cả ống đau, cấp một nước khống thuật. Ngoa tao. Năng lực đặc thù. Hơn nữa, còn là phi thường hiếm thấy khống thủy thuật. Lão thiên gia của ta. Trương Khang, đây là vị nào đại lão? Có người giới thiệu một chút không? Một mua tập đoàn, thiên hạ siêu thị, đại huy máy bay, vĩnh tân phục chứa các loại công ty nhất đại cổ đông, tất cả đều là kinh. Mà Trương Khang chính là kinh lão bản. Ngoa tao một mua tập đoàn thành phố giá trị giống như vượt qua 10 vạn ức thế giới tệ đi cái này cũng không thể làm thủ phủ hạng nhất nên là ai a một chỗ tràn đầy thiền ý trong phòng trương khang chính khoanh chân tại đây rất nhiều người có tiền về sau thích ăn chơi đàn điếm nhưng trương khang lại khác hắn càng ngày càng thích đạo thích dưỡng sinh hắn tự nhận là sự nghiệp đã thành công hẳn là để sinh hoạt chậm lại dưỡng sinh nghỉ ngơi điều dưỡng lúc này hắn đột nhiên đứng lên có chút khó tin nhìn một chút hai tay làm trương khang ngẩng đầu thời điểm vừa mới bắt gặp cách đó không xa chén trà con mắt có chút nhất chuyển nhẹ nhàng ngoắt ngón tay xoa sau một khắc chén nước bên trong trà vậy mà như cùng một cái trong suốt tiểu xà xoay quanh mà ra vây quanh trương khang không ngừng xoay tròn đón lấy trương khang ý niệm khẽ nhúc nhích trực tiếp để nước đã rơi vào mình miệng bên trong gặp đây trương khang không khỏi lộ ra một vòng vui mừng hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung kim sát bản danh sách nói có lẽ, nắm chặt phát triển sự nghiệp mới là chuyện trọng yếu nhất. Sau khi nói xong, Trương Khang nhanh chân xoay người đi ra phía ngoài. Hạng 7 Lưu Phong 3, ba, Ban Thưởng 20 tuổi thọ mệnh, 20.000 điểm thể chất, 20.000 điểm tinh thần lực, chữa trị tất cả ống đau, cấp một khống hỏa thuật. Ông trời của ta Hạng 7 gia tăng tuổi thọ, thể chất, tinh thần lực, tất cả đều gấp bội. Mà lại, còn thu được khó được cấp một khống hỏa thuật. Sao đến, trước kia ai nói tiền vô dụng. Căn bản so ra kém năng lực đặc thù người. Hiện tại, ta xem ai còn dám nói. Khống hỏa thuật. Ta muốn nhất năng lực A. À? A à, vì thu hoạch được năng lực đặc thù mà cố gắng kiếm tiền. Lưu Phong Ba. Là cái kia đầu tư chi thần Lưu Phong Ba sao? Hắn không phải là không có lại đầu tư sao? Đúng vậy, hắn không có đầu tư, chỉ là mình tạo dựng một nhà tên là tức có thể nhìn Internet công ty, một nhà tên là thật là mỹ vị đại lý, trở thành cấp tốc cáp quan nhất đại cổ đông, dây giao nhất đại cổ đông mà thôi. Lưu Phong Ba đều không thể trở thành thế giới thủ phủ. Không khoa học A. À. Lúc này, một nhà cấp cao trong nhà ăn. Lưu Phong Ba uống một ngụm giá trị 10 vạn thế giới tệ rượu ngon. Sau một khắc, hắn cả khuôn mặt đột nhiên trở nên một mảnh ửng hồng. Cái này không phải là bởi vì say rượu, mà là bởi vì thân thể của hắn bỗng nhiên tràn đầy lực lượng, đầu biến đến vô cùng thanh minh, trên người ống đau toàn đều biến mất, cùng cả người trở nên khô nóng vô cùng. Đón lấy, Lưu Phong Ba chậm rãi hé miệng, lại trực tiếp phun ra một sợi hỏa diễm. Gặp đây. Lưu Phong ba cả khuôn mặt càng thêm ứng hồng. Thật. Mình thật có được khống hỏa thuật. Hạng 6. Dương Khải, ban thưởng. 20 tuổi thọ mệnh, 20.000 điểm thể chất, 20.000 điểm tinh thần lực, chữa trị tất cả ống đau, cấp hai khống thổ thuật. Trong thành thì một tòa cổ phát trong trang viên. Một mặt áo sơ mi trắng nam tử, vội vã đi tới, nói. Cha, ngài cảm giác thế nào? Thân thể có biến hóa sao? có được khống thổ năng lực sao? Dĩ vãng thời điểm, ngồi tại Dương Khải không thiếu được muốn quát lớn đối phương, gặp chuyện không nên gấp. Nhưng, lúc này, Dương Khải lại là cởi mở cười nói. Ngươi nhìn. Dứt lời, trước mặt đá cẩm thạch mặt đất đột nhiên giống buồn, chậm rãi nhuyễn bắt đầu chuyển động. Áo sơ mi trắng nam tử kích động kêu lên. Lợi hại như thế, cấp hai khống thổ thuộc vậy mà như thế lợi hại. Cha, nói như vậy, ngài còn tăng lên 20 tuổi thọ mệnh, cùng 20.000 điểm thể chất cùng 20.000 điểm tinh thần lực. Dương Khải vẫn không có nói chuyện, chỉ là vỗ nhẹ trước mặt thực cái bàn gỗ. Âm. Thực cái bàn gỗ lại ứng thanh cắt thành vô số mảnh vỡ. Áo sơ mi trắng nam tử hưng phấn kêu lên. Chúc mừng cha, chúc mừng cha. Hạng năm. Tống Vân, ban thưởng. 30 tuổi thọ mệnh, 30.000 điểm thể chất, 30.000 điểm tinh thần lực, chữa trị tất cả ống đau, cấp hai khống một thuật. Tống Vân. Có được toàn cầu trước 50 xa sĩ phẩm nhất đại cổ đông Tống Vân sao? Không sai. Chính là nàng. Mặt khác, nàng không chỉ có có rất nhiều xa xỉ phẩm công ty, chúng ta các loại thường ngày vật dụng, phần lớn cũng đều thuộc về nàng công ty đồ vật. Nữ vương Lúc này, Tống Vân đến đến công ty trước cổng chính. Những nơi đi qua, các công nhân viên nhau nhào, nhào xoay người vấn an. Tống Vân căn bản không có tự cao tự đại, gật đầu đáp lại. Làm nàng nhìn thấy trên bầu trời tại phú bản lúc, không khỏi ngừng một chút bước chân. Rất nhanh, tên của nàng cũng xuất hiện ở bản danh sách. Lập tức, Tống Vân quanh thân mơ hồ có hào quang màu xanh lục lưu chuyển nửa ngày, nàng mắt nhìn hai tay của mình, từ trước đến nay bình tĩnh gương mặt xinh đẹp bên trên, nhiều hơn một vòng không giống sắc thái. Sau đó, Tống Vân tiện tay vung lên, tràn ngập ra một đạo lục sắc quan mang. Sau một khắc, công ty trước cổng chính trưng bày chiêu tài cây, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng sinh trưởng bắt đầu. Hạng tư Hách trường đông Ban thưởng 30 tuổi thọ mệnh, 50.000 điểm thể chất, 50.000 điểm tinh thần lực, chữa trị tất cả ống đau, cấp hai khống kim thuật. Ông trời của ta, 50.000 điểm thể chất. 50.000 điểm tinh thần lực. Cái này cần mạnh đến mức nào? Bây giờ trên đời này có mạnh như vậy người sao? Lúc này mới hạng tư liền có nhiều như vậy ban thưởng, hạng nhất nên ban thưởng cái gì? Hách trường đông. Họ hách. Chẳng lẽ là cái kia cổ lão hách thị gia tộc? Nếu thật là hách thị gia tộc, cái kia hạng nhất nên là ai? Hạng ba. Triệu chí võ. Ban thưởng. 30 tuổi thọ mệnh, 80.000 điểm thể chất. 80.000 điểm tinh thần lực, chữa trị tất cả ống đau, cấp 3 khống thủy thuật. Lúc này, mày rậm mắt to triệu chí võ ngay tại nhà mình bên hồ tản bộ, hắn nhìn thấy trên trời bản danh sách về sau, thần sắc một trận biến hóa. Đón lấy, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích. Mặt hồ đi theo một trận lay động. Sau một khắc, một đầu tráng kiện cục nước phóng lên tận trời. Bên cạnh đoan trang nữ nhân, không khỏi kinh ngạc nói. Chí võ, ngươi cái này. Triệu chí võ mặt tươi cười nói. Cái kia kim sắc bản danh sách là thật. Tên thứ hai, Mã Khải, Ban Thưởng. 50 tuổi thọ mệnh, 100.000 điểm thể chất, 100.000 điểm tinh thần lực, chữa trị tất cả ống đau, cấp 3 khống hỏa thuật. Gặp đây, vô số người phát ra tiếng kinh hô. Ngoà tao. 10 vạn điểm thể chất, 10 vạn điểm tinh thần lực. Đương kim thế giới, có người vượt qua hai cái này số liệu sao? Tên thứ hai, Mã Khải. Đây chẳng lẽ là cái kia Mã Thị Gia tộc tộc trưởng? Trời ạ! À. Mã thị gia tộc thế nhưng là truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc siêu lớn Truyền thuyết Tại một nghìn năm trước kia mã gia liền có hai cái thủ phủ Không có ai biết mã gia đến tột cùng có bao nhiêu tài phú Nói là phú khả địch quốc tuyệt không khoa trương Kết quả mới tên thứ hai Hạng nhất đến tột cùng là ai Còn có người vượt qua mã gia Không thể nào Ai mới là hạng nhất A à? Trên thực tế không chỉ là những người bình thường nghi hoặc Vương Diệu, Trần Vũ Hiên, Trương Khang, Lưu Phong Ba Dương Khải các loại ở vào tài phú trên bảng danh sách, xếp hạng 10 vị trí đầu đại phú hào nhóm, lúc này, cũng tất cả đều dơ lên đầu, dùng vô cùng chăm chú ánh mắt, chăm chú nhìn trên bầu trời bảng danh sách. Đứng tại Lâm Phàm bên cạnh Hà Tuyết, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, có chút khẩn trương tự nhủ. Ai sẽ là hạng nhất đâu? Tại tất cả mọi người chờ mong hạ. Tài phú trên bảng bắn ra một đạo kim mang chói mắt. Đón lấy, rốt cục chậm rãi ngưng tụ ra hai hàng chữ lớn. TS Lần nữa giải thích một chút, nhân vật chính người nhà, bạn gái tất cả cũng không có biến mất, đằng sau sẽ xuất hiện. Hai chương hợp nhất chương. Chương 582. Tiền căn hậu quả, chờ đợi. Nguồn. Mê truyện audio com Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Cái này kim sát bản danh sách, phản phất có được kinh khủng uy áp, khiến cho nhìn thấy người, tất cả đều hô hấp trở nên dồn dập. Đông đông đông. Nhịp tim không ngừng tăng tốc. Rốt cục, chữ viết chậm rãi thành hình. Hạng nhất. Lâm Phàm ban thưởng. 100 năm tuổi thọ, 200.000 điểm thể chất, 200.000 điểm tinh thần lực, chữa trị tất cả ốm đau, tùy ý tăng lên một loại kỹ năng đẳng cấp. Gặp đây. Vô số người phát ra kinh hô cùng tiếng nghị luận. tao một 100 năm tuổi thọ, 20 vạn điểm thể chất, 20 vạn điểm tinh thần lực. Cuối cùng đến cường đại đến mức nào? Lão thiên gia của ta. Có người biết Lâm Phàm là ai sao? Hoàn toàn chưa từng nghe qua a, à, thậm chí đừng nói lâm phàm chính là họ lâm cũng không có gì phú hào a à. tự như là chưa từng nghe qua họ lâm phú hào có người biết cái này kim sắc bản danh sách đến cùng là thật hay không những phú hào kia đến cùng có hay không thu hoạch được tinh thần lực thể chất còn có năng lực đặc thù đâu là thật tại phú trên bản hạng chính trần vũ hiên chủ tịch đột nhiên trẻ rất nhiều mà lại có được lực lượng cường đại cái kia bản danh sách là thật lâm phàm đến tột cùng là ai vì cái gì có thể trở thành thế giới thủ phủ hạ tuyết nhìn xem không trung bản danh sách sững sờ nói lâm phàm đây không phải tên lâm giáo sư sao đón lấy nàng lại nói đúng rồi ngươi không phải cũng gọi lâm phàm sao đang khi nói chuyện hạ tuyết không khỏi trên dưới bắt đầu đánh giá lâm phàm sau đó lắc đầu lâm phàm không khỏi hỏi ngươi lắc đầu làm gì hạ tuyết nói ta là cảm thấy gọi lâm phàm người thực sự nhiều lắm dạng này rất khó khăn biết đến tột cùng ai là thế giới thủ phủ lâm phàm nói không khó. Bởi vì, thế giới thủ phủ liền ở trước mặt ngươi. Phốc phốc. Hạ tuyết trực tiếp cười thân thể mềm mại loạn chiến, nói. Ha ha ha, ngươi bộ dáng nghiêm túc, thật sự là quá thú vị. Hiển nhiên, nàng căn bản không có đem câu nói này để ở trong lòng. Cũng chẳng trách nàng sẽ như thế. Cái nào một người có tiền, không phải 40-50 tuổi trở lên. Huống chi, là thế giới thủ phủ. Mặt khác, Lâm Phàm vừa mới còn nói mình là gian bắt sinh viên đại học nào có học sinh là thế giới nhà giàu nhất. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Lâm Phàm nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng, cũng không có lại giải thích thêm cái gì. Nhưng, nội tâm của hắn rõ ràng, mình quả thật là thế giới thủ phủ. Bởi vì, hắn vừa mới lập tức tăng lên cuồng cuồng thể chất cùng tinh thần lực, trong đầu thì là xuất hiện tăng lên kỹ năng tuyển hạng. Bất quá, Lâm Phàm cũng không có lập tức tuyển chọn tăng lên kỹ năng. Lúc này, Hạ Tuyết giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Suýt nữa quên mất. Sau đó, lại đối Lâm Phạm nói. Ta có chút sự tình, liền đi trước. Chính ngươi tại Giang Bắc Đại học đi dạo đi. Sau khi nói xong, Hà Tuyết liền chuẩn bị quay người rời đi. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói. Ta thêm một chút ngươi duy chuyện vãn đi, nếu như ngươi lạc đường, có thể phát tin tức cho ta. Duy trò chuyện. Lâm Phạm sửng sốt một chút. Hắn làm sao biết cái gì duy trò chuyện. Quy chát còn tạm được. Ngay tại Lâm Phạm có chút không biết như thế nào cho phải thời điểm sau lưng vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Ta đến giúp chủ nhân quét hình hơi trò chuyện. Đón lấy, hiện trường vang lên một đạo đinh thanh âm. Tăng thêm thành công. Lâm Phàm cùng Hạ Tuyết cùng một chỗ nghiêng người nhìn lại. Chỉ gặp. Một mặt trang phục hầu gái mô phỏng sinh vật người máy, chính mỉm cười đứng ở bên cạnh. Hạ Tuyết hỏi. Đây là. Người mô phỏng sinh vật người máy. Lâm Phàm gật đầu nói. Đúng thế. Bởi vì, hắn rõ ràng nhớ kỹ thanh âm này, đây là tới từ siêu cấp smart quát thanh âm. Hạ tuyết lẩm bẩm nói. Giống như cùng chúng ta nhà ăn là cùng khoảng. Đón lấy, nàng còn hít mũi một cái, nói. Còn giống như có chút khói dầu vị. Ai nha, không nói với ngươi, ta phải đi. Sau khi nói xong, nàng cũng không nói thêm lời lời nói, quay người bước nhanh hướng nơi xa mà đi. Lâm Phàm nhìn xem hạ tuyết bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời, hắn vẫn không quên dùng chân thực chi nhãn quan sát một phen. Nhan trị. 95 độ thiện cảm. 70 mặc dù chỉ là ngắn ngủi ở chung. Nhưng, Hạ Tuyết đối Lâm Phàm độ thiện cảm đã có không nhỏ tăng trưởng. Gặp đây. Lâm Phàm nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Đợi cho Hạ Tuyết thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Lâm Phàm trong tầm mắt, hắn mới chậm rãi quay người, nhìn về phía bên cạnh mô phỏng sinh vật người máy. Chủ nhân, nhìn thấy ngươi thật sự là thật cao hứng. Đang khi nói chuyện, mô phỏng sinh vật người máy trực tiếp triển khai hai tay, đầu nhập vào lâm phàm ông ấp lâm phàm mắt nhìn chung quanh đưa tới dị dạng ánh mắt không khỏi nhẹ ho khan một tiếng nói chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút từ từ nói đi được rồi chủ nhân mô phỏng sinh vật người máy nói không đầy một lát bọn hắn liền đi tới một gian phi thường ấm áp trong bao xương lâm phàm hỏi tiểu bạch ngươi bây giờ đem thân thể biến thành như vậy sao mô phỏng sinh vật người máy nói không phải thân thể của ta vẫn là siêu cấp sơ mát quát cổ này mô phỏng sinh vật người mấy chỉ là bị ta khống chế mà thôi. Lâm Phàm hiểu rõ nhẹ gật đầu, lại nói. Người trước đem một nghìn năm trước cấm xuất hiện sau đó phát sinh chuyện chủ yếu, chế tác thành tư liệu cho ta xem một chút. Được rồi, chủ nhân. Mô phỏng sinh vật người mấy nói, đón lấy, mô phỏng sinh vật người mấy hai con ngươi, hình chiếu ra dày đặc văn tự. Một nghìn năm thời gian phát sinh sự tình, nhiều không kể xiết. Nếu là chế tác thành sách, tuyệt đối sẽ có vài chục bản nhiều. Người bình thường muốn tất cả đều xem hết, ít nhất cũng phải một tháng thời gian. Bất quá, lâm phạm có được quét hình kỹ năng chỉ là 10 phút liền đem tất cả tư liệu nhìn cái hoàn chỉnh. Nguyên lai, lâm phạm đụng vào quan cầu về sau, tại trực tiếp trong tấm hình, hắn trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Ngay sau đó, toàn bộ hoa hạ liền xuất hiện nồng đậm xương trắng. Ban sơ thời điểm, đám người cảm thấy đây là lâm phạm tử vong mang tới trừng phạt. Có người cảm thấy xương trắng là độc khí, một khi hút vào quá nhiều liền sẽ chết. Nhưng, rất nhanh, mọi người mới phát hiện đây là sai những xương trắng này là đặc thù năng lượng, có được tăng trưởng lực lượng, tinh thần lực hiệu quả. Có người hút vào xương trắng về sau, lực lớn vô cùng. Có người hút vào xương trắng về sau, có thể khống chế thủy, hỏa. Còn có người hút vào xương trắng về sau, có được năng lực phi hành. Nhất là, hạ băng cùng hạ tuyết trong nháy mắt hút vào phương viên trăm dặm xương trắng về sau, càng là nhất cử trở thành tiên thần tồn tại, giữa trời phi hành đến bê quốc, thi triển đại lực lượng diệt sát rất nhiều vũ nhục lâm phàm người. Về sau, càng là đưa tới tiên môn, chúc mừng nàng thành tiên. Nhưng, hạ băng cùng hạ tuyết lại là lựa chọn từ bỏ, hóa thành hai cái to lớn chụm sáng về sau, không còn xuất hiện. Bây giờ lâm phàm, tinh thần lực sớm đạt đến phi thường khủng bố tình trạng. Tinh thần lực cường đại, nội tâm càng rộng lớn. Nói như vậy, căn bản không có chuyện gì, có thể làm nội tâm của hắn xuất hiện quá sóng lớn động. Lúc này, hắn lại chậm rãi dơ lên đầu, thở dài nói. Không vì thành tiên, chỉ vì chờ hắn trở về. Sau đó, dùng vô cùng kiên định giọng nói, hạ băng, hạ tuyết, ta sẽ không để cho các ngươi bạch bạch chờ đợi. Chương 583 Tiến về, để tôn khách sạn Nguồn Mê truyện audio com Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web Đổi mới nhanh nhất Không quảng cáo Theo hút vào xương trắng người càng ngày càng nhiều, người hoa thể chất cũng theo không ngừng tăng cường Tăng thêm lâm phàm tại dị giới chém giết quái thú, khiến cho hoa hạ nguồn năng lượng, hoàn cảnh các loại các phương diện, tất cả đều có tăng lên cực lớn nước ngoài thì hoàn toàn tương phản. Thời gian dần trôi qua, Hoa Hạ trở thành không hề nghi ngờ trung tâm. Trước kia châu Á tuyệt đại bộ phận quốc gia, tất cả đều phụ thuộc đi qua, từ đó tạo thành bây giờ Á Minh. Mặt khác, trên Internet sở dĩ không có liên quan tới lâm phàm hình ảnh, video, cũng như lâm phàm đoán, tất cả đều bị siêu cấp smart quát hỗ trợ xóa bỏ, che giấu. Lâm Phạm cũng không có đem lịch sử, quá mức để ở trong lòng. Nửa ngày, hắn mới hỏi. Cái kia cha mẹ ta, tiểu giao, còn có hồ điềm, hàng điềm, Tổng giai hân tô ninh tĩnh lăng nhu khâu tử thiến hoàng linh trần hinh từ tỉnh nhu các nàng về sau qua thế nào mô phỏng sinh vật người máy nói ta cũng không biết không biết lâm phàm khẽ nhíu mày phải biết hắn lúc trước sở dĩ không có mang đi siêu cấp sơ mát quá, chính là muốn để nó ở địa cầu cho người nhà các bạn gái một chút trợ giúp nhưng hiện tại nó vậy mà nói không biết vậy làm sao có thể để lâm phàm hài lòng mô phỏng sinh vật người máy vội nói bởi vì tại hạ băng cùng hạ tuyết hai vị nữ chủ nhân thành tiên ngày thứ hai, ngài cha mẹ, lâm tiểu giao, còn muốn nữ chủ nhân nhóm lại đột nhiên tụ tập ở cùng nhau, sau đó, bọn hắn tất cả mọi người lại đột nhiên biến mất không thấy. Biến mất không thấy. Lâm Phạm sửng sốt một chút. Sau đó, hắn lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì. Không gian chi lực sao? Lâm Phạm trên mặt vẽ không hài lòng, dần dần tán đi. Tiểu Bạch xác thực có được cực cao khoa học kỹ thuật, đầy đủ giám sát toàn thế giới. Nhưng, nếu như dính đến không gian chi lực, nó cũng là bất lực. Lâm Phạm nói. Ta đã biết. Mô phỏng sinh vật người máy nói nghe, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lâm Phạm không tức giận, đó chính là kết quả tốt. Đón lấy, Lâm Phạm đem lực chú ý đặt ở não hải hệ thống bên trên, cũng khóa ổn định ở cao cấp không gian thuộc bên trên. Cái này một nghìn năm, Lâm Phạm ngoại trừ không gian thuộc là cao cấp, thời gian khống chế thuộc là sơ cấp bên ngoài. Năng lực khác tất cả đều biến thành hoàng mỹ cấp. Bây giờ, thì là có cơ hội để không gian thuật cũng thay đổi thành hoàng mỹ cấp. Đinh. Chúc mừng ngài, cao cấp không gian thuật đề thăng làm hoàng mỹ cấp không gian thuật. Lập tức, Lâm Phạm quanh thân không gian như là gần nước, không ngừng ba động. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Sau một khắc, Lâm Phạm bàn tay vậy mà từ phía trước trong tường đưa ra ngoài, vô cùng quỷ dị, thần kỳ. Lâm Phạm lẩm bẩm nói. Nguyên lai còn có thể dạng này vận dụng. Mô phỏng sinh vật người máy, siêu cấp smart quát, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Tất cả đều là máy móc, căn bản sẽ không có tình cảm ba động. Nhưng trước mặt mô phỏng sinh vật người máy nhìn thấy cái này màn hình tượng về sau, lại là không khỏi há to miệng, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Chủ, chủ nhân, ngài vừa mới Lâm Phạm nói, đây là không gian chi lực, người có thể lý giải thành ta có thể tùy ý xuyên qua bốn chiều, thậm chí nhiều hơn chiều không gian không gian. Mô phỏng sinh vật người máy lập tức tán thán nói, không hổ là chủ nhân. Lâm Phạm khoát tay một cái nói, đúng rồi ta vì sao lại trở thành thế giới thủ phủ đây? Mô phỏng sinh vật người máy nói. Ngài trước kia nắm giữ chim cánh cục tập đoàn, Ali tập đoàn, đại hoa tập đoàn các loại cổ phần của công ty, hàng năm đều mang đến phi thường khả quan thu nhập, về sau, những công ty này không ngừng phát triển, sát nhập, gây dựng lại, lại mang đến rất nhiều tài phú. Mặt khác, ngài siêu cấp pin, siêu năng pin, gốc các bôn máy quan khắc, insulin khôi phục dược tề, tay chân giả, khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân các loại độc quyền, cũng mang đến rất nhiều tài phú còn có thanh hồng môn mang đến tài phú. Về sau, ta đem một bộ phận tiền tiến đi đầu tư, phát triển, chậm rãi liền biến thành hiện tại. Hiện nay, những công ty này toàn đều thuộc về ngài. Mô phỏng sinh vật người máy đang khi nói chuyện, hình chiếu điều ra lít nhà lít nhít mấy vạn nhà công ty danh sách. Gặp đây. Cho dù là lâm phàm, cũng không nhìn được có chút liếu lưỡi. Chẳng trách mình sẽ trở thành thế giới thủ phủ, mình lại có nhiều như vậy công ty. Lâm Phàm cùng mô phỏng sinh vật người máy tại bao sương ngốc đến 5 giờ chiều hắn mắt nhìn nơi xa chậm rãi rơi xuống trời chiều, nói. Không sai biệt lắm đến giờ cơm, vậy trước tiên đi ăn một chút gì đi. Một nghìn năm sau đồ ăn, sẽ là dạng gì đây này? Lâm Phàm đang khi nói chuyện, trên mặt không khỏi nhiều hơn một vòng vẽ chờ mong. Tiểu Bạch, có cái gì ăn thức ăn ngon địa phương đề cử sao? Mô phỏng sinh vật người máy nói. Đế tôn khách sạn. Ồ, lúc trước đế tôn khách sạn sao? Lâm Phàm trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Mô phỏng sinh vật người máy nói cái này lúc trước đế tôn khách sạn, chỉ bất quá, đã tiến hành 15 thứ trọng tân kiến thiết. Bây giờ đế tôn khách sạn chung 365 tầng, là Á Minh năm tòa chính khách sạn cấp sau một trong, có được toàn thế giới trân quý nhất nguyên liệu nấu ăn cùng ưu tú nhất đầu bếp, có thể cho ngài hưởng thụ tốt nhất. Mặt khác, tòa này đế tôn khách sạn vẫn như cũ thuộc về ngài, mà đế tôn khách sạn giám đốc là Vương Phong Ít Hậu Đại. Lâm Phàm con mắt có chút sáng lên nói. Không tệ. Vậy liền đi đế tôn khách sạn đi. Trân quý nhất nguyên liệu nấu ăn, ưu tú nhất đầu bếp cùng vương phong ít hậu đại tất cả đều hấp dẫn lấy lâm phàm làm lâm phàm cùng mô phỏng sinh vật người máy đi vào gian bắc đại học cổng thời điểm một cổ tạo hình vô cùng xa hoa huyển khốc lơ lửng ô tô đã đứng tại phía trước đi ngang qua người nhìn thấy chiếc này lơ lửng ô tô thời điểm đều ghé mắt thậm chí còn có rất nhiều người lấy điện thoại di động ra không ngừng chụp ảnh sự thật chứng minh bất luận cái nào niên đại người chỉ cần thấy được xe sang trọng đều sẽ phi thường hâm mộ lơ lửng trong ô tô, xa so với trong tưởng tượng không gian phải lớn. Nằm thẳng, đi đường, tất cả đều không có bất cứ vấn đề gì. Trong không khí, tràn ngập dễ ngửi hương thơm. Cổ xe chạy bên trong, hoàn toàn không có một tiên ngừng nhắc cùng lắc lư. Phía trước chở khách lấy mắt trần máy chiếu 3 dê, bất luận là hội nghị, trò chuyện, tất cả đều nhẹ nhõm ứng đối. Lâm Phạm hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Đây là chiếc xe gì? Cái này là lúc trước LV cùng gạo tập đoàn bỏ vốn thành lập lợi ích trong ô tô quan toàn cầu hạn lượng 10 đài, giá tiền là 2 ức thế giới tệ. Nếu như dựa theo 1.000 năm trước sức mua chuyển đổi, đại khái là 10 ức nguyên. Mô phỏng sinh vật người máy nói, 10 ức nguyên. 10 ức một cổ xe. Khó trách nhiều người như vậy chụp hình. Lâm Phàm hiểu rõ gật đầu. Quang chạy qua uống lượng đại đạo. Không bao lâu, một tòa vô cùng thời thượng, khí phái, xuyên thẳng vân tiêu cao lầu, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái này, chính là đế tôn khách sạn. Lâm Phàm đi sau khi xuống xe, hơi đánh giá một chút khách sạn, cất bước liền muốn hướng bên trong đi đến. Lúc này, sau lưng lại là đột nhiên vang lên một đạo phi thường thanh âm kinh ngạc. Lâm Phàm Lâm Phàm nói nghe, chậm rãi quay người. Rất nhanh, trên mặt của hắn cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hạ Tuyết Lúc này Hạ Tuyết, mặc một bộ màu lam váy liền áo, đồng dạng đáng yêu khuôn mặt, đồng dạng thanh âm ngọt ngào, đồng dạng sung mãn dáng người, o, -o. Cái này một cái chớp mắt. Lâm Phàm phản phất giống như lại về tới một nghìn năm trước. Chương 584 Dò xét cửa hàng, ta mua vị trí. Nguồn Mê truyện audio com Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web Đổi mới nhanh nhất Không quảng cáo Giờ khắc này Lâm Phàm cảm giác xa xa người đi đường Trước mặt cao lầu, dưới chân con đường Toàn đều biến mất không thấy Trong mắt hắn, chỉ có một bóng hình xinh đẹp, hạ tuyết Thời gian cũng giống như bị đông cứng đồng dạng. Tất cả mọi người hết thảy, tất cả đều ở vào đứng im trạng thái. Hạ tuyết bị lâm phàm nhìn chăm chăm vào, gương mặt xinh đẹp có chút xấu hổ đỏ lên, nói. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lâm phàm cái này mới phản ứng được, nói. Bộ quần áo này rất thích hợp ngươi, rất xinh đẹp. Thật sao? Hạ tuyết cả gương mặt xinh đẹp càng phát ra đỏ bừng. Sau đó, nàng cố gắng giật ra chủ đề, nói. Đúng rồi, ngươi ăn cơm tối sao? Lâm Phạm lắc lắc đầu nói. Còn không có. Hạ Tuyết nói. Vậy hôm nay thế nhưng là thật có phúc. Nhìn thấy không? Chính tinh cấp đế tôn khách sạn. Ta ngoại trừ là gian bắt sinh viên đại học bên ngoài, vẫn là hải sa trực tiếp dẫn chương trình. Hôm nay, ta muốn đi chính tinh đế tôn khách sạn đến trận dò xét cửa hàng trực tiếp. Ngươi chỉ cần để ngươi mô phỏng sinh vật người máy giúp ta cầm một chút camera, chờ một lúc ngươi liền có thể miễn phí ăn đế tôn khách sạn mỹ thực. Thế nào, có phải hay không rất có lời? hạ tuyết đang khi nói chuyện gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều hơn một vòng vẽ chờ mong. lâm phàm không khỏi sửng sốt một chút hạ tuyết ở cái thế giới này vẫn là tên dẫn chương trình nửa ngày lâm phàm mới gật đầu nói đương nhiên có thể tốt chuẩn bị trực tiếp hạ tuyết cao hứng nói dứt lời nàng từ trong túi lấy ra một cái chồng chất màn hình rất nhanh vô cùng rõ ràng hình tượng xuất hiện ở trên màn hình trực tiếp bắt đầu hạ tuyết thanh âm phi thường ngọt ngào mê người bề ngoài, lại thêm phi thường chọn đề tài. Trải qua điệp gia, khiến nàng tại hải sa trực tiếp ủng có độ hot không kém. Nàng phát sóng không đầy một lát, liền có người bắt đầu nhắn lại. Trúc Huyên Nhà Nhà chúng ta tiểu tuyết bắt đầu trực tiếp á, thanh xuân sẽ không tới. Đế tôn khách sạn Tiểu tuyết thật sự là quá thủ tính, quả nhiên đến đế tôn quán rượu. Tiểu Minh đồng học Ta đã sớm nghe nói đế tôn khách sạn danh tiếng, hôm nay, cuối cùng có thể xem thật kỹ một chút. Người mới chờ mong tiểu tuyết trực tiếp. Gió. a à, tiểu tuyết bên cạnh làm sao còn đứng lấy một người. Nhìn bóng lưng giống như rất cao, còn hơi bị đẹp trai. Đóa hoa. Tiểu soái Căn cứ ta nhiều năm biết người đích kinh nghiệm, đây tuyệt đối là một cái đại xuất ca. Siêu cấp đại xuất ca. Trực tiếp ở giữa trong tấm hình, hạ tuyết nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, không ngừng hướng phía trước đi đến. Không thể không nói, để tôn quán rượu thực không tầm thường. Đại sảnh 10 mét tầng cao, lại thêm kim cương đèn treo, nạm vàng sàn nhà, bạch ngọc điêu văn. Không chỗ không lộ ra lấy khách sạn xa hoa. Mặc dù, Hạ Tuyết sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng, nhìn thấy cái này cảnh tượng về sau, vẫn là không khỏi có chút ngu ngơ. Lúc này, một âu phục dày da phục vụ viên mỉm cười đi tới, cung kính nói. Hoan nghênh quan lâm đế tôn khách sạn, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài. Hạ Tuyết nói nghe, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nói. Ngươi, ngươi tốt, ta muốn ở chỗ này ăn cơm. Phục vụ viên hỏi, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Không có. Hạ Tuyết nói, phục vụ viên xin lỗi nói. Phi thường thật có lỗi, chúng ta để tôn khách sạn tất cả đi ăn cơm vị trí đã bị dự định đến 15 ngày về sau, nếu như ngài muốn lần sau đi ăn cơm, có thể dự định 15 ngày sau bữa ăn vị. Hạ Tuyết có chút không dám tin nói. Đại sảnh bữa ăn vị cũng bị dự định hết à? Phải biết. Đế tôn khách sạn tổng cao 365 tầng. Cho dù, trong đó có rất nhiều là nhà ở cùng yến hội sảnh. Nhưng, dùng cơm vị trí cũng nhất định chiếm có rất nhiều vị trí. Kết quả, bị dự định đến 15 ngày sau. Đúng thế. Phục vụ viên lần nữa xin lỗi nói. Hạ Tuyết có chút thất vọng nói. Tốt à. Nàng sớm liền đáp ứng đám fan hâm mộ, muốn tới đế tôn khách sạn dò xét cửa hàng. Mặt khác, nàng rất sớm trước đó liền nghe qua đế tôn khách sạn đại danh, mộng tưởng chính là tiến đến nhắm nháp một chút mỹ thực. Hứa hẹn cùng chờ mong, bây giờ lại tất cả đều muốn hóa thành bọt nước. Lâm Phàm cũng nhìn ra Hạ Tuyết trong lòng thất vọng, nói. Yên tâm đi, ta đã đã đặt xong vị trí. Hạ Tuyết không khỏi nháy một chút con mắt, xinh đẹp khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lâm Phàm đối phục vụ viên nói. Ta gọi Lâm Phàm Phục vụ viên cung kính nói. Lâm tiên sinh, mời chờ một chút. Dứt lời, hắn bận biểu cầm màn hình gặp mạng, một trận tra tìm. Nhưng, rất nhanh, phục vụ viên lại có chút chận chờ nói. Lâm tiên sinh, thật có lỗi, ta giống như không có tại hệ thống bên trong tìm kiếm đến ngài dự định tin tức, đương nhiên, cũng có thể là hệ thống xuất hiện một chút lỗ thủng. Xin hỏi, ngài nơi đó có dự định tin tức sao? Nếu như thuận tiện, có thể cho ta nhìn một chút sao? Không thể không nói, để tôn khách sạn không hổ là chính khách sạn cấp sao? Vẹn vẹn phục vụ viên tố chất, liền xa không phải bình thường khách sạn có thể so sánh được. Lâm Phàm khoát tay nói. Ta không có tin tức, ngươi trực tiếp gọi điện thoại hỏi các ngươi giám đốc vương phù hộ đi, hắn biết đến không có dự định tin tức. Mà lại, còn muốn mình hỏi thăm giám đốc. Phục vụ viên không khỏi có chút chần chờ. Dù sao, cũng không phải nói gọi điện thoại cho giám đốc, liền có thể gọi điện thoại cho giám đốc. Một khi để giám đốc không hài lòng, hậu quả kia tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng... Phục vụ viên cảm thụ được Lâm Phạm thân bên trên truyền đến không tục khí chất, lại đành phải cắn răng, nói. Lâm tiên sinh, mời chờ một chút. Dứt lời, hắn liền đi qua một bên, lấy điện thoại di động ra do dự một lát sau, vẫn là gọi điện thoại. Gọi điện thoại, chỉ là có khả năng gây giám đốc không vui. Nếu như chậm trễ khách quý, vậy liền tuyệt đối sẽ để giám đốc nổi giận. Hà Tuyết lặng lẽ giật giật Lâm Phạm gốc áo, nói. Hắn hiện tại đi cho giám đốc gọi điện thoại bên trong, chờ một lúc nên làm thế nào mới tốt à. Hiển nhiên, Hà Tuyết cũng không cảm thấy Lâm Phạm đã đã đặt xong vị trí, thậm chí là cùng giám đốc đã đặt xong vị trí. Hà Tuyết cảm thấy Lâm Phạm chỉ là đang cố ý hù phục vụ viên, từ đó mượn cơ hội thu hoạch được vị trí cũng chẳng cách Hạ Tuyết có thể như vậy suy nghĩ. Phải biết, để tôn khách sạn thế nhưng là Á Minh xếp hạng năm vị trí đầu chính tinh khách sạn. Để tôn khách sạn giám đốc, tuyệt đối là phi thường không tầm thường đại nhân vật. Mà Lâm Phàm chỉ là Giang Bắc Đại học một chuẩn tân sinh, lại làm sao có thể tại giám đốc trên tay định vị đưa đâu. Lâm Phàm tự nhiên cũng minh bạch Hạ Tuyết ý nghĩ trong lòng, cười nói. Yên tâm đi, không có vấn đề. Đạp đạp đạp. Lúc này, phục vụ viên đã để điện thoại di động xuống, cũng bước nhanh tới. Lâm tiên sinh tốt, mời tới bên này. Phục vụ viên xoay người, dùng xa so với lúc trước còn muốn cung kính giọng nói. Hắn bên tai, phản phất còn quanh quẩn lấy giám đốc vương phù hộ. Lâm tiên sinh là chúng ta đế tôn khách sạn cực kỳ khách nhân tôn quý nhất. Ta hiện tại ngay tại chạy qua trên đường tới, trước lúc này, ngươi nhất định phải cam đoan Lâm tiên sinh thu hoạch được chất lượng tốt phục vụ. Sau đó, ta sẽ dành cho ngươi cao nhất ban thưởng. Phục vụ viên còn từ chưa từng nghe qua giám đốc nghiêm túc như thế ngữ khí. Hắn hiểu được, Vị này lâm tiên sinh tuyệt đối là phi thường không tầm thường tồn tại. Phục vụ viên trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt cho giám đốc đánh một thông điện thoại. Chương 585 Mỹ thực, không nể mặt mũi. Nguồn Mê truyện audio.com Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hạ tuyết cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Phục vụ viên vậy mà đối lâm phàm dạng này cung kính hắn vừa cùng giám đốc xác nhận qua lâm phàm thật tại giám đốc trên tay mua vị trí lâm phàm gặp hạ tuyết sững sờ tại nguyên chỗ không có động tác không khỏi nói đứng đấy làm gì không phải muốn đi vào ăn cơm không nha nha tốt hạ tuyết cái này mới phản ứng được ứng tiếng nói dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên ba người một mô phỏng sinh vật người máy đi vào vip chuyên môn xa hoa thang máy sưu chỉ thấy trên thang máy số lượng nhanh chóng nhảy lên nhưng lại cảm giác không thấy bất kỳ lắc lư cảm giác cùng mất trọng lượng cảm giác. Đinh. Làm số lượng nhảy lên đến 365 thời điểm, trong thang máy phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Phục vụ viên cung kính nói. Mời tới bên này. Xuyên qua rộng rãi, xa hoa hành lang. Phục vụ viên đẩy ra nặng nề bao xương đại môn. Làm đi vào cái này gian bao xương thời điểm, hạ tuyết không khỏi há to miệng, một đôi mắt đẹp mơ hồ có ánh sáng chấp động, xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh diễm chi sắc, cái này gian bao xương cực kỳ rộng rãi, hoa lệ, sáng chói thủy tinh đèn treo, mềm mại, tiên diễm thảm long dê, khảm kim cương cái bàn, bạch ngọc bộ đồ ăn. Càng quan trọng hơn là, cái này gian bao xương ba mặt vách tường tất cả đều là cao sáng toàn cảnh rơi xuống đất pha lê. Thân ở 365 trên nhà cao tầng, bên ngoài thậm chí đã tụ tập không ít đám mây. Cái này liền khiến cho căn này xa hoa bao xương phản phất là ở vào trên trời, giống như tiên cảnh. Lâm Phàm gặp Hạ Tuyết như thế thích bộ dáng, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Phục vụ viên nói, Lâm tiên sinh, đây là chúng ta menu. Đón lấy, trên mặt bàn vậy mà xuất hiện thức ăn máy chiếu 3 dê. Lâm Phàm ngược lại đối Hạ Tuyết nói, "Ngươi xem một chút, có gì thích đồ ăn sao?" Hạ Tuyết nghe được tra hỏi về sau, cái này mới chậm rãi thu hồi suy nghĩ, nói, "A a à, ta, ta không kén ăn, ngươi đến tuyển đồ ăn đi." Lâm Phàm gật gật đầu, nhanh chóng lựa chọn mấy món ăn đồ ăn. Sau đó, lại đối phục vụ viên nói, "Ngươi có cái gì để cử đồ ăn sao?" Phục vụ viên cung kính nói, chúng ta đế tôn khách sạn trước đây không lâu từ thái bình dương trong cấm địa chở tới đây một nhóm biển sâu hoàng kim gan cự vô phách bọ cạp áo giáp tôn những thứ này chất thịt tất cả đều phi thường ngon lại thêm chúng ta đặc thù đậu bếp nấu nướng hương vị rất không tệ hắn nói chuyện ở giữa còn không khỏi nuốt ngụm nước miếng hiển nhiên những thức ăn này hương vị xác thực rất tốt lâm phàm gật đầu nói được vậy liền đem ngươi vừa nói đồ ăn tất cả đều bên trên một phần đón lấy lâm phàm lại mình điểm mấy món ăn cùng hai bình rượu cái này mới nói tạm thời cứ như vậy nhiều a à? phục vụ viên cung kính nói được rồi lâm tiên sinh xin ngài chờ một chút sau khi nói xong hắn chậm rãi thối lui ra khỏi bao xương rất nhanh bao xương chỉ còn hạ tuyết lâm phàm cùng mô phỏng sinh vật người mấy hạ tuyết lại nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh đẹp đột nhiên nghĩ đến mình còn tại trực tiếp bận bịu cầm lên màn hình gặp Lúc này, trực tiếp ở giữa online nhân số, không biết lúc nào đã đạt đến 31 vạn người. Vô số mưa đạn, giống như là như mưa rơi, không ngừng nhấp nhô. Nằm nhân thanh xuân. Ông trời của ta. Ta vừa mới còn tưởng rằng Lâm Phàm chỉ là tại hù phục vụ viên, kết quả, lại là thật. Hắn hướng đế tôn khách sạn giám đốc đặt trước vị trí. Cái này cũng quá trâu bò đi. May mắn. Nào chỉ là trâu, đơn giản trâu không còn giới hạn có được hay không. Trực tiếp đặt trước đến 365 tầng đậu xanh rau má không khóc đơn giản tự như tiên cảnh đồng dạng sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ vị này lâm tiên sinh đến tột cùng là ai a à? phượng hoàng tiểu tuyết tiểu tuyết cái này sẽ không phải là ngươi làm kịch bản a à, trong gió mặt trăng nếu như là kịch bản vậy liền quá khó nhìn hạ tuyết nhìn đến đây vội nói đây không phải kịch bản bất quá cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng còn không rõ lắm đón lấy nàng hỏi lâm phàm ngươi cùng đế tôn khách sạn giám đốc rất quen sao? Lâm Phạm lắc đầu nói. Ta chưa thấy qua hắn. À. Hạ Tuyết không khỏi ngây ngẩn cả người. Không quen. Sau đó, ngươi vừa mới còn nói tìm hắn mua vị trí. Đón lấy, phục vụ viên liền chạy tới gọi điện thoại, đồng thời, đem chúng ta dẫn tới tầng cao nhất bao xương. Cái này. Cái này. Phục vụ viên sẽ không phải là bị hù dọa, căn bản không có gọi điện thoại A, à, hoặc là, là trong đó tồn tại hiểu lầm gì đó thật có khách quý tiền giám đốc hẹn trước vị trí, kết quả, phục vụ viên tính sai đối tượng. Cái này, cái này nên làm thế nào cho phải a? À? Lâm Phàm tự hồ cũng nhìn ra Hạ Tuyết lo âu trong lòng, không khỏi cười nói. Yên tâm đi, an tâm ăn cái gì là được rồi. Ba tên đầu bếp chính đẩy biển sâu hoàng kim gan, cự vô phách bỏ cạp, áo giáp tôm các loại nguyên liệu nấu ăn, hướng phía công việc thang máy mà đi. Lúc này, một mặt ngăn chứa áo sơ mi nam tử kéo một diễm lệ nữ nhân, vừa tốt đi tới. Diễm lệ nữ nhân dịu dàng nói, biển sâu hoàng kim gan có thể mỹ dung dưỡng nhan, kiệt ca ca, người ta chờ một lúc muốn ăn biển sâu hoàng kim gan. Ngăn chứa áo sơ mi nam tử liền nói ngay. Nhà ta bảo bối muốn ăn, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Đón lấy, hắn gọi lại ba tên đầu bếp nói. Các ngươi chờ một lúc đưa một phần biển sâu hoàng kim gan đến 28 tầng 8 xuân ý trong bao xương đến, ân, ừ, cái kia cự vô phách bọ cặp cũng không tệ, lại tới một cái cự vô phách bọ cặp đi. Diễm lệ nữ nhân cao hứng nói. Kiệt ca ca thật sự là quá tuyệt vời. Đang khi nói chuyện, vẫn không quên tại ngăn chứa áo sơ mi nam tử thân bên trên qua lại cọ đồng. Ngăn chứa áo sơ mi nam tử cười to nói. kia là đương nhiên. Đứng tại phía trước nhất đầu bếp, không khỏi xin lỗi nói. Thật xin lỗi, vị tiên sinh này, chúng ta để tôn khách sạn hôm nay chỉ có một phần biển sâu hoàng kim gan cùng cự vô phách bỏ cặp. Ngăn chứa áo sơ mi nam tử nói. Chỉ có một phần. Đây không phải là vừa vặn sao. Đem phần này đưa đến trong phòng khách của ta. Đầu bếp xin lỗi nói thế nhưng là, phần này đã bị người mua. Diễm lệ nữ nhân ủy khuất ba ba nói. Kiệt ca ca, người ta muốn ăn biển sâu hoàng kim gan nha. Ngăn chứa áo sơ mi năm tử nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói. Yên tâm, nhất định có thể ăn vào. Sau đó, hắn lại đối đầu bếp nói. Mua, cũng không phải ăn. Người nói cho đặt trước người, hắn biển sâu hoàng kim gan, ta phương văn kiệt nguyện ý hoa gấp hai giá tiền, từ chỗ của hắn mua lại. Hiện tại, đem phần này biển sâu hoàng kim gan, đưa đến trong phòng khách của ta đi thôi đầu bếp chần chờ nói cái này chúng ta chỉ sợ không làm được dạng này chủ áo ca rô quần áo trong nam tử lông mày nhíu lại nói được rồi ta cũng không làm khó ngươi nói cho ta hắn tại cái bao xương nào ta tự mình đi qua cùng hắn nói đầu bếp có chút do dự cũng không có ngay đầu tiên trả lời ngăn chứa áo sơ mi nam tử rốt cục nổi giận trầm giọng nói làm sao ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho ta phương văn kiệt Ngươi cứ như vậy xem thường chúng ta hào phóng tập đoàn. Nhìn như vậy không dạy nổi phương gia chúng ta. Đầu bếp nói nghe, trong lòng một trận nhảy loạn. Hào phóng tập đoàn phương gia, đây tuyệt đối là cự đầu gia tộc, một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết mình kinh khủng tồn tại. Hắn hoảng loạn nói. Cái này. Vị khách nhân này tại 365 tầng trong bao xương. Được, ta đã biết. Phương Văn Kiệt thản nhiên nói. TS, Chúc mọi người giao thừa khoái hoạt chương 586. Đổi bao xương, ồn ào. Nguồn. Mê truyện audio com Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Để tôn khách sạn, từ ngàn năm trước bắt đầu, liền 10 phần nổi danh. Các xí nghiệp lớn, gia tộc, thậm chí là quan viên. Tất cả đều sẽ ưu tiên lựa chọn tại đế tôn khách sạn tổ chức yến hội, chiêu đại khách nhân. Mà vương gia mỗi một đời gia chủ, tất cả đều là đế tôn khách sạn giám đốc cũng nguyên nhân chính là đây để vương gia tích lũy tài phú là một mặt càng làm cho hắn thu được cực kỳ nhiều người mạch có được địa vị cực cao vương phù hộ vương gia đương đại gia chủ từ nhỏ thụ đến gia tộc dốc sức bồi dưỡng khiến cho hắn vô luận tính tình vẫn là tính cách hoặc là năng lực tất cả đều viễn siêu thường nhân dĩ vãn thời điểm vô luận xử lý sự tình gì hắn từ trước đến nay đều bình tĩnh như nước nhẹ nhõm giải quyết nhưng hôm nay cả người hắn lại có vẻ phi thường vội vàng hắn để điện thoại di động xuống về sau, căn bản không để ý chân mang giá trị 10 vạn thế giới tệ một đôi dị thú định chế dày da, một đường chạy chậm đến hướng tiểu hoa viên chạy tới. Trên đường đi người hầu, nhào nhào xoay người vấn an. Thế nhưng là, vương phù hộ lại ngay cả đáp lại cũng không có thời gian. Trong tiểu hoa viên, một mặt đường trang, tên là vương tiến lên lão giả, khẽ cau mày nói. Vương phù hộ, ta trước kia có dạy qua ngươi đi. Làm gia chủ, đầu tiên muốn làm, chính là ung dung không vội. Vương phù hộ hít một hơi thật sâu, này mới khiến mình trở nên bằng phẳng. Nửa ngày, mới nói. Vâng, ba ba. Vương tiến lên thẳng nhiên nói. Xảy ra chuyện gì? Vương phù hộ nói. Lâm tiên sinh, xuất hiện. Vương tiến lên không khỏi sửng sốt một chút, nói. Lâm tiên sinh. Lâm phàm tiên sinh. Vương phù hộ lần nữa nói. Cái gì? Ngươi nói là một nghìn năm trước Lâm phàm tiên sinh. Lâm lão bản. Vương tiến lên con ngươi có chút co trục lại, kích động nói đúng thế. Vương Phù Hộ nói, là lão tổ tông năm đó lưu lại thần bí tài khoản, gửi tới tin tức. Lâm Tiên Sinh trở về, Lâm Tiên Sinh về đến rồi. Vương Tiến lên lần nữa kích động gọi nói, Lâm Tiên Sinh bây giờ ở nơi nào? Tại đế tôn khách sạn 365 tầng. Vương Phù Hộ nói, tốt tốt tốt. Vương Tiến lên gọi nói, khẩn cấp triệu tập vương gia tất cả dòng chính thành viên, mặt khác, ngươi cùng đi với ta gặp lão gia tử, sau đó, cùng đi bái kiến Lâm Tiên Sinh đón lấy, toàn bộ vương gia đều đi theo trở nên huyên náo loạn lên. Mà vừa mới còn bình tĩnh, lạnh nhạt vương tiến lên, cả người đi đường cũng biến thành chạy chậm. Một lão giả, một nam tử trung niên, cứ như vậy như là hai đồng, tại vương gia trang vườn như là tranh tài không ngừng tiến lên. Không đầy một lát, hai người liền đi tới xanh lục bát ngát rừng trúc trước. Một mặt màu trắng quần áo luyện công, tóc hoa trăm vương chí hải, ngay tại trong rừng trúc đánh lấy thái cực quyền hắn nghe được vương tiến lên cùng vương phù hộ nói tới về sau nguyên bản gầy gò mặt già dạ bên trên dần dần nhiều hơn một vòng khó được ứng hồng chi sắc vương chí hải nói làm tốt mở ra số không ngủ đông kho công tác chuẩn bị vương tiến lên cùng vương phù hộ thân hình nghiêm một chút bọn hắn phi thường rõ ràng số không ngủ đông kho bên trong có cái gì vương chí hải nói hiện tại chúng ta cùng nhau tiến đến bái kiến lâm tiên sinh vâng vương tiến lên cùng vương phù hộ đồng nói một phương diện khác Đế tôn khách sạn. Hạ tuyết chính đối camera, cùng trực tiếp ở giữa chú ý nhóm, thân thiết chuyển động cùng nhau. Mọi người còn còn muốn nhìn nơi nào đó. Chờ một lúc, ta sẽ giúp đại giới nhắm nháp đế tôn khách sạn Mỹ thực, cũng nói cho mọi người hương vị như thế nào. Kéo kẹt. Lúc này, bao xương đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Đón lấy, Phương Văn Kiệt cùng Diễm Lệ nữ nhân cất bước đi đến. Diễm Lệ nữ nhân nhìn thấy bao xương hoa lệ trang trí, cùng rơi ngoài cửa sổ như như tiên cảnh đám mây, một đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên nàng dịu dàng nói. Kiệt ca ca, cái này giang bao xương thật xinh đẹp à, người ta muốn ở chỗ này ăn cơm, khẩu vị nhất định sẽ biến rất khá. Đang khi nói chuyện, nàng lại tại Phương Văn Kiệt thân bên trên qua lại có bắt đầu chuyển động. Phương Văn Kiệt cười nói. Tốt, vậy chúng ta ngay ở chỗ này ăn cơm. Đón lấy, hắn đối lâm phàm nói. Anh em, ta xuất ra gấp hai tiền, mua sắm ngươi điểm biển sâu hoàng kim gan cùng cự vô phách bọ cạp, mặt khác, lấy thêm ra 10 vạn thế giới tệ, cùng ngươi đổi một cái ghế lô, thế nào? Phương Văn Kiệt ngữ khí, căn bản không có một tia hỏi thăm cùng thương lượng. Kia là khẳng định. Là mệnh lệnh. Cao cao tại thượng, miệt thị hết thảy. Từ khi Hạ Tuyết đi vào đế tôn khách sạn về sau, nàng trực tiếp ở giữa nhân số, chỉ tại không ngừng tăng lên. Lúc này, đã đạt đến 40 vạn người. Mà nghe được Phương Văn Kiệt lời nói về sau, toàn bộ trực tiếp ở giữa, mưa đạn như mưa. Ki, lô ca chấm l .lo. Ngoà tàu, người này thật là phách lối A, trùng dương. Nhưng, hắn có phách lối tiền vốn. Nếu như ta không có nhìn lầm, hắn hẳn là phương gia thiếu gia phương văn kiệt. Cánh đồng hoa sai. Phương gia. Hào phóng tập đoàn phương gia sao? Nhỏ họa sĩ. Không sai. Chính là hào phóng tập đoàn. Ta lần trước còn tại trên mạng nhìn qua hắn đường viện tin tức. Ai nha, bên cạnh hắn người, có phải hay không nho nhỏ cá? Nàng sắp đến nhưng nhìn bên trên có hơn 2.000 vạn fan hâm mộ A, à, hạnh phúc người một nhà. Ta rất muốn cho tiểu tuyết không nên đem bao sương tặng cho Phương Văn Kiệt, nhưng, hắn dù sao muốn cho mười vạn thế giới tệ, mà lại, Phương gia thật là đáng sợ. Ai? Ngốc tử. Đối mặt loại này ác thiếu, tiểu tuyết vẫn là không muốn miễn cưỡng. Đám người toàn đều hiểu, tại tuyệt đối là thế lực trước mặt, nên cúi đầu vẫn là đến cúi đầu. Hạ tuyết cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống này, không khỏi có chút khẩn trương cùng bối rối. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ hạ tuyết bả vai, cũng cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Sau đó, chậm rãi há mồm, phun ra một câu. lăn ra ngoài. Hắn phản phất không dùng quá lớn khí lực. Nhưng, thanh âm lại tại trong bao sương không ngừng dập dần. Phương Văn Kiệt cả khuôn mặt trong nháy mắt khó coi. Người nói cái gì? Lâm Phàm lần nữa nói. Cút. Thanh âm như sấm, nổ Phương Văn Kiệt cùng diễm lệ nữ nhân lỗ tai ông ông tác hưởng. Lập tức, Phương Văn Kiệt mặt trầm như nước. Chưa bao giờ. Còn chưa từng có người nào dám như thế nói với hắn nói. Hắn, triệt để nổi giận, tiểu tử, ngươi thật to gan. Lâm Phạm Long mày nhíu lại, trầm giọng nói. Ôn ao. Dứt lời, hắn tiện tay vung lên. Oanh. Phương Văn Kiệt cả người lại giống như là bị ô tô đụng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào phía ngoài trên vách tường, lại cũng khó có thể đứng dậy. A. À. Diễm lệ nữ nhân dọa đến lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Sau đó, vội vàng chạy tới Phương Văn Kiệt bên người, nói. Kiệt ca ca, Kiệt ca ca, ngươi không sao chứ. Đinh. Lúc này, trong hành lang vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Phục vụ viên tự hồ là nghe được trong bao xương dị thường, phi thường vội vàng chạy tới. Hắn đầu tiên là dùng phi thường ấy nấy nữ khí, nói. Lâm tiên sinh, thật có lỗi, quấy rầy đến ngài dùng cơm. Đón lấy, phục vụ viên mới nhìn về phía ngã trên mặt đất, không cách nào đứng dậy Phương Văn Kiệt, không khỏi kinh ngạc nói. Phương thiếu. Phương gia có được cực lớn thế lực, mà Phương Văn Kiệt lại là đế tôn khách sạn khách quen, phục vụ viên hiển nhiên là nhận biết. Ngươi đến rất đúng lúc, tiểu tử này, tiểu tử này cũng dám động thủ với ta, tranh thủ thời gian. Ngươi mau để cho người cho ta đem hắn bắt lại. Phương Văn Kiệt dùng hết lực khí toàn thân, cùng loạn điên cuồng kêu to. Chương 587 Lâm tiên sinh tốt, xử lý như thế nào? Nguồn Mê truyện audio com Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web Đổi mới nhanh nhất Không quảng cáo Nguyên bản yên tĩnh, tường hòa để tôn khách sạn 36 tầng 5 Rất nhanh trở nên ồn ào, trở nên ồn ào trong không khí, tràn đầy thuốc nổ mùi, phản phất tùy thời đều có thể sẽ nổ tung đồng dạng. Phục vụ viên căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hắn nghe được Phương Văn Kiệt lời nói về sau, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trên trán toát ra cuồn cuộn mồ hôi. Phương Văn Kiệt là phương gia đại thiếu, thân phận mười phần cao minh. Mà Lâm Phàm, càng là vương phụ hộ giám đốc tự mình dặn dò qua tôn quý nhất khách nhân. Hai bên, toàn cũng không thể tùy tiện đắc tội. Trực tiếp ở giữa. Lớn ngoan. Ngoa tao ngưu bức hắn vậy mà động thủ chuyện xưa như sương khói tiện tay một chưởng liền đánh bay hắn chẳng lẽ là một vị năng lực đặc thù người hơn nữa còn là rất cường đại năng lực đặc thù người vạn xong cái này lâm tiên sinh xong tiểu tuyết cũng xong rồi năng lực đặc thù người xác thực lợi hại nhưng phương gia chẳng lẽ không có năng lực đặc thù người sao một hai ba người gỗ phương gia thế lực không thể tưởng tượng người trẻ tuổi này có chút xúc động bốn mùa như mùa xuân. Bản tính của ta nói cho ta đánh thật hay, nhưng ta lý tính lại là nói cho ta không thể đánh. Môn La, Tiểu Tuyết, ai, cẩn thận một chút đi. Cho dù là Phương Gia, cũng không thể tùy tiện đối người ra tay đi. Em mờ là hắn là không thể tùy tiện xuất thủ, nhưng chỉ cần tìm được lý do, vậy liền dễ dàng. Hạ Tuyết cũng bị hiện trường không khí dọa sợ, gương mặt xinh đẹp dần dần hơi trắng bệch, cả người không biết nên làm thế nào cho phải. Lâm Phạm lại vỗ vỗ hạ Tuyết cánh tay, mỉm cười nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Câu nói này, phản phất cũng có ma lực thần kỳ, để nàng biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Đinh. Lúc này, cách đó không xa vít thang máy, một trận nhẹ vang lên, đón lấy, một đoàn âu phục dày da, áo trắng áo sơ mi nam nam nữ nữ, bước nhanh hướng bên này đi tới. Những thứ này, chính là vương gia người. Khi mọi người đến bao sương, nhìn thấy Lâm Phạm sau. Mọi người cùng đủ xoay người, dùng vô cùng chân thành, âm thanh kích động nói bái kiến lâm tiên sinh một màn này trực tiếp hoảng sợ phục vụ viên cùng hạ tuyết há to miệng phục vụ viên gặp qua rất nhiều vương gia nhân mặt khác trước đây không lâu hắn còn từ vương phù hộ trong điện thoại biết lâm phạm là phi thường khách nhân tôn quý nhưng hắn căn bản không nghĩ tới vương phù hộ lại mang theo vương gia tất cả hạch tâm thành viên trong đó thậm chí còn bao quát vương tiến lên cùng vương chí hải hai vị lão gia tử cùng một chỗ chạy tới đồng thời cùng một chỗ hướng lâm phàm xoay người vấn an đây chính là vương tiến lên cùng vương chí hải a cái này cái này đây quả thực không thể tưởng tượng nổi mà hạ tuyết thì là lại có chút không biết làm sao mặc dù nàng cũng không nhận ra vương gia đám người nhưng vẻn vẹn từ khí chất phương diện nàng liền có thể cảm giác được bọn hắn tất cả đều không tầm thường nhiều người như vậy thậm chí trong đó còn bao gồm nhiều vị lão giả cùng một chỗ hướng lâm phàm xoay người lâm phàm còn trẻ như vậy đâu như vậy hắn lại là thân phận gì trực tiếp ở giữa tiểu minh đồng học ai có thể nói cho ta nơi này chuyện gì xảy ra tống cái này làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy trong tưởng tượng ngoà tao. cái kia tự như là vương phù hộ để tôn khách sạn giám đốc vương phù hộ hắn vậy mà cho vị này lâm tiên sinh xoay người trời ạ à, hắn là ai trong gió đám người không chỉ là vương phù hộ các ngươi nhìn thấy trước mặt hắn hai vị lão nhân sao? Nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là vương gia bên trên đại gia chủ vương tiến lên cùng đời trước nửa gia chủ vương chí hải, đồng thời, cũng là đế tôn trước tử điếm mặt cho giám đốc cùng tiền tiền nhiệm giám đốc. Siêu cấp mộng tưởng nhà. Có người biết, người trẻ tuổi này là vị nào đại lão sao? Yêu ngươi một vạn năm. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy hôm nay giống như muốn gặp được đại nhân vật gì. Trên thực tế, không chỉ là phục vụ viên cùng hạ tuyết kinh ngạc nằm dưới đất phương văn kiệt đồng dạng sợ ngay người hắn chưa từng gặp qua vương chí hải cùng vương tiến lên nhưng hắn lại là gặp qua đứng tại tương đối dựa vào sau vị trí dòng chính vương đại khải cùng đế tôn khách sạn giám đốc vương phù hộ bọn hắn tất cả đều hướng lâm phàm xoay người vấn an lâm phàm đến tột cùng là thân phận gì lúc này đứng ở bên cạnh diễm lệ nữ nhân nói kiệt ca ca ngươi thương có nặng hay không người kia đơn giản quá ghê tởm ngươi thế nhưng là phương gia đại thiếu hắn cũng dám trực tiếp xuất thủ đánh ngươi. Kiệt ca ca, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Đón lấy, nàng lại nhìn mắt vẫn tại hướng lâm phàm xoay người vương gia đám người, nói. Kiệt ca ca, bọn hắn tới thật nhiều người, chúng ta muốn hiện tại cho phương gia gọi điện thoại sao? Diễm lệ nữ nhân hiển nhiên là không biết vương phù hộ đám người, chỉ coi là lâm phàm thuộc hạ. Nhưng, nàng vẫn là không có quá mức sợ hãi. Diễm lệ nữ nhân có thể có được hơn 2.000 vạn fan hâm mộ, cũng coi là gặp qua một chút cảnh tượng hoành tráng đồng thời nàng còn phi thường rõ ràng phương gia đến tột cùng là bực nào cường đại nếu không nàng cũng sẽ không tốn hao khí lực lớn như vậy cố gắng cấu kết lại phương văn kiệt tại diễm lệ nữ nhân xem ra lâm phàm trước mặt người lại nhiều cũng là vô dụng căn bản so ra kém phương gia phương văn kiệt nghe được diễm lệ nữ nhân nói về sau cũng rốt cục chậm rãi thu hồi trong lòng kinh hãi đúng vậy a à, là lâm Phạm ra tay trước cho dù hắn thật ủng có bối cảnh gì mình cũng đứng đấy lý lại nói mình phương gia cũng chưa chắc liền sợ đối phương. mặt khác, nếu như mình không mở miệng nói chút gì, chỉ sợ đối phương còn cho là mình sợ. nhất là bên cạnh mình còn có nữ nhân. làm gì cũng không thể tại trước mặt nữ nhân ném đi mặt mũi. nghĩ tới đây, phương văn kiệt ngữ khí lại trở nên cao lên, giắt cuốn hồng kêu lên. vương tổng quản lý, ta tại quý khách sạn bị người đánh, chẳng lẽ không nên trước cho ta một cái thuyết pháp sao? lâm phàm nhiều hứng thú, hướng phương văn kiệt nhìn sang. vương gia đám người tự hồ cũng cảm nhận được lâm phàm ánh mắt thế là nhào nhào quay người nhìn về phía ngã trên mặt đất phương văn kiệt vương phù hộ nhíu mày hỏi ngươi là ai vì sao lại ở chỗ này bởi vì hắn đã sớm đã thông báo phục vụ viên 365 tầng tất cả đều dùng để chiêu đãi lâm phàm đối mặt nhiều như vậy ánh mắt phương văn kiệt trong lòng cũng không hiểu có chút khẩn trương hắn cắn răng mới mở miệng hồi đáp ta là phương văn kiệt cha ta là hào phóng tập đoàn chủ tịch phương trọng phương trọng hai chữ phản phất mang cho Phương Văn Kiệt vô tận lực lượng, để cả người hắn trở nên dễ dàng không ít. Đón lấy, Phương Văn Kiệt tiếp tục nói. Ta cùng bạn gái của ta muốn ăn biển sâu hoàng kim gan cùng cự vô phách bọ cạp, nhưng quý khách sạn chỉ còn lại một phần, mà lại, bị cái này vì trẻ tuổi mua. Cho nên, ta cố ý lên lầu muốn dùng gấp hai giá tiền, mua xuống biển sâu hoàng kim gan cùng cự vô phách bọ cạp. Mặt khác, lại dùng 10 vạn thế giới tệ cùng hắn đổi bao xương. Ta tự nhận là cùng một chỗ đều là hợp lý. Kết quả, hắn không có đáp ứng thì thôi, vậy mà trực tiếp mở miệng để cho ta lăn, về sau, càng là một trưởng đem ta đánh thành dạng này. Vương Tổng Quản lý, xin hỏi chuyện này quý khách sạn nên xử lý như thế nào? Thông tri thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ăn Tết tương đối bận rộn, hôm nay càng là chạy đến mẹ vợ nhà tới, đổi mới không còn kịp rồi, ngày mai hẳn là đổi mới không có vấn đề, thật có lỗi ha. Toàn cầu thủ phủ từ thu được 70 ức cái hồng bao bắt đầu, thông tri ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa rip trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Toàn cầu thủ phủ. Từ thu được 70 ức cái hồng bao bắt đầu, toàn chữ đổi mới, nhớ kỹ địa chỉ internet. Chương 588. Đánh, không thể tưởng tượng nổi. Nguồn. Mê truyện audio com Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Phương Văn Kiệt đầu tiên là điểm danh thân phận của mình. Sau đó, dùng tự nhận là xảo diệu phương thức, đem hết thảy trách nhiệm tất cả đều giao cho khách sạn, giao cho Lâm Phàm. Hắn tin tưởng, để tôn khách sạn nhất định sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, Phương Văn Kiệt trong đầu đã bắt đầu đang tưởng tượng Lâm Phàm bị bắt lại, sau đó, bị mình hung hăng xoa nắng thê thảm tràn cảnh. Thời gian dần trôi qua, Phương Văn Kiệt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Nhưng, Phương Văn Kiệt nghe vào đế tôn khách sạn đám người trong lỗ tai lại hoàn toàn là một loại cảm thụ khác dùng gấp hai giá tiền mua lâm phàm thức ăn mặt khác con muốn dùng 10 vạn thế giới tệ đổi lâm phàm bao sương phương gia hào phóng tập đoàn thực sự là thật là lớn gan chó vương phù hộ vương tiến lên vương chí hải các loại mới của vương gia gia chủ nhóm sắc mặt toàn đều khó nhìn tới cực điểm mặt màu trắng quần áo luyện công vương chí hải lạnh lùng nói bàn giao nên đánh dứt lời, Vương Chí Hải bước ra một bước, như chậm thực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền đã tới Phương Văn Kiệt trước mặt, giơ chân đá ra hai cước. Răng rắc. Răng rắc. Phương Văn Kiệt hai chân ứng thanh mà đứt, phát ra hai đạo thanh âm thanh thúy. Ngay tại lúc đó, một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, tại đế tôn khách sạn 365 tầng vừa đi vừa về dập dần. Trực tiếp ở giữa. Lá rụng chi thương. Động. Động thủ. Lãng quên lãng quên đây chính là hào phóng tập đoàn thiếu gia A, nhìn bộ dạng này. Bị đánh gãy hai chân. Tu la. Lão gia tử này, tự như là đế tôn khách sạn đương nhiệm giám đốc vương phù hộ gia gia, hắn lại còn là một vị cường đại năng lực đặc thù người. Mọi người yêu thích. Hào phóng tập đoàn thiếu gia không gần như chỉ ở đế tôn khách sạn bị người đánh, mà lại, còn bị vương gia lão gia tử đánh gãy hai chân, cái này, phương gia cùng vương gia sợ là khó thiện. Người tống. Vương gia lão gia tử, vậy mà bởi vì người trẻ tuổi kia, trực tiếp xuất thủ đánh gãy phương văn kiệt người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai vô số mưa đạn không ngừng nhấp nhô tất cả mọi người tất cả đều không khỏi kinh hãi đối với trực tiếp ở giữa tình huống vương chí hải hoàn toàn không biết hắn dùng đạm mạc con ngươi quét mắt đứng ở bên cạnh diễm lệ nữ nhân dọa đến sát mặt nàng trong nháy mắt trắng xanh trực tiếp ngã trên mặt đất mồ hôi lạnh cuồn cuồn toàn thân run rẩy đáng sợ thực sự thật là đáng sợ vương chí hải cũng không có ra tay với nàng ngược lại cất bước trở về xoay người tiếp tục dùng vô cùng cung kính ngữ khí, nói. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, quấy rầy đến ngài. Lâm Phạm khoát khoát tay, nói. Không sao, chỉ là chó dại chó sủa thôi, đem hắn ném ra đi là được rồi. Vâng. Vương Chí Hải nói, tại trực tiếp ở giữa tất cả mọi người nhìn chăm chú, mấy tên vương gia nhân căn bản không để ý vẫn tại rú thảm phương văn kiệt, trực tiếp dắt lấy tứ chi của hắn tiến vào thang máy. Để tôn khách sạn 36 tầng 5, rất nhanh yên tĩnh trở lại. Cơm của chúng ta đồ ăn sắp xong chưa? Lâm Phàm tốt như lúc trước không có cái gì phát sinh, hỏi. Vương Chí Hải không có mở miệng nói chuyện, ngược lại nhìn về phía bên cạnh phục vụ viên. Phục vụ viên sớm đã bị trước mặt phát sinh sự tình, hoảng sợ không thể tự kiềm chế. Nửa ngày, hắn mới chú ý tới Vương Chí Hải ánh mắt, vội nói. Ứng. Ừ. Cũng nhanh tốt, ta giúp ngài thúc một chút. Đang khi nói chuyện, hắn bận biểu đi tới một bên, cầm điện thoại di động lên thông qua một thông điện thoại. Không đầy một lát, ba tên đầu bếp liền cầm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn bước nhanh tới rất nhanh, một phần phần màu sắc diễm lệ, hương khí mê người mỹ thực, nhào nhào bừng đến trên mặt bàn. Lâm Phàm khẽ hít một cái hương khí, khẽ gật đầu nói. Nhìn xem cũng không tệ lắm. Đón lấy, hắn đối Hạ Tuyết nói. Hạ Tuyết, ngươi đến nếm thử xem đi. À, tốt, tốt. Hạ Tuyết có chút nói lắp nói, nàng chậm rãi cầm lấy đũa, đem đỏ bừng thịt bỏ vào trong miệng. Rất nhanh, Hạ Tuyết một đôi mắt đẹp phát sáng lên, từ đấy lòng tán thán nói. Ăn ngon. Lâm Phàm nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng, cũng cao hứng phi thường. Hắn đi theo gấp lên một miếng thịt, cùng một cái màu hoàng kim nhím biển. Cái mùi này cũng không tệ. Hạ Tuyết ăn một cái nhím biển nói. Ăn ngon. Bữa cơm này, hai người ăn gần một giờ, bụng trở nên tròn vo. Lúc này, trời dần dần đen xuống tới, xuyên thấu qua bốn phía rơi xuống đất pha lê, có thể tùy tiện đem gian bắt cảnh đêm thu hết vào mắt. Ăn uống no đủ về sau, nhìn nhìn lại cảnh đẹp, quả thực là một đại hưởng thụ. Kéo kẹt làm lâm phạm mở cửa lớn ra thời điểm vương chí hải vương tiến lên vương phù hộ các loại một đoàn vương gia hạch tâm thành viên tất cả đều như là trung thành nhất nô bộc tỉnh tỉnh canh giữ ở bên ngoài bọn hắn nhìn thấy lâm phạm về sau nhào nhào xoay người cung kính vấn an lâm phạm khẽ gật đầu nói giúp ta chuẩn bị cái gian phòng đi ta đi tắm nghỉ ngơi một chút nghiêm chỉnh mà nói lâm phạm đã có hơn ngàn năm không có tắm rửa hơn ngàn năm không có trên giường đi ngủ mặc dù thân thể của hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì dơ bẩn đi ngủ chỉ là loại trừ nhân thể rác rưởi khôi phục nhân thể kỹ năng các loại tác dụng mà thôi mà lấy lâm phàm thể chất căn bản không cần đi ngủ mới có thể sinh ra loại tác dụng này nhưng lâm phàm còn là muốn đi tắm rửa còn là muốn đến ngủ trên giường cảm giác vậy đại khái chính là một loại dư vị đi đón lấy lâm phàm hỏi hạ tuyết ngươi muốn cùng một chỗ ở chỗ này ở sao hạ tuyết gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt một mảnh ửng hồng nói lắp nói ta À, cái kia còn có việc muốn về trường học, liền không ở. Lâm Phàm gật đầu nói. Được, các ngươi đem Hạ Tuyết đưa đi Giang Bắc Đại học một chút. Vâng. Vương Hải Chí kích động nói. Kích động, đúng. Chính là kích động. Bởi vì, theo Vương Chí Hải, có thể vì Lâm Phàm làm sự tình, chính là một kiện chuyện vô cùng vinh dự. Đây là Vương Gia từ trước tổ huấn. Làm Hạ Tuyết đi vào đế tôn khách sạn lầu dưới thời điểm, một cổ siêu hào hoa lơ lửng ô tô đã đợi tại cổng phục vụ viên vì Hạ Tuyết mở cửa xe, cung kính nói. Hạ nữ sĩ, mời. Hạ Tuyết bị lơ lửng ô tô vẽ ngoài cho kinh diễm đến. Nửa ngày, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nói. a à, tốt, tốt. Vẽ ngoài kinh diễm, nội bộ càng là xa hoa đến khó có thể tin. Rộng rãi không gian, mềm mại, thoải mái dễ chịu da thật chỗ ngồi, ánh đèn dịu dịu, cấp cao rượu, đồ uống, món điểm tâm ngọt. Toàn bộ đơn giản tự như là di động tòa thành, để cho người ta mê muội một đường trong rủi, căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì gia tốc, giảm tốc cùng sóc nảy. Làm cửa xe lần nữa mở ra thời điểm, Hạ Tuyết phát hiện mình đã xuất hiện ở Giang Bắc Đại học trước cổng chính. Loại cảm giác này đơn giản tự như là tại xuyên qua không gian, vô cùng thần kỳ. Hạ Tuyết sửng sốt một chút, sau đó mới đối tài xế nói. Tạ ơn. Lái xe vội không lưng, cung kính nói. Cái này là vinh hạnh của ta. Đợi đến siêu hào hoa ô tô đi xa về sau, Hạ Tuyết lúc này mới nhớ tới, mình vẫn luôn còn tại trực tiếp. Nàng bận biểu cầm lên chồng chất màn hình. Sau một khắc, nàng cả người triệt để ngây ngẩn cả người. Lần này trực tiếp, Hạ Tuyết hoàn toàn không giống như trước, không ngừng chuyển động cùng nhau, giao lưu, thậm chí là biểu hiện ra tài nghệ. Hạ Tuyết đã làm tốt nhân khí thảm đạm chuẩn bị. Nhưng, lúc này, trực tiếp ở giữa online nhân số vậy mà trực tiếp đạt đến 210 vạn người. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Chương 589, giận, báo thù. Nguồn. Mê truyện audio com Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Cho dù đối một ít siêu cấp lưới lớn đỏ tới nói, 220 vạn online nhân số cũng là phi thường ghê gớm số liệu. Huống chi, Hạ Tuyết không phải siêu cấp lưới lớn đỏ. Thậm chí, nàng còn không phải chức nghiệp dẫn chương trình, chỉ là tan học, nghỉ sau thời gian ở không trực tiếp mà thôi. Loại tình huống này, 220 vạn online nhân số thì càng hiển được. Lúc này, vô số mưa đạn, giống như là như mưa rơi, dày đặc chính cái trực tiếp ở giữa. Trong lòng người. Hôm nay xem như mở mang kiến thức. Ta ở nhà. Để tôn khách sạn, ijs Người chính là ta. Cho nên, có người tra được người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai sao? Nắm tay. Nhà, tiểu tuyết cuối cùng đem camera đối đến đây. Trên đời không việc khó. Tiểu tuyết, ngươi thật xinh đẹp. Gặp đây, hạ tuyết mỉm cười nói tạ ơn trên đời không việc khó khích lệ. Khán giả nghe được Hạ Tuyết thanh âm về sau, mưa đạn càng thêm dày đặc. Điệu thấp không phải ca. Tiểu Tuyết, ngươi rốt cục nói chuyện, ngươi vừa mới vì cái gì không ở lại đế tôn khách sạn A. À? Ta rất thích Tiểu Tuyết, nhưng, lần này, ta cũng cảm thấy Tiểu Tuyết hẳn là lưu lại. Triệu mươi Tiểu Tuyết, ngươi biết vừa mới cái kia một bữa cơm, đã ăn bao nhiêu tiền sao? Chí ít 10 vạn thế giới tệ. Thủ hộ giả. 10 vạn thế giới tệ tính là gì? vừa mới xe kia ba nghìn vạn thế giới tệ một cổ chân dài đại mỹ nữ tiểu tuyết bỏ qua một lần cá vượt long môn cơ hội huống chi người kia còn đẹp trai như vậy sống sống đáng tiếc thật là đáng tiếc ven đường nói tiểu tuyết ngươi là tại sao biết vị thiếu gia kia cầu giới thiệu ta là ai đúng a à, người thiếu gia kia là ai a à? giới thiệu một chút nha ta còn chưa từng thấy đẹp trai như vậy ngươi hạ tuyết nhìn xem mưa đạn hơi sửng sốt sau đó, nhà Ho Khan một tiếng nói. Cái kia, thời gian cũng không sớm, hôm nay trực tiếp đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người chú ý, lần sau gặp. Trời nắng. Đừng, đừng hạ truyền bá a, Tống. Tiểu Tuyết, cầu tiếp tục trực tiếp. Nhà nhà đốt đèn. Trước tiên nói một chút người trẻ tuổi kia là ai, lại xuống truyền bá. Thế nhưng là, Hà Tuyết nhưng thật giống như không nhìn thấy, trực tiếp đóng lại trực tiếp ở giữa. Nàng quay người mắt nhìn thẳng tắp đường cái, trong đầu không khỏi hiện lên Lâm Phàm cao lớn, anh tuấn thân ảnh. Đúng thế, hắn rất đẹp trai. Nửa ngày, Hà Tuyết dùng sức lắc đầu, rốt cục thu hồi suy nghĩ, hướng phía Giang Bắc trong đại học đi. Giang Bắc có một tòa chiếm diện tích hẹn 80.000 80 mét vuông kiểu dáng châu Âu tòa thành. Người bình thường căn bản không được cho phép tới gần, bọn hắn không biết tòa pháo đài này là người phương nào sở kiến, chỉ coi là tòa nào đó không bị mở ra cảnh điểm. Mà một chút thượng tầng nhân vật lại biết tòa pháo đài này thuộc về khoáng mạch vương gia. Tục truyền, khoáng mạch vương gia có gần ngàn năm lịch sử. Cũng có vô tận tài phú, càng là số ít mấy cái nắm trong tay khoáng mạch gia tộc một trong. Trong tòa thành bảo này người, vô luận người hầu, vẫn là chủ nhân. Mỗi ngày tất cả đều phi thường an nhàn, thảnh thơi. Đây là cường đại nội tình cùng thực lực, cho bọn hắn hưởng thụ quyền lực. Nhưng, hôm nay, cả tòa tòa thành lại là nhiều hơn một vòng khác gấp rút. Lúc này, khoáng mạch vương gia đương đại gia chủ vương hạo, đời trước lão gia chủ vương tử mây, đời trước nữa lão gia chủ vương dược, bên trên đời trước nữa lão gia chủ vương đủ các loại rất nhiều vương gia hạch tâm thành viên, tề tụ một đường. Năm đời, thậm chí lục đại cùng đường. Ngàn năm trước, đời bốn cùng đường đã phi thường khó được. Nhưng, tại ngàn năm sau năm nay, vô luận hoàn cảnh, vẫn là chữa bệnh chữa bệnh kỹ thuật tất cả đều có tăng lên cực lớn, cái này làm tuổi thọ của con người có tăng lên trên diện rộng. Bây giờ, đời bốn cùng đường đã trở thành phổ biến hiện tượng, năm đời cùng đường cũng thuộc về bình thường mà giống khoáng mạch vương gia loại này cũng có vô tận tài phú cùng thế lực gia tộc, càng là làm được lục đại cùng đường tình trạng. Vương đủ dùng hơi có chút thanh âm khàn khàn nói. Đến đông đủ a. Bên cạnh vương hạo còng lưng thân thể nói. Đến đông đủ. Nhớ kỹ, ngày mai gặp đến lâm tiên sinh thời điểm, tất cả mọi người nhất định phải xuất ra nhất là thái độ cung kính. Vương đủ quét mắt một vòng, nói rõ. Đám người đồng nói. Đinh. Lúc này, vương hạo điện thoại phát ra một tiếng vang nhỏ đón lấy, vương hạo vội vàng nói. Gia gia, lâm tiên sinh giống như bên trên trực tiếp. Trực tiếp. Vương đủ nghi hoặc nói, nhìn xem. Vương hạo nói. Được rồi. Đóng lấy, HD máy chiếu 3 dây hình tượng, xuất hiện ở rộng lớn trong đại sảnh. Anh em, ta xuất ra gấp 2 tiền, mua sắm ngươi điểm biển sâu hoàng kim gan cùng cự vô phách bọ cạp, mặt khác, lấy thêm ra 10 vạn thế giới tệ, cùng ngươi đổi một cái ghế lô, thế nào? Tiểu tử, ngươi thật to gan vương tổng quản lý, xin hỏi chuyện này quý khách sạn nên xử lý như thế nào? Gặp đây. Từ trước đến nay giếng cổ không gần sóng vương đủ, một đôi đục ngầu con ngươi, bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo lên, nghiêm nghị nói. Làm càng. Thanh âm của hắn, cũng không to. Nhưng, lại làm cho ở đây tất cả mọi người cấm như ve mùa đông. Cả tòa đại sảnh nhiệt độ, phản phất trong nháy mắt hạ hạ xuống điểm đóng băng. Vũ nhục lâm tiên sinh, nên bị diệt. Cơ hồ là cùng một thời gian, cổ lão trương gia dòng chính, cổ lão nhiễm nhà dòng chính, cổ lão mã gia dòng chính. Cũng tất cả đều hội tụ ở cùng nhau, cũng xem thấy được đồng dạng trực tiếp hình tượng. Một phương diện khác, phương gia. Phương Văn Kiệt như là bùng nhão, nằm sấp ở trên ghế salon, căn bản là không có cách động đậy. Nùng trang diễm mạc lý hơi văn, nhìn xem hắn đáng thương bộ dáng, hét lớn. Ai? Con a, à, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Phương Văn Kiệt khó nhọc nói. Là. Là. Vương gia. Đạp 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 lúc này gia chủ phương lôi đi đến lý hơi văn lập tức khóc gào khóc nói phương lôi ngươi còn ở nơi này làm gì còn không mau báo thù cho con trai ngươi nhìn hắn đều bị người đánh thành dạng gì lúc này phương lôi sắc mặt cũng vô cùng khó coi vừa đến phương lôi chỉ có như thế một đứa con trai bình thường yêu thương vô cùng chưa từng bỏ được đánh qua hắn bây giờ lại bị người đánh gãy hai chân thứ hai hắn biết chuyện đã xảy ra nhi tử đã báo ra tên của mình kết quả, vẫn như cũ bị đánh gãy hai chân. Đây quả thực, chính là trước mặt mọi người quăng mình hai bàn tay. Đáng hận. Phương lôi đạo. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho đối phương nỗ lực nhất trả giá nặng nề. Để tôn khách sạn. Hừ. Đang khi nói chuyện, hắn liền cầm lấy chồng chất điện thoại, thông qua một cái mã số. Nhưng, điện thoại qua hồi lâu, cũng không ai kết nối. Phương lôi không khỏi nhíu mày. Lúc này, điện thoại lại bị về phát tới. Phương lôi còn chưa mở miệng nói chuyện, bên trong liền vang lên vô cùng thanh âm dồn dập. Phương Đổng, không xong, chúng ta hào phóng tập đoàn cổ phiếu đột nhiên bị đại lượng bán tháo, cổ phiếu giá cả đã nhảy cầu 20. Mặt khác, thuận lợi chuyển phát nhanh, vạn gia tập đoàn, hàng phong tập đoàn. Tất cả đều cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ hợp tác. Vừa mới. Thế giới ngân hàng cũng đình chỉ cho chúng ta cho vay. Cái gì? Á Minh tra khám đến tra rõ thuế vụ. Phương Đổng, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, ta cúp điện thoại trước. Túc túc túc. PS. Hoan nghênh đọc ta hoàn thành sách siêu cấp hồng bao thần tiên bày. Chương 590. Gặp Vương Phong ít, giải phong. Nguồn. Mê truyện audio com Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Cổ phiếu nhảy cầu 20%. Thuận lợi chuyển phát nhanh, vạn gia tập đoàn, hàng phong tập đoàn. Những thứ này tất cả đều là phi thường khổng lồ xí nghiệp, mà lại, rất nhiều còn cùng hào phóng tập đoàn có mật thiết quan hệ hợp tác hiện tại, tất cả đều giải trừ hợp tác rồi. Đôi này hào phóng tập đoàn tới nói, tuyệt đối là tổn thất không nhỏ. Thậm chí, đây vẫn chỉ là bên ngoài tổn thất. Nhiều như vậy xí nghiệp lớn, cùng nhau giải trừ hợp tác, còn có thể tạo thành một loại phản ứng dây chuyền, đây mới là đáng sợ nhất. Thế giới ngân hàng đình chỉ cho vay. Đừng nhìn hào phóng tập đoàn cũng có vô cùng sản nghiệp khổng lồ, nhưng có tiền mặt lưu vẫn tương đối có hạn. Tuyệt đại đa số nguyên vật liệu, nhân công, căn cứ các loại, Tất cả đều là dựa vào thế giới ngân hàng khổng lồ cho vay, lúc này mới có thể giúp cho vị tự. Hiện tại, thế giới ngân hàng đột nhiên ngừng vay, đơn giản tự như là kẹp lại hào phóng tập đoàn cổ, để nó hoàn toàn không thở nổi. Tra khám đến nhà tra rõ thuế vụ. Tra rõ thuế vụ bản là phi thường bình thường sự tình. Đây là tất cả xí nghiệp lẽ ra tuân theo pháp quy. Hàng năm chí ít sẽ tiến hành một lần thẩm tra. Trước kia, Phương Lôi cũng không có quá mức để ý, nhưng hôm nay, hắn lại là bối rối tới cực điểm. Bởi vì hắn thuế vụ sát thực tồn đang vấn đề ẩn tàng cực sâu vấn đề phương lôi trong lòng có loại dự cảm vô cùng không tốt có lẽ lúc này mới kiểm tra sẽ phát hiện vấn đề mà một khi phát hiện cái kia phương lôi trên trán dần dần rịn ra một tầng mồ hôi rịn đón lấy hắn bận bịu lại thông qua một thông điện thoại một lát sau điện thoại rốt cục tiếp thông phương lôi nói hà lão bản nhưng mà hắn còn chưa nói xong bên trong liền vang lên thanh âm trầm thấp Phương Lôi, ngươi đến tột cùng đã làm gì sự tình? Mà đến hiện tại khoáng mạch vương gia, cổ lão trương gia, thủ phủ mã gia, cự đầu nhiễm nhà. Tất cả đều đối ngươi hạ đạt phong sát lệnh. Loại tình huống này còn cho lão tử gọi điện thoại. Ngươi mẹ nó là nghĩ trước khi chết, đem lão tử cũng hại chết sao? Sau khi nói xong, bỗng nhiên cúp điện thoại. Túc túc túc. Một trận dồn dập âm thanh bận, tại phương lôi bên tai không ngừng dập dần. Cả người hắn triệt để ngốc ngây ngẩn cả người. Khoáng mạch vương gia, cổ lão trương gia thủ phủ mã gia cự đầu nhiễm nhà cái này cái nào không phải cự vô phách tồn tại đáng sợ tất cả đều là mình ngưỡng mộ mục tiêu kết quả cùng một chỗ đối với mình hạ đạt phong sát lệnh cái này cái này phương lôi cả khuôn mặt trở nên trắng bệch một mảnh cả người bối rối sợ hãi tới cực điểm xong hào phóng tập đoàn xong phương gia xong thế nhưng là cuối cùng là vì cái gì a à, lúc này bên cạnh lý hơi văn kêu lên thế nào ngươi ngược lại là nói một câu a à, lúc nào báo thù cho con trai vẫn đứng nghĩ cái kẻ ngu đồng dạng nhi tử báo thù nhi tử để tôn khách sạn người trẻ tuổi kia cái này một cái chớp mắt phương lôi đột nhiên đem hết thảy tất cả đều sâu chuỗi là hắn là hắn đây hết thảy tất cả đều là hắn gây ra nghĩ tới đây phương lôi cả người cũng là lên cơn giận dữ phương lôi nghiêm nghị quát gọi kêu là cái gì cách ngươi đem hắn sủng thành dạng này. Đón lấy, hắn một cước đá vào Phương Văn Kiệt trên bụng, quát. Đồ hỗn trướng. à. Lập tức, trong biệt thự xa hoa, vang lên một trận tiếng gào thê thảm. Đối với đây hết thảy, Lâm Phạm hoàn toàn không biết. Lúc này, hắn đã đi tới đế tôn khách sạn xa hoa phòng tổng thống bên trong. Hắn mượn bồn tắm lớn thả nước nóng thời gian ở không, ý niệm khẽ nhúc nhích, không gian nhoáng một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Phạm liền xuất hiện ở gian Bắc Đại học lòng đất lúc này một khối màu đen đồng hồ chính lóng lánh quang mang làm lâm phàm sau khi xuất hiện màu đen đồng hồ càng là phát ra vô cùng thanh âm vui sướng chủ nhân tiểu bạch rốt cục lại gặp được ngài nó chính là siêu cấp smartwatch tiểu bạch lâm phàm nói đợi lâu dứt lời lâm phàm cầm lấy tiểu bạch một lần nữa đeo tại trên tay đón lấy không gian chung quanh lại là hơi chao đảo một cái tiếp theo một cái chớp mắt lâm phàm liền về tới đế tôn khách sạn xa hoa phòng tổng thống bên trong lúc này. Rộng rãi trong bồn tắm, vừa lúc thả đầy nước. Trong không khí, tràn ngập dễ ngửi hương thơm. Lâm Phàm cởi y phục xuống, nằm trong bồn tắm, trên mặt lộ ra một vòng đã lâu nhẹ nhõm, vẻ hưởng thụ. Người bình thường, tối đa cũng liền trong bồn tắm lội nửa giờ. Bởi vì, nửa giờ sau, hoặc là làn da sẽ bị nước ngâm một nát, hoặc là nước nóng biến lạnh. Nhưng, Lâm Phàm thể chất viễn siêu thường nhân, tự nhiên không lo lắng bị nước ngâm một nát làn da. Huống chi, hắn còn có được hoàng mỹ cấp khống thủy thuật về phần nước nóng biến lạnh vấn đề đồng dạng không cần phải lo lắng bởi vì lâm phàm có được hoàng mỹ cấp khống hỏa nước một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem nước làm nóng đến bất kỳ nhiệt độ lâm phàm tại bồn tắm lớn ngay người trọn vẹn 2 giờ cái này mới chậm rãi bò lên ra sau đó nằm ở đã lâu mềm mại trên giường lớn mỹ mỹ ngủ thiếp đi đảo mắt liền đến ngày thứ hai làm lâm phàm đẩy ra xa hoa phòng đại môn thời điểm đã sớm có phục vụ viên đợi tại cổng hắn xoay người cung kính nói lâm tiên sinh xin hỏi hiện tại cần bên trên bữa sáng sao? Ừm, lên đi. Lâm Phạm nói, vâng. Phục vụ viên nói. Không bao lâu, phi thiên kim tước bao, hương sắc rết buông thịt, hoàng kim bánh mì, trân châu thịt, tơ lụa canh. Tất cả đồ ăn, toàn từ dị thú, dị thực viện nguyên liệu, lại thêm đỉnh cấp đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng, khiến cho mỗi bản đồ ăn đều vô cùng mỹ vị. Sau khi ăn xong, Lâm Phạm hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Không tệ. Đông đông đông. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa vào đi. Lâm Phạm nói, đón lấy, đầu đầy hoa phát vương chí hải, vương tiến lên, vương phù hộ đám người, tất cả đều không người, vô cùng cung kính đi đến. Lâm tiên sinh tốt. Lâm Phạm gật đầu nói. Ừm, các ngươi tốt. Vương chí hải hỏi. Không biết Lâm tiên sinh đối với nơi này còn hài lòng không? Đồ ăn, hoàn cảnh, bố trí, toàn cũng không tệ, tương đối dụng tâm. Lâm Phạm nói, vương chí hải làm là vương gia lão gia chủ, cả đời này. Không biết nghe qua bao nhiêu A-du nịnh hót. Nhưng bây giờ, nghe được Lâm Phàm vị này nhìn qua chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi, vài câu vô cùng đơn giản tán dương về sau, cả khuôn mặt lại là trở nên một mảnh ửng hồng, cao cấp cực kỳ. Vương Chí Hải kích động nói: "Tạ Lâm tiên sinh khích lệ. Vương gia chúng ta, một mực tuân theo tiên tổ dạy bảo, cố gắng đem đế tôn khách sạn khởi đầu thành càng được người hoan nghênh, càng thêm cao đoan khách sạn. Dùng cái này dùng tốt hơn diện mạo, nên đón Lâm tiên sinh trở về." Bây giờ đạt được Lâm tiên sinh khẳng định, thật sự là, thật sự là quá tốt. Vương Chí Hải, phi thường chân thành tha thiết, thậm chí, có thể nói phát ra từ phế phủ. Lâm Phàm không khỏi âm thầm gật đầu. Đón lấy, hai người lại liền đế tôn khách sạn tình huống, tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Lúc này, Vương Chí Hải tự hồ là nghĩ đến cái gì, nói. Chúng ta đế tôn khách sạn sở dĩ có thể đạt cho tới bây giờ tình trạng, hoàn toàn là suốt từ ngày đối vương gia chúng ta tín nhiệm, cùng trước tổ vương phong ích quy hoạch, áp dụng. Trước tổ vương phong ích một mực lo lắng lấy ngài, tại sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng thời điểm, đem mình băng phong tại khoang ngủ đông bên trong, cũng lưu lại di chúc, thẳng đến ngài xuất hiện mới có thể mở ra khoang ngủ đông. Không biết, ngài nguyện ý đi gặp trước tổ vương phong ít một mặt sao? Nói lên vương phong ít, lâm phàm trong đầu không khỏi nổi lên cái thời khắc kia bảo trì mỉm cười, năng lực xuất chúng, rất có hiệu suất làm việc nam nhân. Băng phong ở khoang ngủ đông sao? Nói theo một ý nghĩa nào đó, vương phong ít cũng coi là ngàn năm sau, nghe được cái thứ nhất lão băng hữu mặt mũi. Lâm Phàm gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta liền đi gặp một chút đi. Vương Hải Chí cao hứng nói. Tạ ơn Lâm tiên sinh. Làm Lâm Phạm đi vào đế tôn cửa chính quán rượu trước thời điểm, bên ngoài lặng chờ lấy một dài sắp xếp xa hoa lơ lửng ô tô. Nơi xa đi ngang qua người đi đường, đều ngừng chân ghé mắt, cũng không lúc phát ra một trận cảm thán âm thanh. Lâm Phạm leo lên phía trước nhất lơ lửng ô tô, chạy qua uống lượng đường cái, tú lệ bóng cây xanh râm mát đại đạo, thanh tịnh trên sông cầu lớn. Rốt cục, đã tới một tòa chiếm cực kỳ rộng lớn, phong cảnh tú Mỹ trang viên trước. Nơi này, chính là vương gia đình viện. Tại vương Chí Hải, vương tiến lên, vương phù hộ đám người giới thiệu, một đường tiến lên. Một lát sau, Lâm Phạm đi tới đình viện phía dưới sắt thép trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm trước cổng chính, viết vài cái chữ to. Số không khoan ngủ đông. Hôm qua, Lâm Phạm đã từ siêu cấp smartwatch nơi đó biết được, tại mình đụng vào quan cầu 50 năm sau, một vị tên là Phỉ Lập An Nhà Khoa Học, phát minh một cái tên là khoan ngủ đông máy móc. Loại này máy móc có được đông kết người năng lực đặc thù, từ đó triệt để tạm dừng nhân thể hết thảy sinh mệnh hoạt động. Hiển nhiên, Vương Chí Hải chính là lựa chọn loại phương thức này. Chỉ bất quá, về sau nghiên cứu phát hiện loại này đông kết phương thức tồn tại cực lớn tác dụng phụ. Đó chính là một khi làm tan, nhân thể khí quan, thân thể, tất cả đều sẽ không thể thừa nhận, tiếp theo tại phi thường trong thời gian ngắn triệt để chết đi. Bởi vì loại thiếu sót này, về sau, đông kết kỹ thuật bị toàn cầu cấm chế. Lúc này, hai tên mặc trang phục phòng hộ nhân viên y tế đang đứng tại trước cổng chính. Bọn hắn nhìn thấy Vương Hải Chí đám người về sau, nhao nhao mở miệng hỏi tốt nói. Vương tiên sinh tốt. Tại Vương gia chào hỏi, vô cùng đơn giản. Nam nhân trực tiếp gọi là Vương tiên sinh. Nữ nhân trực tiếp gọi là Vương nữ sĩ. Phần lớn là không có sai. Vương Hải Chí gật đầu nói. Mở ra đi. Vâng. Hai người ứng thanh. Kéo kẹt. Đại môn chậm rãi mở ra, lạnh lẽo thấu xương lan tràn ra, để cho người ta không khỏi đánh lên run rẩy. Lúc này, một tóc hoa râm, trên mặt tất cả đều là da đống mồi, miệng bên trong không có bất kỳ cái gì răng lão nhân, chính cũng băng phong ở một cái trong suốt trong thùng, khẽ động cũng không hề động. Mặc dù, hắn đã rất già. Nhưng, Lâm Phàm vẫn như cũ rất dễ dàng liền nhận ra đối phương, đây là Vương Phong Ích. Vương Hải Chí nhìn thấy Vương Phong Ít lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kích động. Đây là tổ tiên của hắn, càng đem vương gia dẫn đầu đi về phía huy hoàng vĩ đại tồn tại vương gia tất cả mọi người là nghe sự tích của hắn lớn lên, cơ hồ không có không sùng bái hắn người. Bây giờ, có thể tận mắt nhìn đến. Thậm chí, nói không chừng còn có thể ngắn ngủi giao lưu vài câu. Cái này làm sao không để vương hải chí kích động. Nửa ngày, vương hải chí mới đè xuống trong lòng kích động, cung kính hỏi. Lâm tiên sinh, chúng ta bây giờ làm tan, ngài thấy thế nào? Nói ra câu nói này thời điểm, vương hải chí trên mặt lại lộ ra một vòng ai sắc. Bởi vì, một khi làm tan, Vương Phong ít chẳng mấy chốc sẽ triệt để tử vong. Ừm, làm tan đi. Lâm Phàm gật gật đầu. Thần sắc của hắn, ngữ khí, tất cả đều phi thường bình thản. Bộ dáng kia, phản phất căn bản không biết làm tan hậu quả đồng dạng. Suy. Theo một tiếng vang nhỏ, đồng kết vật chứa bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Ước chừng 30 phút sau, liền hóa thành lục sắc dung dịch. Đón lấy, đầu đầy hoa phát Vương Phong ít đột nhiên mở mắt, cũng từ dung dịch bên trong nhảy lên ra đầu. Hắn ghé vào vật chứa một bên, từng ngụm từng ngụm thở hào hển khí thô giống như lúc nào cũng có thể tử vong đồng dạng ước chừng một phút sau vương phong ít rốt cục thở ra hơi hắn dùng đục ngầu con ngươi bắt đầu liếc nhìn bốn phía rất nhanh hắn liền đem ánh mắt rơi vào lâm phàm trên thân lập tức vương phong ít cả người biến đến vô cùng kích động kêu lên rừng lâm tiên sinh ngài về đến rồi ta liền biết ta liền biết ngài nhất định có thể trở về có lẽ là hắn quá quá khích động nguyên nhân có lẽ là khoan ngủ đông di chứng phát tác nguyên nhân vương phong ít đột nhiên không thở nổi cả khuôn mặt trắng bệch một mảnh tùy thời giống như phải ngã ngất gặp đây vương hải chí tiêu vội kêu lên bác sĩ bác sĩ nhanh đi lên lâm phàm nói không cần lo lắng dứt lời lâm phàm tiện tay vung lên xoa một đạo lục sắc nhu hòa quang mang lan tràn ra trong nháy mắt bọc lại vương phong ít kỹ năng hoàng mỹ cấp sinh mệnh chi quan rất nhanh, Vương Phong ít khôi phục hô hấp, nguyên vốn có chút vàng như nến trên mặt càng là nhiều hơn một vòng màu đỏ. Đón lấy, Vương Phong ít hoa trăm tóc, lại bắt đầu trở nên đen nhánh. Ngay sau đó, thân thể da bọc xương, càng có hơn một tia sung mãn cảm giác. Lúc trước Vương Phong ít tiến vào khoan ngủ đông thời điểm, đã là 110 tuổi lão giả. Nhưng, lúc này, hắn đơn giản tự như là 40 đến tuổi người trẻ tuổi. Một màn này, tất cả đều xem ở bên cạnh Vương Hải Chí trong mắt. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin. Trong lúc phất tay, trị liệu từ khoan ngủ đông đi ra người, đồng thời, để phản lão hoàn đồng. Cái này. Cuối cùng cái gì lực lượng? Thần tích. Trước kia, Vương Hải Chí cũng thường xuyên nghe nói liên quan tới lâm phàm truyền thuyết. Nhưng, bởi vì cũng không có bất kỳ cái gì phim nhựa cùng ảnh chụp tồn tại. Cho nên, Vương Hải Chí cũng chỉ cho là một chút thần tiên ma quái truyền thuyết tới nghe, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ, những cái kia căn bản không phải thần tiên ma quái truyền thuyết, mà là chân thật phát sinh sự tình. Mà lâm phàm thần sắc, thì từ đầu đến cuối lạnh nhạt vô cùng. Vương Phong ít nhìn một chút mình trở nên mạnh mẽ đanh thép hai tay, vô cùng kích động nói. Tạ ơn lâm tiên sinh, tạ ơn. Hiển nhiên, hắn biết đây là lâm phàm gây nên. Cũng chỉ có lâm phàm, mới có được cường đại như vậy năng lực. Lâm phàm khoát tay một cái nói. Khó được nhìn thấy năm đó bằng hữu, tiện tay giúp một điểm nhỏ bận biệu mà thôi. Vương Phong ít nói. "Đôi này ngài tới nói khẳng định là chuyện nhỏ, nhưng lại là cứu được tính mạng của ta. Ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngài, nhưng ta nhất định sẽ nghĩ khi đó, vì ngài làm tốt hết thảy phục vụ." Ngữ khí của hắn vô cùng chăm chú cùng chân thành. Hiển nhiên, đây cũng là tâm lý của hắn nói. Nhưng Lâm Phàm cũng không có quá mức để ý, ngược lại nói: "Đúng rồi, đây là Vương Hải Chí, cũng là bây giờ đế tôn khách sạn giám đốc gia gia." Vương Hải Chí nghe được Lâm Phàm lời nói về sau, rốt cục từ trong kinh hải lấy lại tinh thần. Hắn hai chân quỳ xuống đất, kích động nói: "Vương Hải Chí quỳ lạy lão tổ tông." Một vị lão giả tóc hoa râm, lễ bái một tóc đen nhánh trung niên nhân, đồng thời gọi là lão tổ tông. Bức tranh này quả thực có chút quái dị. Nhưng mọi người tại đây tất cả đều cảm giác đến chuyện đương nhiên. TS. Hai hợp một chương. Chương 591. Phụng Lâm Phàm làm chủ, Hạ Tuyết lần nữa trực tiếp Nguồn: Mê truyện audio.com. Tại vương gia tộc sử bên trong, vương phong ích là vương gia huy hoàng người sáng tạo, tương lai quy hoạch tổng nhà thiết kế. Toàn bộ vương gia linh hồn nhân vật. Lúc này, vương phong ích cũng đang quan sát vương chí hải, khẽ gật đầu nói: Bây giờ là niên đại gì? Hồi lão tổ, hôm nay là năm 3020 ngày 27 tháng 8. Vương chí hải vội nói. Vương phong ích cảm thán nói: Năm 3020, đảo mắt đã qua ngàn năm a à. đón lấy vương phong ít lại nghiêm túc nói vương chí hải ngươi phải nhớ kỹ để tôn khách sạn cùng toàn bộ vương gia sở dĩ có thể phát triển phát triển cho tới bây giờ tình trạng hoàn toàn là dựa vào lâm tiên sinh vương gia hết thảy toàn đều thuộc về lâm tiên sinh tất cả vương gia nhân nhất định phải tuân theo lâm tiên sinh chỗ có mệnh lệnh phụng lâm tiên sinh làm chủ vương chí hải cung kính nói rõ đối với vương gia hết thảy lâm phàm hoàn toàn không có để ý về phần cái gì mệnh lệnh, càng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bởi vì, lấy lâm phàm thực lực, thế lực muốn cái gì, tùy tiện liền có thể tới tay. Hôm nay, toàn bộ vương gia trang vượng đăng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương, cử hành vô cùng xa hoa tiệc rượu, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Bởi vì, hôm nay, vương gia chủ nhân lâm phàm, cùng vương gia tổ tiên vương phong ích, tất cả đều xuất hiện. Đảo mắt, liền đến ngày thứ hai. Hôm trước từ đế tôn khách sạn sau khi trở về, chẳng biết tại sao, hạ tuyết trong đầu không ngừng hiện ra lâm phạm thân ảnh lâm phạm anh tuấn khuôn mặt thân thể cường tráng cùng lâm phạm nói qua mỗi một câu thậm chí mỗi một cái động tác đến mức hạ tuyết cả đêm đều tại lật qua lật lại từ đầu đến cuối không thể ngủ ngày thứ hai nàng nằm trên giường cả ngày cái này mới khôi phục một chút tinh thần hạ tuyết ăn sáng xong về sau liền tùy ý nhàn bắt đầu đi dạo xuyên qua rộng lớn đường cái xa hoa đường đi đi tới khu náo nhiệt Ngây hồng lấp lóe vui cười không ngừng tràn đầy khói lửa khí tức làm hạ tuyết nhẹ nhẹ hít mũi một cái thời điểm, đột nhiên ngửi thấy một cổ mê người hương thơm. Nàng nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, phát hiện cách đó không xa có một tòa ấm áp, thời thượng cửa hàng, duyệt sắc tuyết trà. Cửa hàng trước, sắp hàng mấy chục gần trăm người hàng dài. Cho dù đội ngũ dài dằng dặc, nhưng căn bản không ai chọn rời đi. Thậm chí, nơi xa còn có liên tục không ngừng người đứng ở đằng sau. Cái này chính là duyệt sắc tuyết trà đặc biệt cảm giác mị lực. Đương kim thế giới, rất nhiều đồ ăn, trà uống các loại các thứ, Toàn đều có thể dựa vào máy móc cùng mô phỏng sinh vật người tiến hành sản xuất Nhưng, cũng có số ít đặc biệt sản phẩm, cận nhân công chế tác Duyệt sắc tuyết trà liền là một cái trong số đó Hạ tuyết lẩm bẩm nói Đi như thế nào tới nơi này? Giống như có thật nhiều fan hâm mộ muốn uống duyệt sắc tuyết trà Hôm nay liền giúp bọn hắn uống một chút xem đi Đang khi nói chuyện, Hạ tuyết cũng đi theo đứng ở đội ngũ đằng sau Nàng hơi chút sau khi tự hỏi, lấy ra chồng chất màn hình, cũng mở ra camera Không đầy một lát Hạ Tuyết tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở trực tiếp ở giữa người xem nhân số nhanh chóng tăng lên mưa đạn cũng theo đó không ngừng hiển hiện thần binh hạ phàm Tiểu Tuyết rốt cục lại trực tiếp Hoa Nhi Tiểu Tuyết hôm nay vẫn là giống như trước đây xinh đẹp hào hứng cao Tiểu Tuyết ngươi mau nói lần trước Lâm Tiên Sinh là ai a à, trăng trong nước Tiểu Tuyết ngươi biết không Hào phóng tập đoàn đã ngã xuống đây là Lâm Tiên Sinh gia tộc làm sao đây cũng quá mạnh a à, hắn Ngoa tào. Hào phóng tập đoàn đổ. Trong lòng của ta. Cái gì hào phóng tập đoàn? Cái gì lâm tiên sinh? Còn có, tiểu tuyết, người của ngươi khí làm sao đột nhiên cao như vậy rồi. Ta có phải hay không bỏ qua cái gì gây gớm sự tình? Trên thực tế. Không chỉ là có chút người xem kinh ngạc, hạ tuyết đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Nàng một đôi mắt đẹp trừng tròn vo, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ không thể tin được. Nàng tại Giang Bắc Đại học đọc sách, tự nhiên là nghe qua hào phóng tập đoàn tên tuổi kia là một nhà tập độ điện, du lịch, hóa chất, văn hóa, giải trí các loại nhiều phương hướng đại tập đoàn, thành phố giá trị thậm chí vượt qua chục tỷ thế giới tệ. Kết quả, hiện tại đổ. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, đổ. Nếu như, đây thật là Lâm Phạm gây nên, cái kia. Vậy hắn đến tột cùng là thân phận gì? Lập tức, Lâm Phạm cái kia đạo xoái khí thân ảnh, lại vô cùng rõ ràng xuất hiện ở hạ tuyết trong ốc, đồng thời, Lâm Phạm thân ảnh còn đang không ngừng biến lớn, biến lớn. Tách ra sáng lạng vô cùng quan mang lúc này Hà Tuyết sau lưng truyền đến một trận hơi hơi không kiên nhẫn thanh âm trước mặt đi mau a à. nguyên lai Hà Tuyết ngu ngơ thời gian quá lâu phía trước đã đi so sánh khoảng cách xa Hà Tuyết cái này mới phản ứng được nói ông thật có lỗi nàng bận biểu hướng phía trước đi vài bước sau đó mới quay về camera nói hoan nghênh mọi người đi vào tiểu tuyết trực tiếp ở giữa lần trước ta đã đại đại gia hưởng qua đế tôn khách sạn mỹ thực không thể không nói Đế tôn khách sạn không hổ là hưởng dự toàn cầu chính khách sạn cấp sao, nội bộ trang hoàng từ không cần phải nói, cấp cao, xa hoa đến cực hạn. Mà 365 tầng bao xương, càng khiến người ta có loại thân ở đám mây tiên cung cảm giác, đứng tại cửa sổ sát đất trước, có thể tùy tiện đem toàn bộ gian bắc Mỹ cảnh, thu hết vào mắt. Về phần, đế tôn khách sạn Mỹ thực, vậy liền càng không cần phải nói, mỗi đạo đồ ăn cảm giác cực dai, cấp độ rõ ràng, ăn ngon đến cơ hồ muốn đem đầu lưỡi cũng muốn nuốt vào bụng bên trong. Hà Tuyết đang khi nói chuyện, Nhìn không được còn nuốt ngụm nước miếng Hiển nhiên, nàng là lại hồi tưởng lại đế tôn khách sạn Mỹ Thực Lúc này, sau lưng lại là lại vang lên không giống thanh âm À, còn đế tôn khách sạn 365 tầng Mỹ Thực Nói giống như là thật, khoác lát cũng nên có cái độ đi Trực tiếp ở giữa Thật sâu yêu Đây là ai đang nói chuyện a à? gió Thật sự là quá đáng ghét Nobita Hắn vừa mới liền tốt hung, hiện tại còn nói loại lời này Tức giận người Nguyệt Nhi công công thật không có lễ phép lại nói người khác đi không có đi ăn cơm mắc mớ gì tới hắn ngươi là ai loại này cũng liền không có bị ta gặp gỡ bằng không trực tiếp phải cho hắn đẹp mặt trên thực tế không chỉ khán giả khó chịu hạ tuyết cũng có chút không vui nàng chậm rãi quay người dùng có chút không khách khí ngữ khí nói ta chỉ là giới thiệu đế tôn khách sạn tình huống hẳn là không quấy rầy đến ngươi đi đây là một cái xấu xí mặt ngăn chứa áo sơ mi nam tử khi hắn nhìn thấy tiểu tuyết chính diện về sau, vốn là ánh mắt, trực tiếp hiếp lại thành một đầu khe hẹp. Xấu xí nam tử cười hắc hắc nói. Kỳ thật, nếu như ngươi thật muốn đi đế tôn khách sạn, ta có thể mang ngươi tới. Đúng rồi, ta vừa quên giới thiệu, ta gọi Hùng Khải, cha ta tại đế tôn trong tử điếm làm quản lý chi nhánh gấu An Khánh. Yên tâm, ta mang ngươi đi vào tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí, ở bên trong ăn cơm cũng không phải việc khó gì. Hùng Khải đang khi nói chuyện, không khỏi ngốc lên cổ. Bộ dáng kia, phản phất là mở ra mình thân phận của hoàng thái tử đồng dạng. Hiện tại, liền đợi đến hạ tuyết hai mắt bốc lên tinh, đối với mình không ngừng cúng bái. Chương 592 Nhân viên đưa trà, xin lỗi. Nguồn Mê truyện audio com Có ít người, chính là như vậy, thường thường bản thân cảm giác tốt đẹp. Thật tình không biết, hành vi của hắn tại rất nhiều trong mắt người, chỉ là một chuyện cười thôi. Hạ tuyết có chút nhăn mày nói. Ta có hay không đi đế tôn khách sạn không liên quan gì đến ngươi, mặt khác, ta à muốn đi, mình cũng sẽ đi. Không muốn nhanh như vậy cự tuyệt nha. Hùng Khải cười hắc hắc nói, bằng không, chúng ta trước tăng thêm một chút phương thức liên lạc, về sau, lại qua lại nhiều tìm hiểu một chút. Sau khi nói xong, Hùng Khải đưa tay liền muốn đi lấy hạ tuyết chồng chất màn hình. Hạ tuyết kêu lên. Ngươi làm gì? Dứt lời, đưa tay đập vào Hùng Khải cánh tay bên trên, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Còn như vậy, ta liền báo cảnh sát. Hùng Khải sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Đánh cánh tay mình, thậm chí, còn muốn báo cảnh. Hắn phản phất là cảm giác mình đã bị to lớn khiêu khích, chăm chọc nói. Ngươi nói ngươi đi đế tôn khách sạn 365 tầng ăn cơm rồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đế tôn khách sạn thành lập về sau, liền chưa bao giờ tại 365 tầng chiêu đãi qua bất luận kẻ nào. Mà ngươi nếu quả như thật đi qua đế tôn khách sạn ăn cơm 36 tầng năm ăn cơm, còn lại ở chỗ này xếp hàng mua duyệt sắc tuyết trà. Nhân viên đều sẽ trực tiếp đưa đến trên tay ngươi đến. Sau khi nói xong, hung Khải cười lạnh nhìn về phía Hạ Tuyết, hắn biết Hạ Tuyết tự như là tại trực tiếp. Hiện tại, hẳn là có một ít người xem. Nhưng, Hung Khải chính là muốn trước mặt mọi người vạch trần Hạ Tuyết. Đã không chiếm được, vậy sẽ phải để nàng nhận trừng phạt. Lúc này, bên cạnh lại đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Người nói không sai, duyệt sắc tuyết trà sát thực hẳn là đem trà sữa cho đưa tới. Hùng Khải cùng Hạ Tuyết nói nghe, nhào nhào quay người nhìn lại. Chỉ gặp một đạo cao lớn, anh Tuấn Thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Chính là Lâm Phàm chẳng biết tại sao, nguyên bản còn có chút tức giận mắng Hạ Tuyết, khi thấy Lâm Phàm trong nháy mắt, tức giận trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó, là vui vẻ, là tâm hỷ, là kích động. Lâm Phàm hướng Hạ Tuyết mỉm cười, hỏi. Hạ Tuyết, ngươi muốn uống cái gì trà sữa? Hạ Tuyết có chút sững sờ mà nói. a à, băng. Băng tuyết hoàng sao? Đón lấy, Lâm Phạm nâng lên siêu cấp smart nói. Vậy liền đến hai chén băng tuyết hoàng sao? Được rồi, chủ nhân siêu cấp Smart phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Một nghìn năm trước, Lâm Phạm xưa nay không chủ động cùng siêu cấp Smart tại trước mặt người khác nói chuyện. Nhưng, tại một nghìn năm sau hôm nay, đừng nói chỉ là Smart chính là trí năng người máy cũng đều khắp nơi có thể thấy được, tự nhiên cũng sẽ không cần đi tị húy người khác. Không đầy một lát, bà tên dáng người thon dài, mặc duyệt sắc tuyết trà đặc chế quần áo nữ nhân, nên bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới. Làm đến Lâm Phạm trước mặt thời điểm, cùng nhau xoay người, dùng vô cùng cung kính giọng nói, Lâm tiên sinh tốt, cái này là của ngài hai chén băng tuyết hoàng sao. Một màn này, để hạ tuyết, hùng khải. Cùng xếp hàng tất cả mọi người đều há to miệng, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin được. Phải biết, đây chính là duyệt sắc tuyết trà A, à, cho dù là một ít giá trị bản thân quá ngàn vạn lão bản, muốn uống một ngụm duyệt sắc tuyết trà, cũng muốn sớm để cho người ta xếp hàng. Nhưng, khi nào gặp qua duyệt sắc tuyết trà nhân viên, hơn nữa, còn là ba tên nhân viên cùng nhau bưng lấy trà sữa, dùng như thế thái độ cung kính, đưa đến một người trước mặt đối với cái này, Lâm Phàm thì là hoàn toàn không có để ý, tiếp nhận một chén trà sữa, tiếp theo, mở miệng nói. Một cái khác cúp cho vị nữ sĩ này. Thế là, duyệt sắc tuyết trà nhân viên, đem một cái khác cốc sữa trà đưa tới hạ tuyết trước mặt. Hạ tuyết sửng sốt một hồi lâu, cái này mới chậm rãi đưa tay nói. Cám. Cám ơn. Đứng tại phía trước nhất duyệt sắc tuyết trà nhân viên, nói. Không khách khí, vì ngài chế tác trà sữa là vinh hạnh của chúng ta. Vinh hạnh. Đúng. Chính là vinh hạnh bởi vì các nàng vừa mới nhận được tổng bộ điện thoại biết vị này tuổi trẻ lâm tiên sinh là duyệt sắc tuyết trà chân chính lão bản mà vị mỹ nữ kia cùng với lâm tiên sinh cho dù chỉ là bằng hữu bình thường vậy cũng giá trị tuyệt đối được bản thân lấy lòng còn nếu là lâm tiên sinh bạn gái nghĩ tới đây phục vụ viên cả người trở nên càng thêm cung kính mấy phần đón lấy lâm phàm lần nữa nhìn về phía hùng khải nói cha ngươi là đế tôn khách sạn quản lý chi nhánh gấu an khánh hùng khải há to miệng lại là không có có thể nói ra lời Lâm Phàm cũng không còn hỏi thăm hắn, ngược lại nâng lên siêu cấp Smart Quát, nói. Điều tra thêm nhìn. Siêu cấp Smart Quát căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ, nói thẳng. Đúng vậy, cha của hắn gấu An Khánh hai tháng trước được đề thăng trở thành đế tôn khách sạn bộ phận quản lý. Sa thải hắn. Lâm Phàm nói thẳng. Được rồi, chủ nhân. Siêu cấp Smart Quát nói, Hùng Khải tự hồ cái này mới phản ứng được, nói. Ngươi. Ngươi là đang nói đùa, đúng không? Đinh Linh Linh, Lúc này, hung khải điện thoại, đột nhiên vang lên một đạo dồn dập tiếng chuông. Hắn mắt nhìn điện báo nhắc nhở, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm vô cùng không tốt. Hắn do dự hồi lâu, rốt cục vẫn là duỗi ra tay run rẩy chỉ, ấn xuống nút trả lời. Sau một khắc, một mặt áo sơ mi trắng hói đầu nam tử mấy chiếu ba dê xuất hiện ở trước mặt. Hói đầu nam tử cùng loạn nói. Hùng Khải, ngươi mẹ nó nói cho ta, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Hùng Khải nói lắp nói. Ta, ta không làm cái gì à? Hỏi đầu nam tử quát. Không làm cái gì? Lão tử nói cho ngươi, vừa mới giám đốc tự mình gọi điện thoại tới nói cho lão tử, lão tử bây giờ bị sa thải, hiện tại, lập tức. Đây chính là đế tôn khách sạn giám đốc A, à? lão tử cũng liền xa xa nhìn qua hắn mấy lần. Kết quả, hiện tại hắn tự mình gọi điện thoại đến đây. Ngươi biết lão tử vì trở thành quản lý chi nhánh, đến tột cùng bỏ ra bao lớn đại giới sao? Hói đầu nam tử ngụm nước trực phúng, cả khuôn mặt khí một mảnh trướng hồng hiển nhiên, hắn là khí đến cực hạn. Lão tử chờ một lúc lại thu thập ngươi cái này đồ hỗn trướng. Ném câu nói này về sau, hỏi đầu nam tử trực tiếp cúp điện thoại. Mà hùng khải sắc mặt thì là hoàn toàn trắng bệch. Không có. Lão ba đế tôn khách sạn công việc không có. Mình sở dĩ có thể qua như thế nhẹ nhõm, hoàn toàn là dựa vào lão ba cao tiền lương. Về sau, nên làm cái gì? Mình còn có phòng vay, xe vay, cùng mỗi tháng thẻ tín dụng. Mặt khác, chờ một lúc, lão ba muốn giáo huấn chính mình. Mình tuyệt đối sẽ phi thường thê thảm. Nghĩ tới đây, hung khải cả khuôn mặt càng phát ra trắng bạch mấy phần. Đón lấy, hắn tự hồ là nghĩ đến cái gì, bận biểu đem ánh mắt rơi vào lâm phạm trên thân. Phu phu. Hùng khải hai chân khẽ công, trực tiếp té quỵ trên đất, hướng lâm phạm không ở dập đầu, kêu lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa mới là ta có mắt không trồng, van cầu ngài, đại nhân không chấp tiểu nhân. Van cầu ngài, thả ta đi cha ta không thể, không thể không có đế tôn khách sạn công việc a. À. Nhưng mà, vô luận Hùng Khải như thế nào dập đầu, nhận lầm, Lâm Phàm biểu lộ từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Đón lấy, Hùng Khải lại hướng phía Hạ Tuyết dập đầu nói. van cầu ngươi, thả ta đi, ta dập đầu cho ngươi, ta dập đầu cho ngươi a. À. Chương 593 Tuyết rơi, Yến hội Nguồn Mê truyện audio com Hùng Khải một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, nhìn qua vô cùng thê thảm, đáng thương đầu của hắn càng là trên mặt đất đập phanh phanh vang lên gặp đây hạ tuyết không khỏi có chút chân tay lúng cúng nàng còn chưa từng gặp được loại chuyện này bận biểu hướng lâm phàm ném xin giúp đỡ ánh mắt lâm phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ hạ tuyết mảnh khảnh bả vai nói trà sữa mua đến chúng ta đi thôi a a à, tốt hạ tuyết ứng thanh hùng khải nói nghe vội vàng nói van cầu ngài tha cho ta đi đang khi nói chuyện hắn làm bộ liền muốn tiến lên ôm lấy lâm phàm cùng hạ tuyết chân Lúc này, Lâm Phạm bỗng nhiên lặng lẽ quét qua. Cái này quét qua, phản phất đem Hùng Khải Triệt để đóng băng, để hắn khẽ động cũng không dám loạn động. Thậm chí, liền hô hấp cũng bỗng nhiên dừng lại. Thế là, Lâm Phạm cùng Hạ Tuyết tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trực tiếp ở giữa. Dày đặc mưa đạn, không ngừng nhấp nhô. Thiên hạ đệ nhất. Quá khốc. Mưa dầm liên tục. Người nói không sai, duyệt sắc tuyết trà sát thực hẳn là đem trà sữa cho đưa tới. Sa thải hắn. Ô hát quá đẹp rồi đơn giản tựa như trong phim ảnh nhân vật nam chính hoa nhi đoá đoá không chỉ có người đẹp trai mà lại còn bá khí nam thần ta nam thần a à, yêu nghĩ các ngươi vừa mới nhìn thấy hắn quét hùng khải cái nhìn kia sao trực tiếp đem hắn sợ choáng váng quá khen tuyết phong để tôn khách sạn sa thải gấu an khánh còn dễ lý giải một điểm bởi vì để tôn khách sạn giám đốc còn có vương gia chúng giọng chính tất cả đều đối lâm phàm phi thường cung kính nói không chừng lâm phàm nhà đối đế tôn khách sạn có ân hoặc là có được đế tôn khách sạn cổ phần nhưng vì cái gì duyệt sắc tuyết trà nhân viên sẽ trực tiếp bưng gấp hai băng tuyết hoàng sau tới chẳng lẽ lâm phàm nhà đối duyệt sắc tuyết trà cũng có ân hoặc là có cổ phần có hoa không quả đồng thời có được đế tôn khách sạn hòa nhã sắc tuyết trà cổ phần đây không thể nào không có khả năng bọn hắn làm sao biết Lâm Phàm nào chỉ là có được đế tôn khách sạn hòa nhã sắc tuyết trà cổ phần. Toàn bộ đế tôn khách sạn hòa nhã sắc tuyết trà, tất cả đều là thuộc về Lâm Phàm. Đế tôn khách sạn từ không cần phải nói, ngàn năm trước chính là Lâm Phàm. Mà duyệt sắc tuyết trà thì là từ trà duyệt cùng tuyết trà hai nhà trà sữa công ty gây dựng lại thành lập. Lâm Phàm rất sớm trước đó, liền thu được trà duyệt 51% cổ phần. Những năm này, tại siêu cấp Smart Quát vận hành dưới, trực tiếp thu được trà duyệt chỗ có cổ phần. Về sau, lại thu mua tuyết trà. Duyệt sắc tuyết trà lúc này mới có thể thành lập, cũng nổi danh thế giới. Lúc này, Lâm Phàm cùng Hạ Tuyết ngay tại uống lượng con đường bên trên, không ngừng tiến lên. Có lẽ là đỉnh đầu mặt trời quá cực nóng nguyên nhân. Có lẽ là Lâm Phàm trên thân dương cương chi khí quá nặng nguyên nhân. Hạ Tuyết cả gương mặt xinh đẹp thủy chung là đỏ bừng. Lúc này, Lâm Phàm mở miệng nói. Ngươi lại không uống, chờ một lúc trà sữa liền muốn hòa tan. Hạ Tuyết tự hồ lúc này mới nhớ tới, trên tay mình còn cầm trà sữa, vội vàng đem trà sữa nâng lên, nàng nhìn xem phía trên chồng chất tiểu tuyết người cùng chậm rãi bay xuống như là bơ bông tuyết từ đấy lòng tán thán nói thật xinh đẹp a à? đang khi nói chuyện hạ tuyết đôi mắt đẹp đều trở nên tránh phát sáng lên lâm phàm hỏi ngươi thích tuyết hạ tuyết nói đúng vậy a à, bông tuyết chậm rãi bay xuống có thế đẹp mà lại tuyết rơi còn có thể ném tuyết đóng người tuyết đặc biệt tốt chơi hạ tuyết lúc nói chuyện khóe miệng không khỏi có chút dưng lên phản phất là hồi tưởng lại tuyết rơi khoái hoạt thời gian nhưng, rất nhanh, Hạ Tuyết lại nói. Đáng tiếc, Giang Bắc đã rất nhiều năm chưa có tuyết rơi. Dứt lời, nàng chậm rãi đem ống hút bỏ vào trong chén, nhẹ nhàng khẽ hấp, tán thán nói. Dễ uống. Xoa Lúc này, nguyên bản thiêu đốt trời nóng khí, đột nhiên trở nên âm trầm trầm xuống. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Đón lấy, từng đóa từng đóa như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi, lại không ngừng nhẹ nhàng rớt xuống. Một màn này, sợ ngay người gian bắt tất cả mọi người. Hạ tuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, hưng phấn kêu lên. Tuyết rơi. Tuyết rơi. Thật tuyết rơi. Đang khi nói chuyện, nàng như cùng một cái ăn vào bánh kẹo tiểu bằng hữu, giật nảy mình, không ngừng xoay quanh. Bông tuyết càng ngày càng nhiều, mặt đất, ven đường cổ xe, xa xa nóc nhà, bốn phía cây cối. Rất nhanh tất cả đều bị trùng lên một tầng màu trắng, phi thường xinh đẹp. Hạ tuyết gấp vội không lưng, ngay tại chỗ nhanh chóng chất thành một cái xinh đẹp người tuyết. Nàng nhìn xem người tuyết bộ dáng khả ái, cả gương mặt xinh đẹp chất đầy tiếu dung. Trực tiếp ở giữa. Vô số mưa đạn, nhanh chóng nhấp nhô. Ăn xin. Ngoà tàu. Ta tà không nhìn lầm A, à, tuyết rơi. Giang bắt tuyết rơi. Hơn nữa, còn là tại tháng 8 phần tuyết rơi. Hàng người vô danh. Có bạn của Giang bắt ra nói một câu sao? Cái này sẽ không phải là máy tính chế ra video A, à, Trần Hiểu. Là thật. Giang bắt thật tuyết rơi. Rất lớn tuyết. Không nói, ta đóng người tuyết đi, ta chưa từng tại gian bắt gặp qua như thế lớn tuyết, quá sung sướng. Thịnh vượng. Cái này không khoa học a, à, cũ thủ một giấc chim bao. Khoa học? Thế giới này lúc nào giảng khoa học? Năng lực đặc thù người tìm hiểu một chút. Trong lòng người, các ngươi nói, giang bắc tuyết lớn có phải hay không là năng lực đặc thù người làm? Mặt khác, tiểu tuyết vừa mới nói thích tuyết rơi, lập tức liền hạ xuống tuyết lớn, sẽ không phải là vị kia Lâm tiên sinh làm. Nghe vua nói một buổi, đừng nói đùa. Lần này giang bắc tuyết lớn trải rộng cả tòa thành thị. Nếu thật là năng lực giả gây nên, cái kia người năng lực giả này nên mạnh bao nhiêu? Tốt, cho dù thật có cường đại như thế năng lực giả, cái kia tuổi của hắn cũng tuyệt đối chí ít tại 40 tuổi trở lên, nếu không, như thế nào tích lũy cường đại như vậy năng lực? Thạch Đầu Nhân, ta cũng đồng ý không phải năng lực giả gây nên. Đây chỉ là một lần dị thường khí tượng mà thôi, bất quá, chúng ta vẫn là chờ đợi quan phương thông báo đi. Bọn hắn làm sao biết đây quả thật là chính là Lâm Phàm gây nên. Phải biết, Lâm Phàm bây giờ thế nhưng là có được hoàng mỹ cấp khống băng thuật cùng hoàng mỹ cấp khống thủy thuật, cùng hải lượng năng lượng. Đừng nói chỉ là để gian bắt một tòa thành thì tuyết rơi, chính là toàn thế giới cùng một chỗ tuyết rơi, đối Lâm Phàm tới nói, cũng căn bản không phải việc khó gì. Một phương diện khác, Á Minh Quan Phương cũng chú ý tới gian bắt tuyết lớn. Đồng thời, tổ chức một trận tiểu quy mô hội nghị khẩn cấp. Mấy quanh thân tràn ngập không tục khí hơi thở nam nam nữ nữ, tề tụ một đường trong đó, ngồi ở cạnh trước vị trí nam tử, phát ra một trận trầm muộn thanh âm. Giang bắt tuyết lớn là chuyện gì xảy ra? Ngồi tại vị trí trung tâm, mang theo viền đỏ kính mắt nữ nhân, hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy vọt. Rất nhanh, nàng liền mở miệng nói. Mảng lớn không khí lạnh, đột nhiên tại mây mưa vị trí ngưng kết, từ đó tạo thành tuyết lớn. Nàng vừa nói chuyện, hiện trường còn xuất hiện mô phỏng tuyết rơi mấy chiếu ba dây hình tượng. Gần phía trước vị trí nam tử nói. Nếu như là năng lực đặc thù người, cần gì đẳng cấp mới có thể làm đến nữ nhân đẩy trên sóng mũi viền đỏ kín mắt nói cấp độ sss lúc đương thời cấp độ sss năng lực giả tại giang bắc sao nam tử hỏi đã biết cấp độ sss năng lực giả lúc ấy tất cả đều không tại giang bắc nữ nhân trả lời nam tử nghĩ nghĩ nói phát ra thông cáo giang bắc lần này tuyết lớn là khó gặp hiện tượng tự nhiên giang bắc tuyết lớn định tính không bao lâu, Á Minh nhật báo ban bố một đầu tin tức. Hôm nay, Giang Bắc thành phố xuất hiện cực kỳ hiếm thấy không khí lạnh tụ tập hiện tượng, cũng tại tháng 8 nóng bức bên trong, rơi xuống một mảnh bạch tuyết, mười phần kỳ lạ. Nhắc nhở mọi người, đang thưởng thức cảnh tuyết, chơi tuyết thời điểm, cũng phải làm tốt giữ ấm các loại phòng hộ, để tránh phát sốt, cảm mạo. Cảnh tuyết, Dịp gờ, cảnh tuyết, Dịp gờ, cảnh tuyết, Dịp gờ Đóng lấy, một chút các chuyên gia theo xu hướng phát ra không khí lạnh tụ tập hiện tượng điều kiện cùng xác suất thậm chí còn nói ra gian bắt lần này không khí lạnh tụ tập nguyên nhân cụ thể không thể không nói có ít người vì tranh thủ lưu lượng cùng chú ý quả nhiên là há mồm liền đến mà hiệu quả cũng là rất không tệ mặc dù rất nhiều người nghe không hiểu nhiều nhưng bọn hắn sẽ cảm thấy các chuyên gia có học thức có năng lực thế là nhào nhào cho chú ý cùng ủng hộ đối với những chuyện này lâm phạm hoàn toàn không có để ý hắn chỉ là yên lặng nhìn xem hạ tuyết vui sướng chơi tuyết đóng người tuyết cả người cũng đi theo vô cùng cao hứng lúc này cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đầy truyền cảm hạ tuyết ngươi còn ở nơi này chơi tuyết đâu hạ tuyết nghe được thanh âm về sau quay người nhìn sang chỉ gặp một cổ màu bạc trắng lơ lửng ô tô chính đứng tại bên cạnh bên trong ngồi một vị mặt sa y váy dài mặt trái xoan nữ nhân hạ tuyết mỉm cười nói đúng vậy a à, giang bắc khó được tuyết chơi đâu davia ngươi không chơi đùa sao davia lắc lắc đầu nói ta không thích tuyết quá lạnh cũng không biết hôm nay đến tột cùng là thế nào hảo hảo tháng 8 trời lại còn hạ như thế lớn tuyết dừng một chút lại nói ngươi còn không đi thay quần áo sao không được bao lâu tiệc tối liền muốn bắt đầu hạ tuyết hơi sững sờ tiệc tối đúng a à, hôm nay tại giang bắc đại học có một trận thịnh đại hội học sinh làm việc yến hội mình vậy mà làm cho quên. Đúng rồi, ngươi tìm tới bạn trai sao? Davia lại hỏi nói, nếu như còn nếu như không có, bằng không liền để Trần Minh cùng cùng một chỗ a. À? Hắn lớn lên đẹp trai, năng lực cũng không tệ. Hạ Tuyết vội vàng cắt đứt nói, duy nhã, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng thật có lỗi, ta đã tìm tới bạn trai. Giới thiệu một chút, đây là Lâm Phàm. Đón lấy, Hạ Tuyết hướng Lâm Phàm ném cầu xin ánh mắt. Hạ Tuyết đối Lâm Phàm rất có hảo cảm. Đầu tiên lớn lên đẹp trai. Mặt khác, chẳng biết tại sao, còn cho Hạ Tuyết một loại phi thường đặc thù cảm giác an toàn. Mà đối Trần Minh thì tất cả đều là ác cảm. Làm người láo cá, xảo trá, đồng thời còn đối với mình đừng có tâm tư. Làm Hạ Tuyết bạn nhảy, chỗ nào cần nạn cầu xin. Lâm Phạm là cực kỳ vui lòng. Hắn mặt tươi cười nói. Davia, ngươi tốt, ta là Lâm Phạm, cũng là Hạ Tuyết đêm nay bạn nhảy. Davia không khỏi trên dưới đánh giá Lâm Phạm. Ấn tượng đầu tiên, rất đẹp trai, thật cao. Đến mức, Davia trong lòng nổi lên một vòng nhàn nhạt vẻ ghen ghét. Nửa ngày, nàng mới nói. Đã hạ tuyết đã đã tìm được bạn nhảy, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, tiệc tối gặp. Dứt lời, lơ lửng ô tô nhấc lên một cổ hoành gió, hướng nơi xa nhanh chóng chạy tới. Đến tận đây, hiện trường chỉ còn lại lâm phàm cùng hạ tuyết hai người mà thôi. Mặc dù, là tài rộng lớn trên đường cái. Nhưng, chẳng biết tại sao, không khí lại là đột nhiên trở nên có chút buồn bực. Nửa ngày, Hạ Tuyết mới ấp úng nói. Cái kia. Cảm ơn ngươi giúp ta giải vây, cái kia. Ta về trước trường học đi. Lâm Phàm nhìn xem Hạ Tuyết không biết làm thế nào bộ dáng, không khỏi cảm thấy phi thường đáng yêu, cười nói. Trời cũng không sớm, chúng ta liền cùng đi trường học đi, chờ một lúc, còn muốn tham gia tiệc tối đâu. Hạ Tuyết gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, có chút nói lắp nói. Được. Tốt. Đón lấy, hai người vai kề vai, dạo bước hướng phía trước đi đến, từ xa nhìn lại. Giống như một đôi ngọt ngào tình lữ. Trực tiếp ở giữa. Thứ nhất thâm tình thẻ. Đập đến, ta đập đến lâm phàm cùng hạ tuyết hai người đường, quá ngọt. Tiểu phi. Cái này. Chẳng lẽ ta tiến sai trực tiếp ở giữa sao? Tiểu tuyết không là ưa thích dò xét cửa hàng cùng cắm khu trực tiếp sao? Hiện tại làm sao biến thành yêu đương trực tiếp rồi? Rừng rậm. Đây là yêu đương cảm giác sao? Thật sự là, thật là khiến người ta hâm mộ a à, khiết nhu tiểu tuyết quá đáng yêu, lâm phàm quá đẹp rồi. Nhóm này chính phú, ta giờ hai tay tán thành. Tâm động không bằng hành động. Các ngươi nói, tiểu tuyết sẽ sẽ không quên quan trực tiếp rồi. Mùa mưa. Giống như, khả năng, có lẽ. Là quên. Chồi non. Tốt chờ mong chờ một lúc yến hội trực tiếp. Lâm Phạm cùng Hạ Tuyết đi tại tuyết trắng phao phao con đường bên trên, không ngừng phát ra một trận kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, thú vị phi thường tại xuyên qua hai mảnh ngân trang buộc bao lấy bóng cây xanh râm mát tiểu đạo sau. Rốt cục, một tòa cao lớn, hùng vĩ công trình kiến trúc xuất hiện ở trong tầm mắt. Chính là Giang Bắc Đại học. Tích. Bộ mặt quét hình, thành công tiến vào. Lâm Phàm cùng Hạ Tuyết tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một tòa hình bầu dục công trình kiến trúc trước. Nơi này. Chính là hôm nay tiệc tối tổ chức địa. Lúc này, từng vị tràn ngập tinh thần phấn chấn học sinh, hoặc nói chuyện, hoặc chuyện phím, chậm rãi hướng bên trong đi đến. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật, Yến hội ăn ăn cái gì là được, chờ một lúc, có thể tùy tiện ăn đồ vật bên trong. Lâm Phàm nhìn xem nàng quẩn bách bộ dáng, không khỏi cười nói. Được rồi. Thế là, hai người cũng đi vào. Chính như Hạ Tuyết nói, Yến hội chính là ăn cái gì? Vừa đi vào bên trong, dương mắt liền có thể nhìn thấy một vòng đồ ăn, trong không khí, cũng tất cả đều là mùi thơm của thức ăn. Từng vị học sinh, chính bên cạnh nói chuyện phím, bên cạnh cầm bạn ăn kẹp đồ vật, không khí vô cùng nhẹ nhõm không thể không nói, ngàn năm sau thế giới, quả thực cùng ngàn năm trước có chút khác biệt. Ngàn năm trước, cho dù Giang Bắc Đại học thuộc về trọng điểm đại học, các học sinh cũng có không tệ tài nguyên. Nhưng, cũng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ dạng này, chỉ là một trận học sinh tuyệt tối, trong đồ ăn cũng không thiếu bào ngư, tôm hùm, hải sâm, m chín thịt bò, cự giải, rượu đỏ các loại các loại các món ăn ngon, đồ uống. Lâm Phạm đem hai khối thịt bò bỏ vào trong miệng, trong lòng không khỏi âm thầm phê bình bắt đầu. Chất thịt không tệ, đáng tiếc, hương vị tương đối, mà lại mỗi khối thịt bất luận vị mặn, vị cay, vị ngọt, thậm chí là độ dày tất cả đều giống nhau như đúc đều nhịp là dễ dàng để cho người ta dính đây cũng là máy móc nấu nướng mà sự thật cũng như lâm phàm suy đoán đồng dạng đạp 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 lúc này cách đó không xa vang lên một đạo hơi có chút chói tai thanh âm hạ tuyết tốc độ của ngươi thật nhanh đúng rồi ngươi làm sao không đổi một bộ lễ phục dạ hội a à? hạ tuyết cùng lâm phàm nghe được thanh âm về sau quay người nhìn sang cái này người nói chuyện, chính là trước đây không lâu thấy qua Davia. Lúc này, Davia bên người còn có một mặt áo đuôi tôm nam tử. Làm áo đuôi tôm nam tử nhìn thấy hạ tuyết về sau, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Mà khi thấy Lâm Phạm về sau, cả khuôn mặt lại hơi hơi trầm xuống. PS Hai hợp một chương Chương 594 Uống rượu, đánh đàn Nguồn Mê truyện audio.com Tên này áo đuôi tôm nam tử, chính là Trần Minh hắn đối Hạ Tuyết một mực có mưu đồ. Mặc dù, trước khi tới, Davia đã nói với Trần Minh, Hạ Tuyết tìm được bạn nhảy. Nhưng, thật khi thấy về sau, Trần Minh vẫn là trong lòng một trận khó chịu. Bất quá, Trần Minh rất nhanh lại đem suy nghĩ ép xuống, mỉm cười nói. Hạ Tuyết, đã lâu không gặp A. À. Hạ Tuyết phi thường chán ghét Trần Minh, lại cũng không tốt biểu hiện quá mức rõ ràng, đành phải qua loa nói. Đúng vậy A, à, đã lâu không gặp. Trần Minh phản phất không có cảm thấy được Hạ Tuyết qua loa chi ý, lẩm bẩm nói chúng ta bên trên lần gặp gỡ tự như là tả hội trưởng tổ chức tụ hội tả hội trưởng hôm qua còn đang hỏi đời tiếp theo ngoài liên bộ bộ trưởng hẳn là tuyển ai ta còn đề cử ngươi đây hạ tuyết lấy năng lực của ngươi nhất định không có vấn đề dừng một chút lại nói đúng rồi lần trước tụ hội thời điểm hạ tuyết ngươi còn nói lần sau muốn cùng uống một chén hôm nay cơ hội cũng rất không tệ chúng ta tới uống một chén đi đang khi nói chuyện hắn bước nhanh đến phía trước trực tiếp cầm lên hai ly rượu đỏ không thể không nói Trần Minh quả thực cũng có không tệ năng lực cùng thủ đoạn. Chỉ là vài câu đơn giản chuyện phím, đầu tiên là hồi ức hai người quá khứ, lại điểm ra đối phương hứa hẹn, lại nói ra bản thân cho ân huệ. Trải qua xuống tới, người bình thường căn bản là không có cách cự tuyệt hắn mời rượu. Nhưng, Hà Tuyết bên cạnh lại là đứng đấy người không bình thường, Lâm Phàm. Lâm Phàm bước ra một bước, ngăn tại Hà Tuyết trước mặt, cũng thuận tay nhận lấy Trần Minh đưa tới rượu đỏ, nói. Ta là Hà Tuyết hôm nay bạn nhảy, nàng hôm nay tất cả rượu, đều hẳn là để ta tới uống, nếu không, ta cái này bạn nhảy chẳng phải là quá không xứng chức. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng lay động một cái chén rượu trong tay, mặc cho đỏ bừng rượu dịch tại cao gót trong ly thủy tinh vừa đi vừa về dập dần. Tiên diễm, chói lọi, giống như một đóa sóng tới hoa hồng đỏ, để cho người ta mê muội. Đón lấy, Lâm Phạm nâng lên chén rượu, đặt ở bên mũi nhẹ ngửi một chút, giống như thân sĩ tại nghe vừa mới nở rộ đóa hoa, vô cùng ưu nhã. Cuối cùng, Lâm Phạm mới đưa rượu đỏ rót vào miệng bên trong. Lộc cộc. Ít hầu có chút nhúc nhích, một chén trực tiếp vào trong bụng lâm phàm lời bình nói cảm giác hơi ngọt mặt khác nhiều loại nho hỗn thả ở cùng nhau ảnh hưởng đến rượu cảm giác kỹ năng uống rượu thân sĩ một màn này tất cả đều xem ở hạ tuyết trong mắt trong mắt của nàng lâm phàm giống như biến thành một vị thân ở trong cung điện vương tử chính đang hướng về mình giới thiệu tự mình để cho người ta sản xuất rượu đỏ là như vậy để cho người ta mê muội trần minh cả khuôn mặt trở nên càng thêm khó coi vô cùng trước mặt mình hao tốn khí lực lớn như vậy cái này mới có cơ hội để hạ tuyết bồi mình uống rượu. Kết quả đây. Kết quả, trước mặt gia hỏa này trực tiếp đoạt uống rượu cơ hội. Hiện tại, Hà Tuyết nhìn về phía Lâm Phạm đôi mắt đẹp đều mơ hồ có ánh sáng chấp động. Ghê tởm. Trần Minh lặng lẽ hít vào một hơi, lúc này mới đè xuống trong lòng tức giận, dùng hơi hơi kinh ngạc giọng nói. Hà Tuyết, ngươi lại nhưng đã tìm một cái bạn nhảy a. À? Giọng nói kia, bộ dáng kia. Phản phất hắn trước đó đối với cái này hoàn toàn không biết. Không thể không nói, Trần Minh quả thực có mấy phần diễn kỹ. Đón lấy, Trần Minh cười nói. Ngươi là bạn của Hạ Tuyết, cái kia cũng là bạn của ta, ai nha, nhìn ta còn không có tự giới thiệu. Ta gọi Trần Minh, là Giang Bắc Đại học trường học học sinh hội phó hội trưởng. Sau khi nói xong, Trần Minh chủ động đưa tay phải ra. Kiến tạo hữu hảo thái độ. Đồng thời, nói chuyện không đâu điểm ra thân phận của mình. Người bình thường nghe được trường học học sinh hội phó hội trưởng, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không thôi nhưng lâm phàm nhưng thật giống như làm như không nghe thấy lạnh nhạt nói lâm phàm dứt lời đi theo đưa tay nhẹ nhàng một nắm trần minh gặp lâm phàm thái độ đối với chính mình không có bất kỳ cái gì cải biến trên mặt vẽ không hài lòng chợt lóe lên hắn thấy mình đã nói ra mình phó hội trưởng thân phận như vậy lâm phàm nên như là bình dân gặp được hoàng tử đối với mình cung cung kính kính trần minh một đôi mắt không ngừng chuyển động tự hồ là đang tự hỏi nên như thế nào đối phó lâm phàm rất nhanh hắn đem ánh mắt rơi vào sân khấu hai bên hai khung dương cầm bên trên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng khẽ nhếch. Hôm nay là hội học sinh làm việc khó được tiệc tối, rất nhiều người đều sẽ cùng một chỗ khiêu vũ, nhưng khiêu vũ tại sao có thể không có âm nhạc đâu? Lâm Phàm, chúng ta cùng một chỗ cho mọi người đàn tấu mấy thủ khúc dương cầm, ngươi cảm thấy thế nào? Dừng một chút, lại nói. Hà Tuyết rất thích nghe dương cầm, ngươi cũng không có vấn đề a. À? Nếu như Trần Minh không có câu nói sau cùng, Lâm Phàm căn bản sẽ không để ý tới dù sao, người khác khiêu vũ, mình vì cái gì liền muốn đánh đàn dương cầm. Nhưng, có câu nói sau cùng, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hạ Tuyết vội nói. Lần này Yến hội có chuẩn bị vũ khúc, chờ một lúc trực tiếp phát ra vũ khúc càng thêm thuận tiện, đơn giản một chút. Nàng không có nói không thích khúc dương cầm. Trần Minh cười nói. Phát ra vũ khúc, nào có hiện trường đàn tấu tới có ý tứ chứ? Làm sao, ngươi đối ta hoặc là lâm phạm đàn tấu dương cầm không có lòng tin sao? hắn nói chuyện ở giữa, không khỏi dương lên đầu. Trần Minh đối với mình dương cầm diễn tấu năng lực, có cực lớn lòng tin. Bởi vì, hắn lúc trước chính là thông qua nghệ tuyển tiến vào Giang Bắc Đại học. Trong đó, am hiểu nhất, chính là đàn tấu dương cầm. Thậm chí, đã từng còn nhận lấy mấy vị trí danh dương cầm nhà khíp lệ. Trên thực tế, cho dù không có lâm phạm xuất hiện, Trần Minh cũng dự định hôm nay tiệc tối đàn tấu khúc dương cầm. Vừa đến, chính như hắn nói, Hạ Tuyết thích khúc dương cầm, cái này có thể dương hiện mị lực của mình, thứ hai, thì có thể để cho mình thu hoạch được càng nhiều hội học sinh làm việc chú ý cùng tán thành. Lâm Phạm hướng phía Hạ Tuyết ném một cái yên tâm ánh mắt, nói. Vậy liền đi đạn đi, bất quá, chúng ta đạn cái gì từ khúc đâu? Trần Minh nói. Trước đàn một bản trong gió vũ khúc, cái này thủ khúc tương đối nhẹ nhàng, nhiệt liệt, thích hợp chúng ta dạ tiệc hôm nay. Lâm Phạm không khỏi khẽ câu mày nói. Ta tốt như không nghe qua cái này thủ khúc. Mặc dù, Lâm Phạm từng trong lúc rảnh rỗi thời điểm, dùng quét hình năng lực nhìn qua không ít khúc phổ nhưng bây giờ đã qua ngàn năm lại xuất hiện rất nhiều mới khúc phổ cũng không ngoài ý muốn dừng một chút lâm phàm lại nói cũng không quan hệ ngươi trước đạn một lần đi ta đằng sau đi theo đàn tấu là được hắn có được quét hình năng lực lại thêm viễn siêu thường nhân tinh thần lực hợp tấu một bài giàu có quy luật khúc dương cầm chỉ là vô cùng đơn giản việc nhỏ thôi bất quá lời này nghe vào trần minh trong lỗ tai nhưng thật giống như là nghe được toàn thế giới buồn cười nhất trò cười phàm là đối dương cầm có xâm nhập một điểm giải người cho dù không có luyện tập qua trong gió vũ khúc nhưng tuyệt đối là nghe qua kết quả lâm phàm thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua mà lại còn muốn để cho mình trước đàn tấu một lần sau đó hắn ở phía sau đi theo đàn tấu hắn cho là hắn là ai phục chế chi thần sao cũng không sợ chết cười người trần minh sợ lâm phàm đổi ý vội vàng nói vậy thì tốt ta trước đàn tấu phía sau ngươi nối liền thời gian cũng không sớm, chúng ta bây giờ lên đi. Sau khi nói xong, khóe miệng của hắn lại là một trận dương lên. Hắn phản phất đã thấy Lâm Phàm chờ một lúc đàn tấu loạn thất bát tao, từ đó gây nên đám người cười vang, cùng làm đến hạ tuyết đối Lâm Phàm triệt để thất vọng. Chương 595 Đình chỉ làm nóng người, tán thưởng. Nguồn Mê truyện audio com Lúc này, toàn bộ hiện trường đã tới hơn 10 người. Mỗi người bọn họ đều thịnh trang ra sân, một bên ăn mỹ thực, một bên chuyện phím, cũng không lúc phát ra một trận vui cười âm thanh chỉnh thể không khí cực kỳ tốt trần minh hoàn toàn không để ý đến người chung quanh ân cần thăm hỏi âm thanh bước nhanh đi tới trên sân khấu sau đó cầm lấy bên cạnh ống nói nói hôm nay là chúng ta hội học sinh làm việc long trọng tiệc tối mọi người chúng ta nhiệm vụ chính là ăn được uống tốt chơi tốt tiếp xuống ta đem cùng vị này lâm phàm đồng học cùng một chỗ đàn tấu khúc dương cầm hy vọng có thể mọi người có thể thích lập tức ở đây tất cả mọi người cùng nhau đem ánh mắt tập trung tới gặp đây trần minh nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần hắn phi thường hưởng thụ loại này bị người chú ý cảm giác đón lấy hắn nâng lên hai tay tại trên bàn phím bắt đầu nhảy lên đinh 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 một bài nhẹ nhàng ca khúc rất nhanh nhộn nhạo ra không ít người kìm lòng không được đi theo âm nhạc lắc lư một khúc kết thúc hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoang hô đạn quá tốt rồi không hổ là phó hội trưởng quá tuyệt vời ta lúc nào mới có thể đạn tốt như vậy a à? Nếu là thường ngày, hạ tuyết theo lễ phép, nói không chừng cũng sẽ cùng theo vỗ tay. Nhưng, hôm nay, nàng lại là hoàn toàn không có vỗ tay tâm tư. Nàng đem ánh mắt đặt ở lâm phàm trên thân, gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là vẻ lo lắng. Nếu như lâm phàm chờ một lúc đạn đập, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người chê cười. Hắn vẫn chỉ là một đại học tân sinh, rất có thể sẽ tạo thành khá lớn ảnh hưởng. Lâm Phàm phản phất là cảm nhận được Hạ Tuyết lo lắng, hướng phía nàng quăng tới một cái yên tâm ánh mắt đón lấy, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ hít một cái khí sau. Rốt cục, đưa tay đặt ở thép trên phím đàn. Đinh đinh đinh. Đồng dạng là đàn tấu trong gió vũ khúc, nhưng Lâm Phàm cùng Trần Minh lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như đem khúc phổ so sánh kịch bản. Như vậy, Trần Minh là một tổ không có chút nào diễn kỹ người mới diễn viên, chỉnh thể ngây ngô, hư giả, không có chút nào cảm nhận. Lâm Phàm là một tổ toàn thực lực phái vu màn ảnh, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, để cho người ta không kịp nhìn. Hạ Tuyết nhìn xem Lâm Phạm Đàn Tấu khúc Dương cầm động tác, nghe dập dần mà ra nhạc khúc, cả người đều có chút ngây người, một khúc kết thúc. Toàn bộ hiện trường lại là lâm vào trong an tĩnh. Nửa ngày, mới bỗng nhiên vang lên không so tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trời ạ, à, đây cũng quá dễ nghe. Đây tuyệt đối sau buổi hòa nhạc hiện trường còn tốt hơn nghe. Ta dám cam đoan, đây tuyệt đối là ta nghe qua nhất nghe tốt khúc Dương cầm. Quá mỹ diệu. Có người biết hắn tên gọi là gì sao? Cầu giới thiệu A, à trần minh cũng bị lâm phàm khúc dương cầm cho kinh đến nhưng hắn nghe đám người tán thưởng nhìn xem hạ tuyết mê mùi thần sắc cả khuôn mặt rất nhanh lại đều bị phẫn hận cho lấp kín hắn cắn răng một lần nữa làm về tại trên ghế nói lâm phàm chúng ta tiếp xuống đàn tấu hải chi âm thanh thế nào hải chi âm thanh so trong gió vũ khúc muốn khó tìm một cái đẳng cấp tại trần minh xem ra lâm phàm khẳng định là vừa vặn luyện tập thật lâu trong gió vũ khúc cho nên hắn mới có thể đem trong gió vũ khúc đàn tấu dễ nghe như vậy nếu như đổi thành cái khác từ khúc nhất là càng thêm khó khăn hải chi âm thanh lâm phạm nhất định so ra kém chính mình lâm phạm nói ta chưa từng nghe qua hải chi âm thanh vẫn là cùng trước đó ngươi trước đàn tấu một lần ta lại đi theo đàn tấu đi trần minh quét mắt lâm phạm đối với loại lời này hắn đã trực tiếp lựa chọn không nhìn cái gì chưa từng nghe qua lúc trước hắn liền nói chưa từng nghe qua trong gió vũ khúc kết quả đây kết quả hắn trực tiếp như vậy thuần thuộc đàn tấu ra hiện tại, lại nói ra những lời này, cho là mình còn sẽ tin tưởng. Chỉ sợ, hắn chỉ là vì tiếp xuống đàn tấu qua nát, làm một chút làm nền mà thôi. Làm nền. Ngươi cho rằng làm nền liền không sao rồi. Nát, mãi mãi cũng là nát. Trần Minh nghĩ tới đây, trên mặt nổi lên một vòng vẽ đùa cợt. Sau đó, hắn một lần nữa đem hai tay đặt ở thép trên phím đàn. Đinh đinh đinh. Hải chi âm thanh tiết tấu, rõ ràng muốn so trong gió vũ khúc phải gấp gấp rút rất nhiều. Trần Minh cả người đều đi theo hai tay biến hóa, mà không ngừng đứng thẳng bắt đầu chuyển động. Đinh. Cái cuối cùng âm phù rơi xuống. Ba ba ba. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Êm tai. Ta rất thích cái này thủ khúc. Quá êm tai. Dù sao, Trần Minh là phó hội trưởng, vẫn là có không ít người vang lên vuốt mông ngựa thanh âm. Bất quá, càng nhiều người, thì lại nhìn về phía Lâm Phàm Lâm Phàm căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cơ hồ là tiếng vỗ tay ngừng trong nháy mắt hai tay của hắn cũng đặt ở thép trên phím đàn. Đinh đinh đinh. Nếu như nói Trần Minh Hải chi âm thanh, miêu tả là trên bờ cát dân lên từng đạo tiểu hải sóng. Như vậy, Lâm Phàm Hải chi âm thanh, chính là một đợt lại một đợt hơn trăm mét cao cự hình hải khiếu. Rung động đến cực điểm. Ba ba ba. Một khúc rơi xuống. Hiện trường, lập tức xuất hiện vô cùng vang dội tiếng vỗ tay. Lão thiên gia của ta, đây cũng quá dễ nghe. Cuối cùng là làm sao bắn ra tới ta ta cảm giác toàn thân huyết dịch đều muốn đi theo sôi trào. Cái này nghe cũng quá sung sướng. À, ta không được. Tất cả tán thưởng, tất cả đều là xuất phát từ nội tâm, phát ra từ phế phủ. Hạ tuyết nhìn về phía lâm phàm đôi mắt đẹp, không ngừng lóe ra chói lọi quang mang. Hiện trường tất cả mọi người biến hóa, tất cả đều xem ở trần minh trong mắt. Nội tâm của hắn, có một con mảnh hổ điên cuồng gào thét, ghê tẩm, ghê tẩm. Ghê tẩm. Cái này vốn là mình biểu hiện ra cơ hội tốt vốn là để hạ tuyết thích mình cơ hội tốt cái này lâm phàm đáng chết lâm phàm hắn thật sâu hút tốt mấy hơi thở lúc này mới bình phục tâm tình sau đó trần minh giống như cũng không có bất kỳ cái gì tức giận thậm chí còn đối lâm phàm có có chút ý yêu tài hắn mỉm cười nói nhìn tới lâm phàm đồng học dương cầm kỹ thuật không tệ a à. vậy chúng ta cũng không cần lại tiếp tục làm nóng người trực tiếp đạn điểm khó khăn từ khúc đi tiếp theo thủ thanh xuân thanh xuân tuyệt đối là vượt xa trong gió vũ khúc cùng hải chi âm thanh từ khúc thậm chí đã từng là nước nào đó tới giải thi đấu bên trên quán quân khúc mắt có thể nghĩ đến tột cùng là khó khăn dường nào trần minh cũng không có hoàn toàn chắc chắn hoàn chỉnh đem nó đạn tấu nhưng hắn vì dựng đứng hình tượng của mình vì để cho hạ tuyết thích mình lựa chọn đụng một cái trần minh đầu tiên là trong đầu nhớ lại một phen thanh xuân từ khúc cái này mới đưa tay đặt ở thép trên phím đàn đinh 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 cái này thủ khúc dương cầm làng điệu biến hóa nhẹ nhàng, gấp rút, mãnh liệt. Trần Minh phản phất là tại cầm mộc chủ y đang điên cuồng đánh trống to, cả người kịch liệt lắc lư, vô cùng phí sức. Đinh. Cái cuối cùng âm phù hạ xuống sông, Trần Minh trên trán đã lăn xuống tới mấy giọt mồ hôi. Đàn tấu, thanh xuân, đối thể lực cũng có được nhất định yêu cầu. Bất quá, Trần Minh nhưng không có lộ ra cái gì ủ rũ. Tương phản, khóe miệng của hắn rõ ràng dương lên. Bởi vì, hắn đàn tấu xong thanh xuân. Phi thường hoàng mỹ đàn tấu. Chí ít, Trần Minh mình là cho rằng như thế. PS. Hoan nghênh đọc ta hoàn thành sách, siêu cấp hồng bao thần tiên bày. Chương 596 chương sửa chữa, cảm tạ. Nguồn. Mê truyện audio com Theo Trần Minh theo hạ cái cuối cùng âm phụ về sau, hiện trường cũng vang lên theo tiếng vỗ tay. Một số người đi theo phụ họa tán thưởng. Đạn tốt. Êm tai. Thật tốt. Nhưng, cơ hồ tất cả mọi người lại nhau nhau đem lực chú ý tập trung vào lâm phạm trên thân tất cả mọi người đã nghe qua lâm phạm đàn tấu khúc dương cầm đối với hắn tiếp xuống diễn tấu tràn đầy chờ mong đinh 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 rốt cục lâm phạm đem hai tay đặt ở thép trên phím đàn lập tức vui sướng dân trào kịch liệt âm nhạc như là như sóng biển lao nhanh mà ra cơ hồ tất cả mọi người toàn đều đi theo âm nhạc chập trùng không ngừng lắc lư đứng lên thể đây là một loại bản năng phản ứng linh hồn cộng minh theo khúc dương cầm tiến hành đám người trong tầm mắt phản phất xuất hiện một tên thiếu niên, thiếu nữ. Bọn hắn đón gió chạy, xuống biển bắt cá, cuối cùng, càng là bay lên trời. Huy sái mồ hôi, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Đây mới là thanh xuân. Kích tình, dân trào, tự do. Trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là hướng tới chi sắc. Đinh. Rốt cục, âm nhạc ngừng. Chỗ có người kìm lòng không được vang lên tiếng vỗ tay, như sấm sét tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây là đối khúc dương cầm tán thành, đồng thời, cũng là đối thanh xuân hồi ức ở trong đó, bao gồm Davia, cũng bao gồm Hạ Tuyết, thậm chí còn bao gồm Trần Minh. Nhưng, Trần Minh rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn đè nén trong lòng trung động, con mắt một trận chuyển động, mở miệng nói: "Lâm phàm đồng học, đang tấu Dương cầm lúc, vẫn là phải nhiều chú ý một chút cơ sở mới được nha. Thanh Xuân là trường học của chúng ta Trần Tổ chi giáo sư biên soạn từ khúc, thậm chí, Trần Tổ chi giáo sư còn bởi vậy thu được quốc tế khúc Dương cầm giải đặc biệt." Toàn khúc tiết tấu gấp rút, nhẹ nhàng, vô cùng hoàn mỹ mà ngươi đoạn thứ hai cùng đoạn thứ ba âm phù đều có hai nơi sai lầm. Mặc dù, chính thể cũng coi như trôi chảy, nhưng... Nếu như bị Trần Tổ Chi giáo sư nghe được ngươi dạng này đàn tấu, chỉ sợ là sẽ tức giận. Trần Minh Như là một vị trưởng giả, cao cao tại thượng lời bình Lâm Phàm Dương Cầm. Một số người, nguyên bản cảm thấy Lâm Phàm đàn tấu phi thường tốt. Thế nhưng là, nghe Trần Minh nói tới về sau, lại không khỏi có chút chần chờ cùng nhận đồng bắt đầu. Đạp đạp đạp. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân dồn dập đón lấy một mang theo hát bên cạnh kính mắt mặc áo sơ mi trắng nam tử trung niên bước nhanh đến hắn kích động nói ai vừa mới là ai đàn tấu thanh xuân đám người nói nghe không khỏi nhau nhau hướng phía cửa nhìn sang rất nhanh có người hoảng sợ nói trần tổ chi giáo sư người này chính là thanh xuân sáng tác người trần tổ chi trần giáo sư tốt trần tổ chi nhưng thật giống như không có nghe được đám người ân cần thăm hỏi hắn lần nữa mở miệng nói vừa mới là ai đàn tấu thanh xuân lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào lâm phàm trên thân trần tổ chi hưng phấn nói vì bạn học này có thể làm phiền ngươi tiếp tục bắn ra một lần sau lâm phàm gật đầu nói có thể đinh 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 đồng dạng vui sướng đồng dạng dân trào đồng dạng kịch liệt đồng dạng giống như sóng biển không ngừng lao nhanh tại cái này thủ khúc bên trong trần tổ chi thấy được mình cầu học hỏi đường thấy được mình dân trào đấu chí thấy được mình thanh xuân. Đinh. Một khúc kết thúc. Trần Tổ Chi dùng sức vỗ tay, hét lớn. Tốt. Quá tốt rồi. Đây mới thật sự là thanh xuân. Cảm ơn ngươi hoàn thiện một mực tồn tại tì vết. Tỉnh. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trần Tổ Chi là ai? Giang Bắc Đại học âm nhạc chính giáo thụ. Thậm chí, đã từng còn thu được quốc tế dương cầm giải đặc biệt. Bọn hắn nghe được cái gì? Trần Tổ Chi vậy mà tại cảm tạ Lâm Phàm cảm tạ hắn hỗ trợ hoàn thiện, thanh xuân. Làm ngay cả Trần Tổ Chi đều làm không được sự tình. Ngay sau đó, đám người lại hồi tưởng lại Trần Minh nói lời. Ngươi đoạn thứ hai cùng đoạn thứ ba âm phù đều có hai nơi sai lầm, mặc dù, chỉnh thể cũng coi như trôi chảy, nhưng... Nếu như bị Trần Tổ Chi giáo sư nghe được, nghe được ngươi dạng này đàn tấu, chỉ sợ là sẽ tức giận. Thế là, đám người không khỏi nhau nhau nhìn về phía Trần Minh. Trần Minh tự hồ cũng cảm thấy đám người dị dạng ánh mắt, cả khuôn mặt bỗng nhiên một mảnh trướng hồng đánh mặt thực sự quá đánh mặt hắn căn bản không nghĩ tới trần tổ chi lại đột nhiên xuất hiện ở đây thậm chí còn đối lâm phàm đàn tấu tiến hành cao như vậy đánh giá trần tổ chi hoàn toàn không để ý đến đám người hắn hỏi ta gọi trần tổ chi không biết ta có thể biết tên của ngươi sao ta gọi lâm phàm lâm phàm nói trần tổ chi nói nguyên lai like là lâm tiên sinh có thể mạo mùi hỏi một chút lâm tiên sinh là như thế nào phát hiện thanh xuân vấn đề cũng đối làm ra điều chỉnh sao lâm phàm nói âm nhạc trực giác đi trần tổ chi hiểu rõ gật đầu nói thì ra là thế âm nhạc trực giác đây là một loại phi thường huyền diệu mà lại chân thực tồn tại đồ vật hoặc là lại nói thông tục một điểm đó chính là thiên phú đón lấy trần tổ chi lại hình như nghĩ tới điều gì nói lâm tiên sinh không biết ngài nghe qua ta gây nên tương lai sao lâm phạm lắc lắc đầu nói chưa từng nghe qua mặc dù thanh xuân thu được quốc tế dương cầm giải đặc biệt nhưng gây nên tương lai truyền xướng độ lại một điểm không cần nó thấp thậm chí cao hơn lâm phàm trực tiếp mở miệng nói chưa từng nghe qua gây nên tương lai nói theo một ý nghĩa nào đó là cực kỳ không lễ phép sự tình bất quá trần tổ chi cũng không hề tức giận hắn mở miệng nói vậy ta hiện trường cho lâm tiên sinh đàn tấu một lần ngài cảm thấy thế nào lâm phàm mắt nhìn mọi người chung quanh nói có thể đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn đồng ý dù sao đây là hội học sinh làm việc tiệc tối trần tổ chi vừa mới chuẩn bị mở miệng lần nữa hỏi thăm xa xa hội học sinh tả hội trưởng vội nói lần này yến hội bản liền cần âm nhạc trần giáo sư có thể đàn tấu chính dễ dàng để chúng ta hảo hảo hưởng thụ một phen chúng ta cao hứng còn không kịp nơi nào sẽ không đồng ý đâu trần tổ chi cười nói vậy ta liền mượn dùng địa phương đạn một chút từ khúc đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía ngồi tại một cái khác đỡ trước dương cầm trần minh trần minh đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới nói trần giáo sư ta chỗ này vừa lúc có một khung dương cầm, ngài nếu như không chê, có thể ở chỗ này đàn tấu. Trần Tổ Chi nói, vậy ta liền không khách khí. Sau khi nói xong, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đinh đinh đinh. Không thể không nói, Trần Tổ Chi không hổ là thu được rất nhiều dễ dàng dương cầm đại sư. Bất luận là đàn tấu động tác, vẫn là âm nhạc tiết tấu, tất cả đều nắm chắc 10 phần đúng chỗ. Đám người tất cả đều nghe phi thường nhập thần. Đây chính là Trần Tổ Chi. Dưới tình huống bình thường, đám người cũng liền có thế tại âm nhạc hội bên trên mới có cơ hội xa xa nghe một chút chỗ nào có thể giống bây giờ khoảng cách gần như vậy lắng nghe đinh âm nhạc cuối cùng nghỉ. trần tổ chi chậm rãi dơ lên đầu đem ánh mắt nhìn về phía lâm phàm lâm phàm nói ngươi là nghĩ hỏi thăm thứ tư đoạn chuyển hướng còn có thứ năm đoạn biến tấu a trần tổ chi con ngươi sáng lên kích động nói phải lâm tiên sinh có sửa chữa ý nghĩ sao chương 597 chương thầy trò trao đổi, bạn học cùng lớp. Nguồn Mê truyện audio com Trần tổ chi trên mặt, tất cả đều là chờ mong, tất cả đều là kinh hỉ Đến mức, ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không dám nháy. Thậm chí, hô hấp đều lâm vào ngắn mũi đình trệ. Đinh 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 Lâm phàm hai tay đặt ở thép trên phím đàn, nhanh chóng nhảy nhảy lên. Du dương, uyển chuyển nhạc khúc, không ngừng dập dờn. Mà theo nhạc khúc tiến hành, Trần Tổ Chi con mắt thì càng phát ra lóe sáng. Lâm Lâm Phạm định chỉ nhấn hai tay thời điểm, Trần Tổ Chi càng là hưng phấn kêu lớn lên. Tốt, 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 liên tục ba cái tốt, trực tiếp biểu hiện ra tâm tình của hắn lúc này đến tột cùng là bực nào cao hứng. Nguyên lai like là dạng này, nguyên lai like là dạng này. Lâm Tiên Sinh, tạ ơn ngài. Sau khi nói xong, Trần Tổ Chi còn hướng lấy Lâm Phạm thật sâu bái. Một màn này, lần nữa sợ ngay người hiện trường tất cả mọi người. Lâm Phạm là học sinh, Trần Tổ Chi là giáo sư. Lúc này thân phận của hai người lại tự như hoàn toàn trái ngược đồng dạng. Cái này làm sao không để cho người ta kinh ngạc. Đám người không tự kiềm hãm được lại nghĩ tới Trần Minh. Lâm Phàm đồng học, đàn tấu dương cầm lúc, vẫn là phải nhiều chú ý một chút cơ sở mới được nha. Chú ý cơ sở. Nếu như, ngay cả Trần Tổ Chi đều muốn xem vì lão sư người, còn nhiều hơn chú ý cơ sở. Như vậy, trên đời này còn có ai không cần thiết phải chú ý cơ sở đâu. Trần Minh tự hồ là cũng nghĩ đến điểm ấy, cả khuôn mặt trở nên càng phát ra đỏ lên trực tiếp ở giữa. Vô số mưa đạn, như là như mưa rơi, nhanh chóng nhấp nhô. Thạch lỗi. Lâm Phạm Dương cầm thật sự là quá êm tai. Trong lòng không gái người. Ta còn từ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy khúc dương cầm. Băng tuyết. Để tôn khách sạn giám đốc nhóm, đối Lâm Phạm như vậy cung kính, Lâm Phạm còn có thể một câu để duyệt sắc tuyết trà nhân viên đưa lên trà sữa. Hiện tại, lại có thể đàn tấu dễ nghe như vậy khúc dương cầm, mà lại, người còn rất dài đẹp trai như vậy. Trời ạ, à, đơn giản chính là hoàng mỹ nam thần Triệu hoán thuật Lại vũ thích dương hân lôi Tinh thần đại hải Trời ạ, à, trần tổ chi giáo sư đều cho hắn xoay người Cái này Đây quả thực thật bất khả tư nghị khoái khách Cái kia Trần Minh còn muốn làm khó lâm phàm Thật sự là cười chết người, hiện tại đánh mặt đi Tiểu tuyết Tự rước lấy nhục A à. Trận này tiệc tối, một mực tiếp tục đến 9 giờ tối Cái này mới chậm rãi kết thúc Nguyên bản hôm nay là hội học sinh làm việc nhóm vui vẻ hội. Về sau, lại biến thành trần tổ chi hướng lâm phàm thỉnh giáo dương cầm khóa. Nhưng, đám người lại cũng không có vì vậy phiền chán. Tương phản, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là vẻ hưởng thụ. Thẳng đến yến hội kết thúc, Hạ Tuyết mới phát hiện mình một mực ở vào trực tiếp trạng thái. Cho dù, nàng từ đầu đến cuối không có tài trực tiếp ở giữa nói chuyện, lại nhảy lên tới trực tiếp nhân khí bạn đứng đầu bảng. Cái này trực tiếp sợ ngay người Hạ Tuyết. Ngươi là ai? tiểu tuyết rốt cục đến xem trực tiếp đại vương tiểu tuyết có thể để lâm tiên sinh tiếp tục bắn ra mấy thủ khúc sao lập tức tới lâm tiên sinh đơn giản chính là dương cầm thiên tài vạn gia nuôi mặc dù ta rất không nỡ tiểu tuyết nhưng nếu như đối phương là lâm phàm ta còn là nguyện ý thành toàn tranh chấp tiểu tuyết ngươi thật hạnh phúc tiểu tuyết nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn cả gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên một mảnh đỏ bừng nửa ngày nàng mới có hơi nói lắp nói cám. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, hôm nay trực tiếp, liền. Liền đến đây kết thúc. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp kết thúc trực tiếp. Hạ tuyết đi tại kéo dài trong rừng trên đường nhỏ, trong đầu không tự chủ được nổi lên lâm phàm thân ảnh, đồng thời, theo thời gian trôi qua, không ngừng biến cao, biến lớn, sáng lên. Hạ tuyết dùng sức lắc đầu, cái này mới khôi phục một chút thanh tĩnh, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Hôm nay, Giang Bắc Đại học nên đón khai giảng ngay tân sinh nhập học, lão sinh nhập học. Toàn bộ trường học lộ ra vô cùng náo nhiệt, tràn đầy sinh cơ cùng tinh thần phấn chấn. Lúc này, 2011 phòng học. Bởi vì chung vào học còn không có vang lên, chúng các bạn học ngồi phi thường tùy ý, top 5 top 3 kệ vai sát cánh, tán gẫu ngày nghỉ chuyện lý thú. Ta nghĩ hè rốt cục thông qua được lao vùng vụt bão táp cửa thứ 10, quá kích thích. Mà tạo, ngưu bức như vậy. Ta ngay cả cửa thứ 6 đều không qua được. Ta cũng qua cửa thứ 9, lần sau một lần tổ đội A chúng ta nhập học thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu, bị học trưởng các học tỷ, chọn lấy thật nhiều mỹ nữ soái ca, không biết năm nay nhập học, sẽ có hay không có cái gì soái ca mỹ nữ. Hắc hắc, chờ một lúc tan lớp, chúng ta đi hỗ trợ học để học mùi nhóm một chút chuyện nhỏ. Nghe nói lương thảo đường phố mở một nhà rất không tệ phòng ăn, có rảnh đi ăn một chút thế nào? Tốt. Có người truyền phím, cũng có người đang yên lặng chỉnh lý thư tịch. Tỷ như, Hạ Tuyết. Cho dù là khai giảng ngày đầu tiên, nàng cũng không có bất kỳ cái gì lười biến vẫn tại chăm chú liếc nhìn vừa phân phát thư tịch. Đinh linh linh. Lúc này, giang bắt sân trường đại học bên trong, vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng chuông. Những cái kia top 5 top 3 kệ vai sát cánh các học sinh, không khỏi mất hứng tản ra, về tới vị trí của mình ngồi xuống. Đạp đạp đạp. Không đầy một lát, ngoài hành lang vang lên một đạo tiếng bước chân ầm ập. Đóng lấy, một mặt áo sơ mi trắng, nhìn qua phi thường già dặn, tên là Tần Xuyên Nam tử trung niên, sải bước đi tiến đến. Hắn mỉm cười nói. Các bạn học, đã lâu không gặp. Đang khi nói chuyện, hắn quét mắt trong phòng học đám người, khẽ gật đầu nói. Rất tốt, năm nay không có một người ít người. Ngàn năm trước, lão sư muốn biết học sinh phải chăng đi vào phòng học, cần phải đi đếm kỹ hoặc là điểm danh. Nhưng, ngàn năm sau, một chút lão sư hoặc cũng có dị năng, hoặc có được cường đại tinh thần lực. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể biết phòng học nhân viên tình huống. Cái này liền bớt đi rất nhiều phiền phức, đồng thời, cũng làm cho đại học đặc biệt trốn học chuyện lý thú, trở thành tới. Tần Xuyên lại nói. Kỳ thật, không chỉ là không có ít, từ bản học kỳ bắt đầu, lớp chúng ta lại muốn nhiều một vị bạn học. Đón lấy, hắn hướng phía cửa nói. Lâm Phàm ngươi vào đi. Nguyên bản, còn tại lật xem sách vở hạ tuyết, ống ánh như ngọc lỗ tai, không khỏi lắc lư một cái, trái tim của nàng chẳng biết tại sao, đột nhiên tăng nhanh một phần nhảy lên, đầu thì là kìm lòng không được dơ lên. Sau một khắc, một đạo cao lớn, anh Tuấn bóng người, xuất hiện ở phòng học trên giảng đài. Hắn, chính là Lâm Phàm hạ tuyết trái tim lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần nhảy lên là hắn là hắn thật là hắn hạ tuyết cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình từ khi yến hội kết thúc về sau hạ tuyết liền lại chưa từng gặp qua lâm phàm nàng cũng nghĩ qua muốn hay không cho lâm phàm gửi đi tin tức nhưng trải qua do dự nhưng lại từ đầu đến cuối không thể phát đưa ra ngoài hạ tuyết mấy ngày nay một mực đang nghĩ lần sau sẽ là lúc nào gặp lại lâm phàm nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ là hôm nay, sẽ là phòng học. Lâm Phàm không phải tân sinh sao? Hắn làm sao thành vì bạn học cùng lớp của mình? Bạn học cùng lớp? Không biết như thế nào, Hạ Tuyết nghĩ đến cái này từ ngữ, nhịp tim lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. PS Máy tính ra trục trặc, rốt cục vẫn là đem bản thảo lấy ra, quá khó khăn, 555. Chương 598 chương hệ thống, nhân vật chính. Nguồn Mê truyện audio.com Trên thực tế, không chỉ là hạ tuyết tim đập nhanh hơn, lớp học không thiếu nữ học sinh, còn mắt đi theo có chút sáng lên, nhịp tim cũng không ngừng tăng tốc. Rất đẹp trai. Lớp chúng ta rốt cục có soái ca. Lâm Phàm, thật tên dễ nghe. Soái ca tốt. Lâm Phàm là bực nào thính lực. Phi thường tùy tiện liền đem tất cả mọi người lời nói, tất cả đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ cái gì để ý, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía hạ tuyết vị trí. Mọi người tốt, ta gọi Lâm Phàm. Tần xuyên gật gật đầu, nói Lâm Phạm đồng học, ngươi tìm không vị ngồi đi Lâm Phạm nói Được rồi Đạp đạp Lâm Phạm nhanh chân hướng về phía trước Ngồi ở phía xa mấy tên nữ sinh, nhịp tim không ngừng tăng tốc Nhưng, rất nhanh, Lâm Phạm liền dừng bước Đứng tại Hạ Tuyết bên cạnh, mỉm cười nói Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Hạ Tuyết nói lắp nói Nhưng Có thể Lâm Phạm trực tiếp ngồi xuống Cách đó không xa nữ sinh gặp đây trong lòng nhau nhau thở dài. Trong lòng các nàng hối hận, mình hôm nay làm sao không ngồi phía trước một điểm. Có lẽ, Lâm Phàm liền sẽ cùng mình ngồi cùng bàn. Tần xuyên đối Lâm Phàm ngồi ở nơi nào, cũng không có để ý, hắn hắn giọng một cái nói. Đã các bạn học đều đến đông đủ, vậy ta liền đến tuyên bố một chút trường học thông tri. Dứt lời, hắn nhấn một cái sau lưng bạch bản. Đón lấy, bạch bản bên trên lập tức xuất hiện một đoạn thể chữ đậm nét văn tự. Thông tri. Vì phát triển các học sinh đối cấm địa thăm dò tinh thần, kích phát cùng khai phát các học sinh năng lực đặc thù, tăng cường các học sinh tổng hợp tố tổ chất, hiện tổ chức đại nhị toàn thể học sinh tiến vào cấm địa trong vòng một tuần bên ngoài thăm dò. Trong phòng học, rất nhanh vang lên tiếng nghị luận. Nhanh như vậy liền muốn cấm địa thăm dò. Không biết ta có thể hay không kích phát năng lực đặc thù. Ta hy vọng có thể có được biết bay năng lực đặc thù, cái loại cảm giác này quá tuyệt vời. Biết bay. Vậy cái kia cũng quá khó khăn. Tần Xuyên đè ép ép tay, nói. Tình huống, chính là như thế cái tình huống. Mọi người hiện tại có thể đi trở về thu thập hành lý, ngày mai 9 giờ sáng đến phòng học tập hợp là được rồi. Có người có nghi vấn sao? Hoặc là như sinh bệnh, thụ thương các loại đặc thù nguyên nhân không cách nào tham gia sao? Có thể nhất tay. Chúng đồng học ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả cũng không có nhất tay. Dù sao, đây chính là tiến vào cấm địa cơ hội. Ai cũng không muốn tùy tiện bỏ lỡ. Tần Xuyên nói. Được, vậy cứ như vậy, tan học. Tần Xuyên phi thường quả quyết sau khi nói xong nhanh chân đi ra phía ngoài chúng các học sinh có lo lắng hữu tâm vui có sợ hãi có kích động tâm tư dị biệt một lát sau mới chậm rãi rời phòng học đảo mắt chính là ngày thứ hai chúng đồng học tất cả đều cổng lớn như vậy ba lô sớm đi tới phòng học nghe nói trong cấm địa có một loại phi thường lợi hại quả ăn một viên liền có thể tăng trưởng mấy trăm cân khí lực mấy trăm cân khí lực tính là gì ta nghe nói còn có một loại nước uống xong một giọt liền trực tiếp có thể biến thành cấp A cường giả. Ta đối mạnh lên ngược lại là không có hứng thú quá lớn, ta chỉ hy vọng tìm tới đạt đến kim. Một khối giống như liền có thể mua hơn ngàn vạn thế giới tệ. Chúng học sinh càng là thảo luận, con mắt liền càng phát ra lóe sáng. Bộ dáng kia, thật giống như những cái kia đặc thù trái cây, chất lỏng, cùng đạt đến kim tất cả đều tại trước mặt bọn hắn, tùy tiện đưa tay liền có thể tùy tiện thu hoạch được. Hà Tuyết chỉ là tỉnh tỉnh ngồi tại chỗ, một đôi mắt đẹp lại là như có như không hướng phía cửa nhìn lại, tự hồ là đang chờ mong cái gì. Đạp đạp đạp. Lúc này, ngoài hành lang vang lên một đạo thanh thúy tiếng bước chân. Đón lấy, một cao lớn, anh Tuấn bóng người, chậm rãi đi đến. Chính là Lâm Phàm Lâm Phàm căn bản không chần chờ chút nào, đi thẳng tới hạ tuyết bên cạnh ngồi xuống. Hạ tuyết gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút đỏ bừng. Lâm Phàm lại ngồi tại bên cạnh mình. Chung quanh một ít nữ sinh, thì là nhau nhau thở dài. Đinh. Giang Bắc Sơn trường đại học bên trong, vang lên một đạo thanh thúy tiếng chuông. Rất nhanh, mặc áo sơ mi trắng tần xuyên, như giống như hôm qua đi đến. Hắn nhìn chung quanh một vòng đám người, nói. Không tệ, tất cả đều đúng hạn tới. Như vậy, chúng ta bây giờ xuất phát. Lúc này, rộng lớn trên bãi tập, ngừng lại rất nhiều lơ lửng xe buýt. Từng bầy đại nhị học sinh, tại lão sư tổ chức hạ Hà xếp hạng đứng vững, cũng hướng phía xe buýt tiến lên. Không thể không nói, ngàn năm sau xe buýt quả thực không tệ, da thật bao khỏa chỗ ngồi, to lớn HD màn hình, huyển khốc không khí đèn. Một giờ đường xe, hoàn toàn không có khiến người ta cảm thấy bất luận cái gì mỏi mệt chi ý, tương phản, còn để các học sinh có tốt hơn trạng thái tinh thần. Suy. Làm xe buýt mở ra đại môn thời điểm. Trước mặt là một cái cao lớn lưới sắt, sắt trong lưới là vô biên vô tận cự đại xâm lâm. Một toàn thân hắc y nam tử, đi nhanh tới. Tần xuyên hướng phía hắn nhẹ gật đầu, cũng đưa ra một cái thẻ. Tích. Người áo đen trong tay máy móc phát ra một đạo nhẹ vang lên, nghiệm chứng thành công, Tần Xuyên. Tần Xuyên nói, chúng ta 2011 ban lần này tiến vào số 31 cấm địa nhân số, tổng cộng là 23 người. Người áo đen nói, được rồi. Hắn nhấn một cái trong tay chồng chất màn hình, sau đó, mở ra sau lưng cửa sắt. Đón lấy, Tần Xuyên lại nói, các bạn học, ta nhắc nhở lần nữa một chút, cấm địa bên ngoài là chỉ cấm địa 100 cây số trong vòng. Không nên tiến vào 100 cây số bên ngoài trung bộ khu vực, nơi đó sẽ rất nguy hiểm. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tại khu vực bên ngoài sinh hoạt 7 ngày. Trong điện thoại di động của các ngươi, tất cả đều có được khẩn cấp ấn phím, nếu như gặp phải nguy hiểm liền tranh thủ thời gian ấn xuống, chúng ta sẽ cho người tại thời gian nhanh nhất đuổi tới các ngươi trước mặt. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, lên đường đi. Chúng đồng học đồng nói. Vâng, lão sư. Đón lấy, chúng học sinh cùng một chỗ hướng bên trong đi. Tần Xuyên cùng người áo đen thì là tỉnh tỉnh nhìn lấy bọn hắn rời đi thẳng đến tất cả mọi người đều tiến vào về sau, người áo đen mới mở miệng nói. Người nói lần này sẽ có người tiến vào cấp E sao? Tần Xuyên nói. Đương nhiên là có. Ồ. Người áo đen trên mặt nổi lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, cái kia sẽ có bao nhiêu người đâu? Tần Xuyên cười nói. Chỉ nói là quá không có ý nghĩa, bằng không, chúng ta tới cực chút gì, thế nào? Người áo đen nói. Ngươi đã bại bởi ta một vạn thế giới tệ, bây giờ còn chưa có cho ta. Tần Xuyên không thèm để ý nói một vạn thế giới tệ mà thôi, chúng ta lần này cực hai vạn thế giới tệ, chỉ cần ta thắng, ngươi liền chỉ cần cho ta một vạn thế giới tệ là được rồi. Người áo đen khóe miệng có chút co lại, nói. Lần trước nửa thiếu năm nghìn thế giới tệ thời điểm, ngươi cũng là nói như vậy. Tần Xuyên cười nói. Có sao? Không cần để ý những chi tiết này. Vậy liền nói xong, lần này cực hai vạn thế giới tệ, ta cực năm cái trở lên cấp E. Người áo đen hơi hơi kinh ngạc nói. Năm cái. Phải biết, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, một lớp tiếng vào cấm địa chỉ có một hai cái tiếng vào cấp E, năm cái cấp E, tuyệt đối thuộc về hiếm thấy. Tần xuyên nói, thế nào, dám cược sao? người áo đen cười nói, đã ngươi muốn đưa tiền cho ta, vậy ta như thế nào lại cự tuyệt đâu? đạp đạp đạp. trong rừng rậm, phản phất là một cái cự đại hầm băng. vừa đi vào, lúc trước khốc nhiệt trong nháy mắt biến mất, nhiệt độ phản phất lập tức giảm xuống mười mấy độ. làm một trận gió nhẹ thổi tới lúc thậm chí còn có người không khỏi đánh lên rùng mình. Chúng các bạn học, không ở hướng nhìn bốn phía, trong mắt tràn ngập tò mò, cũng không lúc phát ra một trận tiếng nghị luận. Đi tại tương đối dựa vào sau hạ tuyết, thì là chậm rãi lấy ra màn hình gặp màn, mở ra trực tiếp. Không thể không nói, bây giờ hạ tuyết, quả thực cũng có độ hot không kém. Vừa phát sóng không đầy một lát, người xem nhân số liền đạt đến 10 vạn. Rất nhiều mưa đạn, nếu như như nước chảy, không ngừng nhấp nhô. Chư thần hứa hẹn. Tiểu tuyết lại bắt đầu trực tiếp. Mọi người. Đây là ở nơi nào đâu? Rừng cây. Tiểu tuyết đây là tại du lịch sao? Đồ đần. Thật nhiều người a, à, trong lòng chờ lấy ta. Hoa. Ta nhìn thấy lâm phàm. Rất đẹp trai. Hạ tuyết nói khẽ. Mọi người tốt, thật cao hứng lại có thể cùng mọi người gặp mặt. Hôm nay, chúng ta giang bắt đại học đại nhị khai triển trong vòng một tuần cấm địa thăm dò. Hiện tại, lớp chúng ta tất cả mọi người chính là tại trong cấm địa, số 31 cấm địa trực tiếp ở giữa, mệt mỏi, cấm địa, trong truyền thuyết cấm địa, ăn xin, gian bắt đại học chính là ngưu bức, học sinh đều có thể tiến vào cấm địa, thời tiết thật là lạnh, ta mơ ước lớn nhất chính là đi cấm địa, tiêu giao một giấc chim bao, quả nhiên tốt đại học tài nguyên chính là tốt, thở máy, từ hôm nay trở đi làm một cái thích học tập người, đọc sách, làm bài tập, đọc thuộc lòng bài khóa, thần bí hoa tiểu tuyết vừa mới nói cái gì? Lớp chúng ta tất cả mọi người. Cho nên, Lâm Phàm hiện tại cùng tiểu tuyết là bạn học cùng lớp rồi. Ân điển. Lâm Phàm đây là vì truy tiểu tuyết, cố ý chuyển ban cùng tiểu tuyết làm đồng học sao? Trời ạ, à, ta phản phất đã thấy một bản 20 vạn chữ ngọt ngào tiểu thuyết tình yêu. Hạ tuyết nhìn đến đây, cả người đầu tiên là sửng sốt một chút. Lâm Phàm cố ý chuyển ban cùng mình làm đồng học. Là. Là. Như vậy sao? Nếu không, hắn vì sao lại đến trong lớp mình? Nếu không, hắn vì sao lại làm mình ngồi cùng bàn? Còn có, vừa mới tại trên xe buýt, hắn cũng là ngồi ở bên cạnh mình. Hắn, thật là đang đuổi mình sao? Nghĩ tới đây, Hà Tuyết cả gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Nàng lặng lẽ nâng lên đầu, mắt nhìn Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm cũng vừa tốt nhìn lại. Tứ phía đối mặt. Xoạt. Trong chốc lát, Hà Tuyết cả khuôn mặt giống như là đun sôi tôm hùng, vội vàng đem đầu chuyển đến một bên. Đảo mắt, đi qua 2 giờ. Ban sơ thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy trong rừng rậm lạnh quá. Nhưng, lúc này, lại tất cả đều mồ hôi đầm đìa. Thật sự là, rừng rậm đường quá mức khó đi. Lại thêm mỗi người đằng sau còn đeo một cái túi lớn, cái này phi thường tiêu hao thể lực. Lạch cạch. Một cây lùng nam tử, một cái sơ sảy đạp phải trên tảng đá, cả người trực tiếp hướng trên mặt đất ngã xuống. Bên cạnh mặt tròn nam tử, tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ hắn, cái này mới không có để hắn ngã sắp xuống. Dù là như thế, gây lùng nam tử cũng dọa đến bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng đối mặt tròn nam tử nói. Cảm ơn ngươi, Lý Đông Cường. Lời vừa nói ra, Lý Đông Cường trong đầu vang lên một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ngài, thu hoạch được một viên cảm tạ tệ. Có thể dùng tại rút thưởng. Rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ngài, tăng trưởng 5 cân lực lượng. Lập tức, Lý Đông Cường cảm giác cả người trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Lực lượng tăng trưởng. Lý Đông Cường trong lòng kích động nói. Đây là trong truyền thuyết hệ thống sao? Cảm tạ liền có thể lấy được đến cảm tạ tệ, sau đó, thu hoạch được lực lượng. Ta đơn giản chính là trong truyền thuyết nhân vật chính. Tiếp tục như vậy, ta nên mạnh bao nhiêu? Hắn cao hứng một đôi mắt, trực tiếp biến thành một đường nhỏ, liên tục khoát tay nói. Không khách khí, việc nhỏ mà thôi. Nhưng, rất nhanh, Lý Đông Cường lại nói. Kỳ thật, ngươi nhiều cảm tạ một chút, cũng không có quan hệ. Gầy lùng nam tử không khỏi hơi sững sờ. Nhiều cảm tạ một chút. Cái quỷ gì? Hắn nhìn xem Lý Đông Cường chăm chú nhìn xem nét mặt của mình, không khỏi lần nữa mở miệng nói. Cám. Cám ơn. Nhưng mà, lần này, Lý Đông Cường trong đầu cũng không có vang lên nửa thanh âm nhắc nhở. Điều này không khỏi làm Lý Đông Cường có chút rất nghi hoặc. Một màn này, tất cả đều xem ở cách đó không xa lâm phàm trong mắt. Lý Đông Cường lấy vì trong đầu của mình hệ thống thanh âm, không người nào có thể nghe được. Trong lòng mình, cũng không người biết được. Kỳ thật, đây hết thảy tất cả đều chạy không khỏi Lâm Phạm lỗ tai. Lâm Phạm trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ tò mò. Hệ thống. Cái này gọi Lý Đông Cường người, cũng có hệ thống. Ngàn năm sau, chẳng lẽ có rất nhiều hệ thống sao? Cảm tạ tệ, giống như thật thú vị bộ dáng A, Lý Đông Cường từ gầy lùng nam tử trên thân thu được một cái cảm tạ tệ về sau, phản phất là tìm được mạnh lên mật mã, trên đường đi, thời khắc tử quan sát kỹ các bạn học thân ảnh, một khi có người không cẩn thận trượt chân, hắn liền muốn lập tức tiến lên nâng. Nhưng mà, hơn nửa giờ đi qua, căn bản không ai lại bị trượt chân. Điều này không khỏi làm Lý Đông Cường có chút thất vọng. Lúc này, đi tại tương đối gần phía trước, mang theo viện bạc kính mắt, tên là Trương Phấn Nam Tử, nói. Thời gian không sai biệt lắm, ta đề nghị mọi người ngay ở chỗ này ăn cơm trưa, sau đó, nghỉ ngơi một chút, các ngươi cảm thấy thế nào? Trương Phấn là ban trưởng, hắn vốn là tại lớp học có nhất định uy tín. Lại thêm, chúng đồng học cũng xác thực đói bụng. Thế là, nhau nhau phụ họa. Được. Đúng, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ăn cái gì, ăn cái gì? Đương kim sinh hoạt, tuyệt đại đa số sự tình có thể giao cho mô phỏng sinh vật người máy hoàn thành. Mô phỏng sinh vật người máy có thể nấu nướng ra mỹ vị đồ ăn, có thể đem trong nhà quét dọn phi thường sạch sẽ, sạch sẽ. Thời gian dần trôi qua, rất nhiều người quen thuộc sạch sẽ, chỉnh tề hoàn cảnh thậm chí là xuất hiện bệnh thích sạch sẽ. Trước kia, chỉ cần trên ghế, có một chút điểm mấy thứ bẩn thiểu, một ít học sinh khả năng cũng sẽ không đi ngồi. Nhưng, lúc này, bọn hắn lại là trực tiếp ngồi ở không biết có bao nhiêu bụi đất nhánh cây, trên tảng đá. Có đôi khi, người không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là già mồm thôi. Trên đường đi, Lâm Phạm từ đầu đến cuối đi theo hạ tuyết bên cạnh. Bây giờ nghỉ ngơi, cũng giống như thế. Hắn đưa tay vương vào trong túi đeo lưng của mình, tự như là tại từ trong bọc cầm đồ vật trên thực tế. Hắn lại là ý niệm khẽ nhúc nhích, đem bên trong không gian bên trong đồ vật, bỏ vào trong tay. Đón lấy, một phần phần màu sắc diễm lệ mỹ thực, bị Lâm Phàm từng cái bưng ra. Lâm Phàm nói. Hạ tuyết, ngươi bụng cũng đã đói đi, mau tới ăn đi. Để tôn khách sạn lúc ăn cơm, Lâm Phàm có cố ý quan sát qua hạ tuyết, biết nàng thích ăn cái gì. Quả nhiên, làm Lâm Phàm xuất ra thức ăn ngon thời điểm, hạ tuyết con mắt đều có chút na bất khai. Nàng phản phất là hồi tưởng lại những thức ăn này mỹ vị, Kìm lòng không được nuốt lên ngụm nước TS. Hai chương hợp nhất chương Ăn Tết quá nhiều chuyện, có chút mộng Bây giờ tại cố gắng điều chỉnh kịch bản Chương 599 chương chờ mông, thịt nướng Nguồn Mê truyện audio.com Rốt cục, Hà Tuyết vẫn là nhận lấy mỹ thực Cũng hướng bỏ vào trong miệng đi Miệng đầy thơm ngát, vô cùng thỏa mãn Ngồi tại cách đó không xa các bạn học Tự hồ là ngửi thấy mùi thơm nhau nhau hướng Hà Tuyết bên này nhìn lại Rất nhanh tất cả mọi người con mắt cũng có chút na bất khai nguyên bản bọn hắn ăn trong tay mình dịch dinh dưỡng lương khô bánh mì còn cảm thấy hương vị rất không tệ nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy tuyệt không thơm trực tiếp ở giữa thằng nhóc ngốc nghếch người với người khác biệt thật sự là lớn a người nào mới gặp nguyệt các bạn học con mắt đều có chút đỏ lên ăn mày có bạn trai chính là tốt trong lòng hoa đột nhiên lại nghĩ yêu đương Hạ Tuyết vừa ăn xong một phần mỹ thực, tùy ý mắt nhìn trực tiếp ở giữa, cả gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh. "Bạn trai?" Nàng lặng lẽ mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó, lại vội vàng đem đầu thấp xuống. Nghỉ ngơi tại chỗ ước chừng 20 phút sau, chúng đồng học đứng dậy, lần nữa bước lên tiếng lên con đường. Trên đường đi, tất cả đều là cao lớn cây cối, đã lẫm chậm tảng đá. T. Lúc này, một đầu xanh biết trường xà đột nhiên từ trên cây rớt xuống, trực tiếp rơi vào một vị cuộn lại tóc nữ nhân trên người nữ nhân kinh hoảng kêu to. Cứu mạng A. À. Lý Đông Cường phản ứng cực nhanh, tiến lên một thanh nắm trường xà bảy tất. Sau đó, rút ra chủy thủ bên hông, trực tiếp chém xuống. Lạch cạch. Máu tươi chảy ra, đầu rắn rơi xuống đất. Lý Đông Cường vốn là ủng có không tệ thân thủ, lại thêm lúc trước lại đạt được 5 cân lực lượng. Bắt trắng, trảm trắng, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Cuộn lại tóc nữ nhân, cả người tại nguyên chỗ cứng một hồi lâu. Hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn lại, nói lên từ đáy lòng tạ ơn, Lý Đông Cường, cảm ơn ngươi. Nàng đang khi nói chuyện, một đôi mắt đều mơ hồ có hơi nước lắc lư. Hiển nhiên, nàng đúng là bị hù dọa. Lý Đông Cường mặt tươi cười nói. Đúng đúng, nói tạ ơn là được, tốt nhất nhiều lời mấy lần. Bởi vì, trong đầu của hắn, vang lên một trận thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ngài, thu hoạch được hai cái cảm tạ tệ, có thể dùng tại rút thưởng. Hai cái cảm tạ tệ. Đúng. Nàng nói hai lần tạ ơn trước đây không lâu, Lý Đông Cường đã dùng cảm tạ tệ thu được 5 cân lực lượng, tự nhiên đối tạ ơn càng nhiều càng tốt. Nguyên bản, còn vô cùng sợ hãi cùng cảm kích nữ nhân, cười khúc khích. Lúc trước sợ hãi cùng cảm kích, tất cả đều làm giảm bớt rất nhiều. Tạ ơn. Nữ nhân nói. Nhưng mà, lần này Lý Đông Cường cũng không có lấy được đến cảm tạ tệ. Điều này không khỏi làm Lý Đông Cường có chút thất vọng. Đón lấy, hắn đem lực chú ý đặt ở cảm tạ tệ bên trên. Sử dụng. Đinh thật đáng tiếc, ngươi không có thu hoạch được bất kỳ vật gì. Lý Đông Cường khóe miệng có chút co rúng, hợp lấy cảm tạ tệ cũng có tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Đinh. Chúc mừng ngài, thu hoạch được 3 cân lực lượng. 3 cân lực lượng. Mặc dù sau 5 cân ít, nhưng cũng không tệ. Lý Đông Cường trên mặt lại tăng thêm một vòng tiếu dung. Ban trưởng Trương Phấn nhắc nhở. Trong cấm địa có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, mảnh thú, thậm chí còn có thể có dị thú, mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Chúng đồng học tiếp tục tiến lên. Lý Đông Cường ngoài trừ tại chú ý các bạn học sẽ có hay không có người ngã sắp xuống, đồng thời, còn tại chú ý nơi nào sẽ không lại đột nhiên toát ra cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến. Cơ hội, vĩnh viễn là lưu cho người có chuẩn bị. Sau đó trong một đoạn thời gian, thật đúng là xuất hiện hai con bung bờ, cùng một con rắn. Những thứ này, tất cả đều bị Lý Đông Cường giải quyết. Lý Đông Cường cũng bởi vậy, thu được bốn người cảm tạ, cũng thành công đạt được bốn mai cảm tạ tệ. Cái này bốn mai cảm tạ tệ, để Lý Đông Cường tăng lên 12 cân lực lượng. Nói cách khác, vẹn vẹn một ngày thời gian, Lý Đông Cường lực lượng liền trọn vẹn tăng trưởng 20 cân. Cho dù là trong rừng rậm đi cả ngày, Lý Đông Cường tinh lực vẫn như cũ vô cùng dồi dào. Mặt trời chiều ngã về Tây, đem xa tới bầu trời nhiễm một mảnh đỏ tươi, sáng chói. Ban trưởng Trương Phấn nói, cấm địa ban đêm không an toàn, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lúc này, tất cả mọi người đã sớm mỏi mệt không dứt nhau nhau trực tiếp ngồi xuống đồng phát ra một trận cảm thán âm thanh mệt mỏi quá a à? ta chân đều có chút mềm nhũng chân của ta đã bọc khí ai còn có sáu ngày ban sơ thời điểm tất cả mọi người thỏa thuê mãn nguyện muốn tại trong cấm địa tìm được trong truyền thuyết bảo vật từ đó để cho mình nhất phi trùng thiên nhưng một ngày thời gian trôi qua về sau bọn hắn đã không có ông hy vọng gì chúng đồng học bên cạnh phàn nàn vừa lấy ra nước và thức ăn bổ sung thể lực mà Lâm Phàm thì như giữa trưa, lần nữa lấy ra một phần phần sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Hạ Tuyết, đến ăn cái gì đi? Lâm Phàm nói, ngàn năm trước, Hạ Tuyết cùng Hạ Băng mỗi lần gặp gỡ, đều muốn vì Lâm Phàm chuẩn bị nhịp đập. Ngàn năm sau, thì biến thành Lâm Phàm vì Hạ Tuyết chuẩn bị mỹ thực. Hạ Tuyết nghe được những thứ này mỹ thực, bụng lập tức phát ra một trận lẩm bẩm thanh âm. Nàng kìm lòng không được nói. Được. Tốt. Mỹ thực vào trong bụng, nàng cảm giác toàn thân mỏi mệt, cũng rất giống tiêu tán rất nhiều cảm giác. Không. Hoặc là nói, đây là sự thật. Bởi vì, Lâm Phàm tại Hạ Tuyết ăn cái gì thời điểm, đã lặng lẽ vì nàng thâu nhập sinh mệnh chi năng. Hạ Tuyết ăn no nê về sau, cả gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là thỏa mãn chi sắc. Một vị giữ lại bản thốn đầu, tên là Trịnh Thông Nam Tử, hơi nghi hoặc một chút nói. Lâm Phàm ngươi mang những cái kia đồ ăn, sợ là ăn không được mấy trận, đằng sau mấy ngày nên làm cái gì. Xoa. Lúc này, một con ước chừng dài một mét đại điểu, vừa lúc từ ngọn cây bay qua. Lạch cạch. Đón lấy, đại điểu tự như là bay mệt mỏi, lại hình như là đột nhiên bệnh tim phát tác, thẳng tắp từ không trung rơi rơi xuống, phát ra một trận trầm muộn thanh âm, liền triệt để không có âm thanh. Lâm Phạm xoay người nhặt lên đại điểu, nói. Giống như không quá dùng lo lắng phía sau đồ ăn. Bản thốn đầu nam tử lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Hắn kìm lòng không được ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, tự hồ là muốn nhìn một chút mình có thể hay không cũng nhặt một con chim đáng tiếc, hắn căn bản không có dạng này hảo vận. Trời, dần dần đen lại. Chúng đồng học nhau nhau xuất ra túi ngủ, tìm kiếm vị trí thích hợp đi ngủ. Các ngươi nói, ban đêm sẽ có hay không có trắng a? À? Nếu là đột nhiên có gì thú nên làm cái gì? Ứng. Ừ. Hẳn là sẽ không đi. Đám người càng nói càng lo lắng, còn mắt không ở hướng nhìn bốn phía. Ban trưởng Trương Phấn nói. Chúng ta thay phiên trực ban đi, ba người một tổ, từ 12 ấn mở bắt đầu trực ban, giá trị 4 giờ, sau đó lại đổi một cái khác tổ, mọi người cảm thấy thế nào? Đám người nói nghe, nhào nhào gật đầu đồng ý xuống tới. Trực ban, đây quả thật là có thể khiến người ta an tâm không ít. Trương Phấn nói. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Để cho công bằng, ta dùng ngẫu nhiên phương thức tiến hành sắp chữ. Đóng lấy, hắn trực tiếp lấy ra chồng chất màn hình, cũng ở trước mặt tất cả mọi người tiến hành ngẫu nhiên sắp xếp. Rất nhanh, danh sách xuất hiện. Buổi chiều đầu tiên, thượng Lâm Phàm, Hạ Tuyết, Lý Đông Cường. Buổi chiều đầu tiên, Hạ. Trương Phấn, Lưu Chí Hạo, Tống Lệ. Thứ hai muộn, Thượng. Đêm, dần dần sâu. Đương kim thế giới, có rất nhiều vô số giải trí hạng mục. Nói như vậy, 12 điểm đi ngủ đã là rất sớm. Bất quá, hôm nay, rất nhiều người đều sớm tiến vào túi ngủ bên trong. Thậm chí, rất nhanh ngáy lên. Đối bọn hắn tới nói, hôm nay thực sự quá mệt mỏi. Rầm rầm. Lâm Phàm, Hạ Tuyết, Lý Đông Cường ngồi vây quanh tại trước đóng lửa, uống vào trà nóng, cà phê, cũng là hài lòng. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, một trận nói chuyện phím xuống tới, rất nhanh liền quen thuộc. Lúc này, Lý Đông Cường đột nhiên thấy được thả ở bên cạnh đại điểu, không khỏi mở miệng hỏi. Lâm Phàm ngươi cái này đại điểu chuẩn bị làm thế nào đâu? Thịt nướng đi. Lâm Phàm nói, thịt nướng. Cũng không tệ, đáng tiếc, chúng ta không có gia vị, nếu không, phí chúng ta trực ban, một bên ăn thịt nướng, khẳng định rất không tệ. Lý Đông Cường nói, Hạ Tuyết nói. Cũng không biết có người hay không mang theo gia vị. Đang khi nói chuyện, nàng hướng phía từng cái túi ngủ trước ba lô nhìn sang. Hiển nhiên, nàng đây là muốn tìm tìm gia vị. Lâm Phàm cười nói, "Ta mang theo gia vị, trải qua ngàn năm tích lũy cùng đoạt được. Bây giờ Lâm Phàm bên trong không gian thể tích đã đạt đến trên trăm vạn lập mờ." Hai ngày trước trong lúc rảnh rỗi lúc, Lâm Phàm đem các nhu cầu vật phẩm, tất cả đều mua rất nhiều bỏ vào bên trong không gian. Chỉ gặp Lâm Phàm đưa tay bỏ vào trong ba lô, tự hồ là đang tìm kiếm gia vị. Trên thực tế, hắn lại là ý niệm khẽ nhúc nhích, đủ loại gia vị, liền tất cả đều từ trong không gian xuất hiện ở trong tay hắn. Cộc cộc cộc. Lâm Phàm đem một bình lại một bình gia vị lấy ra, thả trên mặt đất. Lý Đông Cường kích động nói. Ta xem một chút, dùng ăn dầu, hồ tiêu, tê dại tiêu, quả ớt mặt. Lâm Phàm, ngươi đây cũng quá đầy đủ hết. Tốt. Dứt lời, hắn nhìn không được giơ ngón tay cái lên lý đông cường tiếp tục nói gia vị đầy đủ lâm phàm nhìn đi ta tới cấp cho ngươi bộc lộ tài năng đón lấy hắn nhanh chóng trừ bỏ lông chim đây là một cái khá lớn công trình dù sao lông chim thực sự nhiều lắm lý đông cường nói đáng tiếc bên này không có hồ nước bằng không đốt điểm nước nóng liền dễ dàng nhổ lông chim lâm phàm nói ta tới đi bởi vì hắn nhìn ra hạ tuyết đối thịt chim nướng vô cùng chờ mong nếu như tùy ý lý đông cường chậm rãi đi nhổ lông sau đó sẽ chậm chậm đồ nướng chỉ sợ hôm nay hạ tuyết đều không kịp ăn thịt nướng chỉ gặp lâm phạm lấy ra một thanh dao gọt trái cây theo tay khẽ vung rầm rầm từng sợi lông chim như là bạch tuyết nhao nhao hạ lạc chỉ là mười mấy giây cả con chim lớn liền trở nên trụi lũi lý đông cường lần nữa giơ ngón tay cái lên nói ngoà tao cái này nhổ tốt quá ngưu bức Lâm Phàm, nhà ngươi sẽ không phải là bán thịt gà a? À? Bán thịt gà? Thế giới thủ phủ bán thịt gà, ngàn năm qua tồn tại vĩ đại nhất bán thịt gà. Lời này nếu là bị một chút người biết chuyện nghe được, không biết sẽ là cảm tưởng gì. Lâm Phàm cười nói, nhà ta không có bán thịt gà, bất quá, ta trước kia thường xuyên ăn cái này, làm nhiều rồi, liền có kinh nghiệm. Lời này, Lâm Phàm cũng không có nói lung tung. Ngàn năm trước, hắn tại trong cấm địa thời điểm, xác thực thường xuyên ăn, làm cũng coi như tương đối nhiều đón lấy lâm phàm cầm lấy bên cạnh so sánh thô nhánh cây từ đại điểu bụng một chuỗi mà qua sau đó khi thì soát dầu khi thì vẫy gia vị không bao lâu đại điểu bề ngoài bắt đầu trở nên kim hoàng giọt giọt mập dầu chậm rãi nhỏ xuống cũng tản mát ra vô cùng mê người mùi thơm lộc cộc lộc cộc ngồi tại bên cạnh đống lửa hạ tuyết cùng lý đông cường hai ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn đại điểu cũng nhịn không được nuốt lên ngụm nước trên thực tế không chỉ là bọn hắn tại nuốt nước miếng đang ngồi ở trước màn hình, yên lặng nhìn trực tiếp khán giả, đồng dạng nuốt lên ngụm nước. Nho nhỏ họa sĩ. Cách màn hình ta, giống như đều ngửi thấy mùi thơm. Thời gian như nước. Như thế lớn chim, hương vị nhất định rất không tệ. Người thần bí. Nhiều như vậy dầu, tất cả đều nhỏ giọt trên mặt đất, thực sự là. Quá lãng phí. Nước sôi để nguội. Đây không phải cấm địa trực tiếp sao? Làm sao lại biến thành đêm khuya phóng độc? Khoái khách, vừa nằm xuống, nhìn thấy cái này màn hình về sau, đột nhiên cảm thấy thật đói. Ai có thể nói cho ta, chỗ nào có thể ăn vào cùng khoản thịt nướng? Tùy duyên. Lâm Phàm có thể làm cho đế tôn khách sạn giám đốc cẩn thận phục thị, để duyệt sắc tuyết trà nhân viên tự mình đưa trà, dài lại cao lại đẹp trai, hiện tại, lại còn sẽ thịt nướng. Hoàng Mỹ Nam Thần, nhất định chính là chỉ Lâm Phàm Trong lòng ta, lão công ta nếu có Lâm Phàm một phần mười tốt, vậy liền Hoàng Mỹ. Trên đời không việc khó, bạn trai ta nếu có lâm phàm một phần trăm tốt cái kia là được rồi lâm phàm còn không biết từ giờ trở đi hắn dần dần thành một loại tính toán đơn vị tức mấy phần một trong lâm phàm là vì một hợp cách bạn trai hoặc là lão công t lâm phàm dùng dao gọt trái cây nhẹ nhàng phá vỡ đại điểu da lộ ra bên trong tươi non chất thịt mùi thơm mê người càng thêm nồng nặc lâm phàm gật đầu nói có thể ăn đón lấy hắn cắt khối tiếp theo thịt đưa cho hạ tuyết nói nếm thử nhìn vị nói sao dạng hạ tuyết đã sớm khó mà nhẫn nại ứng tiếng nói được rồi dứt lời nàng trực tiếp đem thịt nhét vào miệng bên trong bẹp bẹp lọc cộc, lọc cộc thịt nướng vào trong bụng hạ tuyết một đôi mắt đẹp trong nháy mắt phát sáng lên tán thán nói ăn ngon bên cạnh lý đông cường cũng không đợi lâm phàm mở miệng nói thật sao vậy ta cũng nếm thử đón lấy hắn cầm lấy dao gọt trái cây cũng cắt một miếng thịt Lý Đông Cường căn bản không để ý tới thịt có bao nhiêu bỏng, vội vàng bỏ vào trong miệng. Bẹp, bẹp. Lọc cọc, lọc cọc. Rất nhanh, Lý Đông Cường kích động nói. Ăn quá ngon. Thuần thục, trong tay hắn thịt, liền bị ăn sạch sẽ. Thế là, hắn lại bận biểu cắt một khối thịt lớn. Lâm Phàm cũng đi theo lại cắt một miếng thịt, đưa cho Hà Tuyết, nói. Đừng có gấp, còn có rất nhiều. Ăn ngon. Lý Đông Cường lần nữa tán thưởng. Có lẽ, là bọn hắn ăn cơm thanh âm quá lớn nhào nhào đến ngủ đồng học có lẽ là nướng mùi thịt quá mức nồng đậm đem ngủ đồng học từ trong mộng kéo lại ngủ ở dựa vào vị trí trung tâm tóc dài mỹ nữ chậm rãi mở mắt nàng dùng sức hít hít cái mũi nhỏ nỉ non một câu mùi vị gì thơm quá a à? đang khi nói chuyện nàng chậm rãi ngồi dậy cũng quay người hướng phía mùi thơm phương hướng nhìn sang rất nhanh tóc dài mỹ nữ ánh mắt rơi vào trên đống lửa thịt nướng bên trên thịt nướng tóc dài mỹ nữ kinh ngạc nói nàng không khỏi nuốt ngụm nước miếng đứng dậy hướng phía trước dạo bước đi tới Sang sạc người đầu tiên tỉnh rất nhanh liền có người thứ hai người thứ ba không bao lâu tất cả mọi người đều từ túi ngủ bên trong leo ra nhào nhào đi tới đống lửa chung quanh ánh mắt sáng rực nhìn xem trên đống lửa màu sắc diễm lệ thịt nướng không ở nuốt lên ngụm nước ts cái khác nữ chính chẳng mấy chốc sẽ viết toàn đều còn tại bao quát năm chính người nhà cũng tất cả đều tại chương 600 chương ngẫu nhiên gặp, không cần đánh nữa. Nguồn Mê truyện audio com Thời gian dần trôi qua Hiện trường có phi thường quá dị hình tượng Trời tối người yên rạng sáng Một đoàn mặc đồ ngủ, khuôn mặt buồn ngủ người Tất cả đều con mắt không nháy một cái nhìn chầm chầm đóng lửa Hà Tuyết vừa nuốt khối tiếp theo thịt Tự hồ là cũng cảm thấy dị thường Không khỏi chậm rãi xoay người sang chỗ khác Sau một khắc, Hà Tuyết cả người đều ngây ngẩn cả người Nàng có chút nói lắp nói, ngươi. Các ngươi làm sao tỉnh? Cuộn lại tóc nữ nhân không có trả lời, ngược lại hỏi. Hạ tuyết, các ngươi đây là? Đang làm gì đâu? Sau khi nói xong, nàng còn nhìn không được nuốt ngụm nước miếng. Hạ tuyết nói. Chúng ta. Đang nướng thịt. Cuộn lại tóc nữ nhân hỏi lần nữa. Ăn ngon không? Ăn ngon. Hạ tuyết lần trả lời này, vô cùng khẳng định. Lộc cộc. Tất cả mọi người cũng nhìn không được nuốt lên ngụm nước hạ tuyết tự hồ là cảm thấy được các bạn học muốn ăn thịt nướng vừa muốn mời bọn hắn cùng một chỗ ăn nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được những thứ này thịt nướng căn bản không thuộc về nàng thế là hạ tuyết lại quay đầu nhìn về phía lâm phàm lâm phàm cười nói nơi này còn có rất nhiều thịt nướng mọi người ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi chúng đồng học nói nghe con mắt toàn đều đi theo phát sáng lên vậy chúng ta liền không khách khí đa tạ tạ ơn tất cả học sinh bước nhanh về phía trước cắt khối tiếp theo thịt nướng, nhanh chóng nhét vào miệng bên trong. Miệng đầy mập dầu, tán thưởng không ngừng. Ăn quá ngon. Ăn ngon. Ta còn từ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thịt nướng. Ngữ khí của bọn hắn, không có một tia làm ra vẻ, hoặc là nói là biểu lộ cảm xúc. Cái này cũng bình thường. Bọn hắn đuổi đến một ngày đường, trong bụng căn bản cũng không có cái gì chất béo. Mà Lâm Phàm tại ngàn năm trước liền có được chuyên nghiệp cấp nấu nướng kỹ thuật. Cái này thời gian ngàn năm, các phương diện năng lực lại lấy được lâu dài phát triển. hắn tự mình đồ nướng, chỗ nào lại sẽ không thể ăn đâu. trực tiếp ở giữa. phong vân tán nhân. cái này. cái này cũng ăn quá thơm. ai so với ai khác cao quý. ta cũng rất nhớ ăn a à, tiễn biệt. không được. ta muốn rời giường ăn thịt. thích lạc mùi con. nước miếng của ta đã chảy một gối đầu. chỉ là mấy phút thời gian, lớn như vậy thịt nướng liền đều bị đã ăn xong. ban trưởng trương phấn nói. Lâm Phàm, ngươi cái này thịt nướng làm quá tốt rồi, ta cảm thấy về sau hoàn toàn có thể trở thành tinh cấp đầu bếp. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới rất nhiều người phụ họa. Không sai. Có thể làm tinh cấp đầu bếp. Nghe nói tinh cấp đầu bếp tiền lương, mỗi tháng có thể cầm tới 5 vạn thế giới tệ trở lên. Một chút lợi hại tinh cấp đầu bếp, nhất là đẹp trai tinh cấp đầu bếp, thậm chí còn có thể chủ trì đầu bếp tiết mục. Lâm Phàm đẹp trai như vậy, nhất định cũng có thể. Chủ trì tiết mục. Vậy liền quá thần kỳ đám người ngươi một lời ta một câu trên mặt dần dần nhiều hơn một vòng hướng tới cùng vẻ hâm mộ cái này cũng bình thường dựa theo đương kim tiền tệ sức mua một vạn thế giới tệ ước chừng ngàn năm trước 10 vạn nguyên năm vạn thế giới tệ đó chính là năm mươi vạn nguyên tiền lương năm mươi vạn cho dù là đối gian bắc đại học tốt nghiệp tới nói cũng tuyệt đối là cực cao thu nhập bọn hắn nghĩ như vậy trực tiếp ở giữa đám người lại hoàn toàn không nghĩ như vậy chung mạc để lâm phạm làm tin cấp đầu bếp liệt diễm hồng nhan năm vạn thế giới tệ. Đây là có nhiều xem thường lâm phàm. Đại bàng. Bọn hắn căn bản không biết là tại cùng ai nói chuyện. Đảo mắt, đến ngày thứ hai. Điểm điểm ánh nắng xuyên thấu qua kẻ cây, như là sao trời, chiếu xuống lâm phàm, hạ tuyết, lý đông cường đám người trên mặt. Sư. Lúc này, một sợi gió nhẹ thổi tới, nhẹ phẩy qua đám người mặt bờ. Đám người tự hồ là có cảm giác, chậm rãi mở mắt. Tối hôm qua, tất cả mọi người ăn mỹ thực, lại thêm trong rừng rậm không khí so thành thị bên trong muốn tươi mát không ít, cái này liền khiến cho tất cả mọi người ngủ phi thường dễ chịu, thỏa mãn, có không tệ trạng thái tinh thần. Đám người đơn giản thu thập một chút về sau, lại lần nữa bước lên tiếng lên con đường. Sang sạc. Đi không bao lâu, nơi xa đột nhiên vang lên một trận tiếng vang. Ban trưởng trương phấn bận biểu thấp giọng quát nói. Phía trước giống như có cái gì, mọi người cẩn thận. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảnh giác. Dù sao, nơi này là cấm địa cứ việc chỉ là ngoại bộ khu vực, nhưng vẫn tồn tại như cũ rất nhiều nguy hiểm. Không bao lâu, vài bóng người thò đầu ra. Trương Tùng nhìn thấy là người về sau, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, cũng không có hoàn toàn yên lòng. Hắn mở miệng dò hỏi. Chúng ta là Giang Bắc Đại học 2011 ban học sinh, ta là 2011 ban ban trưởng, hôm nay từ trường học tổ chức tiến vào số 31 cấm địa thám hiểm, xin hỏi các ngươi là. Lúc này, có người sau lưng phát ra một trận tiếng gào vạn hào học trưởng. Trần Minh phó hội trưởng. Người đối diện, cũng tương tự đang quan sát Trương Tùng đám người. Bọn hắn nghe được Trương Tùng lời nói về sau, tất cả đều trở nên lạnh nhạt vô cùng. Mà đi ở trước nhất Trần Minh, con mắt càng hơi hơi sáng lên. Bởi vì, hắn thấy được hạ tuyết. Trần Minh cười nói. Nguyên lai là 2011 ban người A, à, chúng ta là trường học cán bộ hội học sinh, dựa theo trường học yêu cầu, tiến vào cấm địa làm việc. Ta là trường học học sinh hội phó hội trưởng Trần Minh lập tức hiện trường lập tức vang lên tiếng nghị luận cùng tiếng than thở nguyên lai là trường học học sinh hội phó hội trưởng phó hội trưởng lại còn có thể đến cấm địa làm việc thật sự là quá tuyệt vời sớm biết lúc trước liền gia nhập hội học sinh trần minh nghe đám người tán thưởng cùng ánh mắt hâm mộ khóe miệng không khỏi có chút dương lên vô cùng đắc ý hắn rất thích loại cảm giác này đón lấy trần minh lộ ra một cái tự nhận là anh tuấn khuôn mặt tươi cười đối hạ tuyết nói hạ tuyết trùng hợp như vậy chúng ta lại gặp mặt ngươi thích đến cấm địa sao? Chờ ngươi về sau thành bộ trưởng, ta cũng có thể mang ngươi tiến đến. Không thể không nói, Trần Minh quả thực là phi thường sẽ đem nắm lòng ngươi. Đầu tiên là ấm áp nói chuyện, làm ra thân sĩ bộ dáng. Sau đó, lại nói ra người bình thường không cách nào cự tuyệt lợi ích. Đổi một người, tuyệt đối rất dễ dàng bị đùa bẩn trống trong bàn tay. Nhưng, hạ tuyết lại không giống. Nàng có chút nhăn mày, đè nén trong lòng phiền chán, nói. Thật sao? Thế nhưng là, ta không thích hội học sinh, qua trận liền sẽ thối lui ra khỏi lớp chúng ta còn có mấy cái học sinh sẽ thành viên người đến lúc đó có thể cân nhắc để bọn hắn làm bộ trưởng sau đó dẫn bọn hắn đến cấm địa làm việc sau khi nói xong hà tuyết không khỏi lặng lẽ mắt nhìn lâm phàm gặp hắn cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì trong lòng mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra trần minh không khỏi kinh ngạc hắn không nghĩ tới hạ tuyết lại muốn rời khỏi hội học sinh rất nhanh hắn đem lực chú ý rơi vào hạ tuyết bên cạnh lâm phàm trên thân trần minh ánh mắt khẽ nhúc nhích trong lòng tự hồ có chút suy đoán. Có lẽ, chính là Lâm Phạm muốn cho Hạ Tuyết rời khỏi hội học sinh. Nghĩ tới đây, Trần Minh ánh mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Bất quá, trên mặt của hắn vẫn như cũ vô cùng ấm áp, nói. Hạ Tuyết, ngươi trước không nên gấp gáp rời khỏi hội học sinh, lại nhiều suy tính một chút đi. Đón lấy, Trần Minh lại nói. À, đây không phải Lâm Phạm đồng học sao? Trong giọng nói của hắn, mang theo một vòng nhàn nhạt kinh ngạc. Bộ dáng kia, phản phất thật là mới nhìn đến Lâm Phạm đồng dạng. Dừng một chút, Trần Minh lại nói, "Số 31 cấm địa không phải 2011 ban thăm dò địa phương sao?" Lâm Phàm Đồng học làm sao cũng tại a. Câu nói này không thể bảo là không có ý khác, bởi vì Trần Minh rất sớm đã nhìn qua Hạ Tuyết lớp học danh sách, căn bản cũng không có gọi Lâm Phàm người. Lâm Phàm không thuộc về 2011 ban, bây giờ lại cùng với Hạ Tuyết. Phải biết Giang Bắc Đại học hàng năm đều sẽ tổ chức học sinh tiến vào cấm địa thám hiểm, dùng cái này để các học sinh có cơ hội nắm giữ dị năng. Nhưng, bình thường tới nói, phần lớn là lấy ban làm đơn vị tiến vào cấm địa. Mặt khác, còn nghiêm lệnh cấm chỉ người khác lẫn vào cấm địa. Một khi phát hiện, lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Lâm Phạm buông lỏng nói. Bởi vì, ta ngay tại 2011 ban A. Lâm Phạm đồng học tại 2011 ban. Trần Minh trong thanh âm, tràn đầy không tín nhiệm, cũng hướng Trương Tùng ném ánh mắt hỏi thăm. Trương Tùng giải thích nói: Lâm Phàm là học kỳ này chuyển tới lớp chúng ta. Trần Minh trong lòng càng thêm âm lãnh. Chuyển đến Hạ Tuyết lớp, mà lại còn làm qua Hạ Tuyết bạn nhảy. Hiện tại Hạ Tuyết càng là bởi vì hắn muốn rời khỏi hội học sinh. Trần Minh càng là nghĩ, càng là phẫn quốc. Bất quá trên mặt của hắn lại là chất đầy tiếu dung, giật mình nói: Nguyên lai là dạng này, 2011 bang có được hạ băng trịnh tử thông các loại, rất nhiều hội học sinh làm việc, bọn hắn về sau đều có thể trở thành bộ trưởng, thậm chí là hội học sinh hội trưởng. Ta vẫn cảm thấy 2011 ban có được cực kỳ tốt người mới hoàn cảnh lớn lên, người cũng có thể gia nhập hội học sinh, có lẽ, cũng có cơ hội trở thành bộ trưởng, hội học sinh hội trưởng. Kể từ đó, về sau vô luận là tiến vào cấm địa, hoặc là tốt nghiệp tìm việc làm, tất cả đều sẽ đơn giản một chút. Hắn sau khi nói xong, không khỏi ngóc lên đầu, như là cao cao tại thượng lãnh đạo, tỉnh tỉnh chờ đợi thuộc mông ngựa nói như vậy, tuyệt đại đa số học sinh, hoặc là muốn tiến vào cấm địa, từ đó có lực lượng siêu việt thường nhân. Hoặc là suy nghĩ xong nghiệp tìm được công việc tốt, từ đó có tốt đẹp thu nhập. Trần Minh trực tiếp đem hai chỗ tốt tất cả đều ném ra ngoài, đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn. Đáng tiếc, hắn gặp phải người là Lâm Phàm Lâm Phàm nói, học sinh sẽ nhiều như thế chỗ tốt. Thế nhưng là, ta không gia nhập hội học sinh. Trần Minh nghe được nửa câu đầu lúc, trên mặt vẻ đắc ý, càng thêm nồng nặc hắn coi là Lâm Phạm lập tức liền muốn cho mình nịnh hót. Nhưng, Lâm Phạm nửa câu nói sau, lại là trực tiếp bắt hắn cho ế trụ. Nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi vì cái gì liền lại không gia nhập đâu. Trần Minh nhẹ ho khang một tiếng, nói. Cái này, ngươi cũng không cần nhanh như vậy cự tuyệt, nhiều suy tính một chút, không có chỗ xấu. Trực tiếp ở giữa. Tại nguyên rộng tiếng. Ha ha ha. Kém chút chết cười ta. Tầm bắn bên trong. Nghĩ không ra, Lâm Phạm còn có như thế hài hước một mặt hạnh phúc. Gia nhập học sinh có cơ hội tiến vào cấm địa. Sau đó, còn lại càng dễ tìm việc làm. Ui ui ui. Để tôn khách sạn vương gia hạch tâm thành viên, giống như có thể tiến vào số 23 cấm địa, vương gia gia chủ nhóm đều đối lâm phạm như vậy cung kính, hắn sẽ vào không được. Về phần công việc. Vương gia đối lâm phạm như vậy cung kính, việc sắc tuyết trà các công nhân viên còn tự thân cho hắn đưa trà sữa, hắn sẽ còn phát sầu công việc. Mười phần. Hội học sinh hội trưởng. Người không biết, còn tưởng rằng là cái nào châu châu trưởng đâu. Trần Minh tại Lâm Phạm trên thân kinh ngạc về sau, sau đó cùng ban trưởng Trương Tùng bắt đầu trò chuyện. Bây giờ, Trần Minh sự tình đã xử lý xong, khoảng chừng cũng không có việc gì. Mà tại cấm địa nhiều ở một lúc, nói không chừng còn có thể gặp được một chút cơ duyên. Mặt khác, lấy năng lực của mình, cùng đối cấm địa hiểu rõ, nếu như vận hành thỏa đáng, có lẽ có thể tại Hạ Tuyết trong lòng thành lập càng thêm thân ảnh cao lớn. Thế là, Trần Minh đưa ra cùng 2011 ban cùng một chỗ thám hiểm sự tình. Đối với cái này, Trương Tùng tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Bởi vì, theo Trương Tùng hiểu rõ, năm nay học sinh hội phó hội trưởng và hội trưởng đám người, tất cả đều hoặc có được vượt qua thường nhân lực lượng, hoặc cũng có không giống bình thường năng lực. Nói tóm lại, bọn hắn toàn thuộc về năng lực đặc thù người. Lại thêm, Trần Minh có thể đến số 31 cấm địa làm việc, nói rõ đối với nơi này hiểu rõ vô cùng. Từ hai cái này điểm tới nhìn, không chỉ có thể để 2011 ban đám người càng thêm an toàn, đồng thời, còn có thể thu được càng nhiều đến cấm ưu việt cơ hội quả nhiên, có Trần Minh đám người gia nhập, tất cả mọi người cảm giác an toàn đều được tăng lên. Bởi vì, chỉ là thời gian mấy tiếng, Trần Minh liền dẫn đầu phát hiện rắn độc, mặt khác, còn đuổi đi một đầu lợn rừng. Những cái kia suýt nữa bởi vậy thụ thương các học sinh, nhau nhau đối Trần Minh nói lời cảm tạ cùng tán thưởng. Thời gian dần trôi qua, Trần Minh mơ hồ biến thành 2011 ban nhất là chú một người. Trần Minh cái cầm thì là không ngừng dương lên, đối với các bạn học phản ứng, hắn vô cùng hưởng thụ cùng hài lòng có đôi khi, hắn còn thỉnh thoảng siêu hạ tuyết coi trọng vài lần. Có mấy lần, Trần Minh còn sinh ra một loại ảo giác, giống như hạ tuyết cũng thường xuyên hướng mình quan tới sùng bái ánh mắt. Điều này không khỏi làm Trần Minh càng thêm cao hứng, cũng đối lưu lại cùng 2011 ban đồng học cùng một chỗ thám hiểm quyết định, cảm thấy vô cùng may mắn. Hắn may mắn, có ít người thì là âm thầm cắn răng nghiến lợi bắt đầu. Đó chính là Lý Đông Cường. Dọc theo con đường này, Lý Đông Cường cũng giống như hôm qua, từ đầu đến cuối cũng đang chăm chú hoàn cảnh chung quanh hắn cũng phát hiện rắn độc cùng lợn rừng tung tích, chỉ bất quá, tốc độ phản ứng so Trần Minh chậm nửa nhịp. Cái này liền dẫn đến bị Trần Minh sớm giải quyết, từ đó để Trần Minh thu được rất nhiều cảm tạ âm thanh. Nguyên bản, những thứ này cảm tạ toàn đều thuộc về mình, mình liền sẽ có được rất nhiều cảm tạ tệ. Cảm tạ đại biểu cảm tạ tệ, cảm tạ tệ đại biểu thực lực. Hủy người thực lực, vậy liền đại biểu thu, đại thu. Một cái không phải 2011 ba người, lại chạy tới cùng mình kết thu. Lý Đông Cường trong lòng vô cùng phẫn quốc, màn đêm buông xuống. Chúng đồng học cùng giống như hôm qua, nhau nhau nằm ở túi ngủ bên trong. Lý Đông Cường, Lâm Phàm Hạ Tuyết hôm qua nửa đêm trước giá trị qua ban, hôm nay tự nhiên không cần trực ban. Trần Minh hôm nay mới gia nhập đồng hành, mà lại, miễn cưỡng cũng coi là khách nhân, đồng dạng cũng không cần trực ban. Bọn hắn cũng cùng tuyệt đại đa số đồng học, nằm ở túi ngủ bên trong. Úc Úc. Có lẽ, là ba ngày ăn đau bụng, Trần Minh Cương nằm xuống không bao lâu, bụng cũng có chút không thoải mái bắt đầu hắn chậm rãi đứng dậy, ông bụng, nhanh chóng hướng hắc ám trong rừng cây chạy tới. Lúc này, nguyên bản nhắm mắt lại, tự như là lâm vào ngủ say lý đông cường đột nhiên mở mắt. Sau đó, hướng phía Trần Minh tiến lên phương hướng, bước nhanh đi theo. Phanh phanh phanh. Không bao lâu, hắc ám trong rừng cây vang lên một trận trầm muộn gõ âm thanh, cùng trầm thấp trống lên một tiếng. Người nào? Không cần đánh nữa, đại tiện, ta muốn ngã ngồi đại tiện lên. Không cần đánh nữa. À. Xong thanh âm. Dần dần bình nghỉ. Rừng cây. Lâm vào yên tĩnh. Chương 600 linh một chương tâm địa thiện lương, tiếc núi. Nguồn. Mê truyện audio com Trực ban ba tên đồng học, tự hồ là nghe được thanh âm, nhào nhào quay người hướng trong rừng cây nhìn sang. Nhưng, lúc này chính vào rạng sáng, trong rừng cây một mảnh đen kịt, bọn hắn chỗ nào lại có thể trông thấy cái gì? Ba người liếc nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Một trận do dự về sau, mặc màu đen áo thun nam tử mở miệng nói chúng ta mau mau đến xem sao vẫn là xem một chút đi bên trái mặt ngăn chứa áo sơ mi nam tử chần chờ nói vậy chúng ta cẩn thận một chút bên phải mang theo viền bạc kính mắt nam tử nói thế là ba người rón rén chậm rãi hướng phía trước đi đến nhưng bọn hắn đi một hồi lâu nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào màu đen áo thun nam tử nói giống như không có gì gì thường a à. viền bạc kính mắt nam tử nói Thối quá, thứ gì? Đại tiện. Ngoà tao. Ai ở chỗ này kéo dài là xong. Mà lại, còn kéo khắp nơi đều là. Hoàn toàn tự như là tại đại tiện bên trong lăng một vòng. Đi, đi mau. Ngăn chứa áo sơ mi nam tử cố nén nôn mửa xúc động, kêu lên. So với lúc đến cẩn thận, cảnh giác, một bước ba nhìn. Trở về lúc, ba người có thể nói hoàn toàn là trăm mét bắn vọt, cấp thiết muốn phải dùng thời gian ngắn nhất trời đi. Lúc này, Trần Minh đang núp ở một cây đại thụ đằng sau, chờ đến ba người đi xa về sau, hắn mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn mắt nhìn trên tay màu vàng vật thể, không khỏi khô khốc một hồi quẹ, phẫn nộ nói. Tuyệt đối đừng để ta biết ngươi là ai. Đón lấy, Trần Minh mắt nhìn trên quần áo màu vàng vật thể, lại là khô khốc một hồi quẹ, nói. Ta trên người bây giờ tất cả đều là phân, tuyệt đối không thể để cho hạ tuyết trông thấy, hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian về thành bên trong tắm rửa thay quần áo. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng quay người hướng thăm lâm bên trong chạy tới. Một phương diện khác, Lý Đông Cường đã lặng yên về tới túi ngủ bên trong. Hắn thầm nghĩ. Đoạn người tiền đồ, như là giết người phụ mẫu. Ta chỉ là đánh hắn một trận, sau đó, để hắn dính hơi lớn liền, quả nhiên, ta còn là rất hiền lành, hắc hắc. Lý Đông Cường khóe miệng có chút dương lên, chậm rãi tiến vào trong mộng đẹp. Hắn cho là mình làm sự tình, vô cùng bí ẩn, không người biết được. Trên thực tế, đây hết thảy phát sinh sự tình, thậm chí là hắn suy nghĩ trong lòng, tất cả đều xem ở lâm phàm trong mắt. Lâm Phạm trong lòng cười nói. Cái này Lý Đông Cường, rất thú vị a à, ha ha ha. Lập tức, Lâm Phạm đối Lý Đông Cường hảo cảm, nhanh chóng tăng lên, Lý Đông Cường hiện tại còn không biết, phần này hảo cảm đến tột cùng sẽ cho tương lai mình mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đảo mắt, đến ngày thứ hai. Chúng đồng học từ túi ngủ bên trong đứng lên về sau, như là sáng sớm hôm qua, thần thái sáng láng. Bọn hắn qua lại chuyện phím, cũng không lúc phát ra một trận tiếng cười, lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Chúng ta 2011 ban vận khí thật tốt, lại còn gặp Trần Minh phó hội trưởng. Có Trần Minh phó hội trưởng dẫn đường, chúng ta lần này cắm địa chi hành khẳng định sẽ vô cùng an toàn, nói không chừng thật đúng là có thể có một ít thu hoạch. Mấy người một bên nói, một bên hướng Trần Minh túi ngủ nhìn lại. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền có chút rất nghi hoặc. A, à, Trần Minh phó hội trưởng đâu? Sớm như vậy liền rời giường sao? Ta rất dậy sớm giường liền không nhìn thấy Trần Minh phó hội trưởng. Thế nào? Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người phát ra không hiểu thanh âm. Đón lấy, có người đề nghị tổ chức đồng học đi tìm Trần Minh. Dù sao, tự dưng có người biến mất, tuyệt đối là một kiện đại sự. Huống chi, tin tức này người vẫn là học sinh hội phó hội trưởng. Lúc này, Lâm Phạm mở miệng nói: Không cần đi tìm. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lại. Lâm Phạm nói: Hắn đêm qua đã đi. Đang khi nói chuyện, hắn xuất hiện trước mặt một cái ba dê hình chiếu hình chiếu bên trong có một vô cùng chật vật nam tử chính là trần minh lúc này trần minh trên thân tất cả đều là màu vàng vật thể đón lấy hắn thấp giọng nói ta trên người bây giờ tất cả đều là phân tuyệt đối không thể để cho hạ tuyết trông thấy hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian về thành bên trong tắm rửa thay quần áo lời này rơi xuống toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều thân thể người run không ngừng cả khuôn mặt một mảnh đỏ lên đây là suýt nữa muốn cười ra tiếng biểu hiện trên thực tế, làm mọi người thấy Trần Minh trên người màu vàng vật thể lúc, trong lòng cũng có chút suy đoán. Nhưng, từ Trần Minh mình thừa nhận về sau, tình huống hiển nhiên lại có chỗ khác biệt. Lúc này, mặt ngăn chứa áo sơ mi nam tử, thấp giọng nói. Hôm qua, ta đã cảm thấy là có người dẫm lên đại tiện, nguyên lai like là Trần Minh. Theo thanh âm của hắn rơi xuống về sau, rốt cục phá vỡ bình tĩnh hiện trường. Ha ha ha. Toàn thân là đại tiện. Ha 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 ha. Trần Minh đây cũng quá không cẩn thận mấy người nhìn không được phá lên cười. Tiếng cười của bọn hắn, giống như là đốt lên hiện trường. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đều đi theo phá lên cười. Nửa ngày, ban trưởng Trương Tùng hắn giọng một cái, hắn cố gắng khắc chế muốn cười xúc động, nói. Cái này. Thời gian cũng không sớm, chúng ta liền tiếp tục đi đường đi. Không có Trần Minh. Lý Đông Cường buổi sáng dọn dẹp hai đầu rắn, thu được các bạn học bốn câu cảm tạ, từ đó có bốn cái cảm tạ tệ sau đó, dùng bốn cái cảm tạ tệ rút thưởng đạt được 15 cân lực lượng. Lý Đông Cường cảm thụ được thể nội tăng trưởng lực lượng, không khỏi cảm thấy đuổi đi Trần Minh tuyệt đối là phi thường chuyện chính xác. Đảo mắt, đi qua mấy ngày. Mấy ngày nay, Lý Đông Cường đuổi đi hai đầu lợn rừng, hai con rắn độc. Mặt khác, còn giúp ba tên nữ đồng học cổng qua bao, giúp một đồng học giá trị qua ban. Từ đó để hắn thu được 13 cái cảm tạ tệ. Cái này 13 cái cảm tạ tệ, chung để Lý Đông Cường tăng lên 40 cân lực lượng. Phía trước, vẫn như cũ là liên miên rừng cây. Chúng đồng học trên mặt toàn đều có chút đầy bụi đất, ngoại trừ hạ tuyết. Ngay cả hạ tuyết mình cũng cảm nhận được một vòng không hiểu. Vì cái gì tại trong cấm địa đi mấy ngày, mình hoàn toàn không có một chút trả rời, trên thân cũng không có một tia tro bụi. Loại cảm giác này, đơn giản tự như là vừa tới đến cấm địa đồng dạng. Nhưng, nàng lại không có vì vậy mà cảm thấy quá nhiều tâm hỷ, xinh đẹp trên mặt mang nhàn nhạt tiếc núi. Lâm Phàm cảm thấy điểm ấy, không khỏi hỏi. Hạ tuyết, có vẻ giống như có chút không vui là mệt nhọc sao? Hạ tuyết lắc đầu nói. Ta không mệt. Dừng một chút, lại nói. Chỉ là. Ta nghe nói trong cấm địa ủng có trở thành năng lực đặc thù người cơ hội, bây giờ cách ra cấm địa chỉ còn lại hai ngày, nhưng chúng ta còn không có gì đặc thù phát hiện, lần này sợ là lãng phí tiến vào cấm địa cơ hội. Sau khi nói xong, Hạ Tuyết âm thầm thở dài. Trở thành năng lực đặc thù người cơ hội. Lâm Phạm ánh mắt hơi động một chút. Chỉ gặp. Lâm Phạm hít một hơi thật sâu sau một khắc hiện trường bỗng nhiên xuất hiện một đạo gió lốc đón lấy mắt trần có thể thấy năng lượng màu trắng cấp tốc lao nhanh mà đến đem tất cả mọi người triệt để bao phủ trong đó hô hút hô hút cơ hồ là mỗi một lần hô hấp tất cả mọi người lực lượng liền sẽ bay nhanh tăng trưởng tăng trưởng đông 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 tất cả mọi người tim đập như trống chầu tràn đầy lực lượng mạnh mẽ ps bạn gái nhập viện rồi ta tại bệnh viện bồi hộ, mấy ngày nay đổi mới sẽ không quá ổn định. mặt khác, mượn cái này mấy ngày, ta sẽ hảo hảo chỉnh lý một chút tiếp xuống kịch bản. chương 602 chương tất cả đều có được năng lực đặc thù, ban đầu chi sương mù. nguồn: Mê truyện audio.com có người gân xanh không ngừng nhảy lên, cờ bắp tăng vọt. có đầu người đỉnh nước chảy tụ tập. có người quanh thân ánh lửa vần quanh. cái này tất cả đều là năng lực đặc thù người biến hóa. mà lại, theo thời gian trôi qua chúng đồng học trên người những biến hóa này càng thêm rõ ràng. Trong đó hạ tuyết biến hóa nhất là rõ rệt. Bởi vì, hạ tuyết phản phất có được hấp lực cường đại, điên cuồng hấp thu xương trắng. Thậm chí, tạo thành mấy cái mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy. Thời gian dần trôi qua. Hạ tuyết quanh thân bắn ra chói lọi kim sắc quang mang, tinh khiết, lóa mắt. Một lát sau, xương trắng tiêu tán. Chúng các bạn học, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đầu tiên là một trận mờ mịt. Ngay sau đó, chính là khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Có người tiện tay vung lên, tại trước mặt ngưng tụ ra mấy giọt giọt nước. Có người há mồm phun một cái, phun ra một sợi hỏa diễm. Có người vung ra một quyền, trước mặt đại thụ kịch liệt lay động. Thủy thuộc tính lực lượng. Hỏa thuộc tính lực lượng. Ta có khí lực thật là lớn. Ta có được năng lực đặc thù. Quá tốt rồi. Tất cả mọi người đều kích động kêu to, cũng như là tiểu băng hữu, giật nảy mình. Hạ tuyết càng là một thanh nhào vào lâm phàm trong ngực, hưng phấn nói ta trở thành năng lực đặc thù người nhưng rất nhanh nàng cả gương mặt xinh đẹp chính là một mảnh đỏ bừng vội vàng né tránh đến một bên lâm phàm nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng khóe miệng có chút nhất câu nghĩ không ra tụ tập một chút năng lượng còn có thể xảy ra chuyện như vậy trực tiếp ở giữa vô số mưa đạn không ngừng nhấp nhô thanh xuân không còn đến ngoà tàu vừa mới đến tột cùng thế nào vì cái gì tất cả đều có được năng lực đặc thù huy kiếm. Hỏa năng lực, nước năng lực, thổ năng lực, lực lượng. Ma ma. Ta cũng muốn đi cấm địa, ta cũng phải trở thành năng lực đặc thù người. Thời gian khách qua đường. Cầu vấn đại lão, cái kia xương trắng đến tột cùng là cái gì? Lòng dạ như biển. Ta muốn kiểm tra bên trên giang bắc đại học. Ta phải cố gắng học tập. Bằng hữu tìm ta chơi game, ta trực tiếp kéo hát bằng hữu. Mỹ nữ tìm ta xem phim, ta trực tiếp để nàng xéo đi. Tống. Tiểu tuyết. Ngươi có được năng lực gì? Hoàng Trung Hoàng Trời ạ, à, tiểu tuyết vậy mà ông Lâm Phạm, ta tuyệt không hâm mộ, chỉ là muốn nói, làm tốt lắm Mọi người tốt Mục tiêu của ta là Giang Bắc Đại học Ta cũng phải trở thành năng lực đặc thù người 2011 ban đám người, lần này tiến vào cấm địa mục đích Một là vì rèn luyện Hai là vì có được năng lực đặc thù Bây giờ, chúng đồng học đã tại cấm địa sinh sống mấy ngày, cũng coi như ăn một chút khổ, đạt được một chút rèn luyện càng là tất cả đều thu được năng lực đặc thù. Có thể nói, lần này cấm địa chuyến đi, triệt để viên mãn. Có lẽ, là thu được năng lực đặc thù nguyên nhân, trên mặt tất cả mọi người vẻ mệt mỏi, toàn đều biến mất không còn tâm tích. Hai ngày sau, chúng đồng học vừa đi, một bên nói chuyện phím, cũng không lúc thể nghiệm một chút mình năng lực đặc thù, không khí vô cùng nhẹ nhõm. Tuyệt đại đa số người trên mặt, thời khắc đều treo đầy tiếu dung. Ngoại trừ Lý Đông Cường. Lý Đông Cường đồng dạng hút vào xương trắng, đồng dạng thu được năng lực đặc thù. Thế nhưng là, tiếp xuống, hắn lại là không có cơ hội sẽ giúp đến bạn học. Không thể trợ giúp đồng học, cũng liền không cách nào lấy được đến cảm tạ tệ. Một tăng một ít, để trên mặt hắn hiện ra tức muốn cười, lại nghĩ tháng xoáng suýt biểu lộ. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một tuần cấm địa thám hiểm hạ màn Lúc này, chủ nhiệm lớp Tần Xuyên cùng người áo đen đang đứng tại cấm địa cửa chính nói chuyện phím. Tần Xuyên nói. Người nói lớp chúng ta sẽ có bao nhiêu người đạt tới cấp E đâu? Người áo đen cười nói. Hai người. Một người. Nói không chừng một cái cũng không có. Tần Xuyên hỏi. Chúng ta trước đó nói cực bao nhiêu tiền tới? Một trăm thế giới tệ. Vẫn là năm mươi thế giới tệ. Người áo đen kém chút không có cười đau sốc không? Nói. Là hai vạn thế giới tệ. Hai vạn. Tần Xuyên trực tiếp mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn vừa còn muốn nói gì? Sang sạc. Cách đó không xa trong rừng cây, đột nhiên có một chút thanh âm. Người áo đen nói. Trở về. Dừng một chút, lại nhắc nhở. Đổ ước, đừng nghĩ lại. Đón lấy, một đoàn học sinh dần dần hiện ra thân hình. Tần xuyên bận biểu thu hồi trong lòng phiền muộn, hướng các học sinh quét mắt một chút, gặp một cái cũng không có ít, đồng thời, tự hồ cũng không có bị thương gì, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù, Giang Bắc Đại học cho phép trong cấm địa tồn tại một chút thương vong. Nhưng, bất luận là lo lắng phiền phức, vẫn là đối học sinh quan tâm, Tần Xuyên đều không hy vọng sẽ xuất hiện loại chuyện này tại Tần Xuyên nhìn thấy chúng học sinh thời điểm. Các học sinh cũng đồng dạng thấy được hắn, cùng nhau tăng tốc bước chân, hướng Tần Xuyên chạy tới. Đón lấy, chúng học sinh nhau nhau hưng phấn kêu lớn lên. Lão sư, ta có được năng lực đặc thù. Lão sư, ta nắm giữ hỏa diễm năng lực. Ta có thể khống chế bùng đất. Ta có thể ngưng tụ nước. Chúng đồng học một bên gọi, một bên thi triển đối ứng năng lực. Lập tức, Tần Xuyên cùng người áo đen tất cả đều há to miệng, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc tình huống bình thường, như người áo đen nói tới, tối đa cũng liền tầm hai ba người có thể trở thành cấp E năng lực giả. Tần Xuyên nói năm cái trở lên, đây tuyệt đối là khó gặp tình huống. Về phần có bao nhiêu khó, đại khái 10 năm gần đây đến, cũng không có bất kỳ cái gì một cái lớp học xuất hiện qua. Bởi vậy, cho dù Tần Xuyên sớm đã thiếu người áo đen một vạn thế giới tệ, người áo đen vẫn như cũ đáp ứng cùng Tần Xuyên tiếp tục đánh cược. Dù sao, đưa mình hai vạn thế giới tệ, lấy không ngu sao mà không muốn. Kết quả, hiện tại là tình huống như thế nào? Toàn lớp tất cả mọi người đều trở thành năng lực đặc thù người. Thậm chí, bọn hắn còn mơ hồ có thể cảm giác được, trong đó một số nhỏ học sinh, còn không chỉ là đề đẳng nhất cấp e năng lực đặc thù người, mà là trở thành cấp D, thậm chí cấp C cái này. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Thật lâu, Tần Xuyên mới phản ứng được, nói lắp nói. A, à, còn Coi như không tệ. Coi như không tệ. Thế này sao lại là coi như không tệ có thể giải thích? Đơn giản chính là kỳ tích. Tần Xuyên hỏi các ngươi là như thế nào có được những thứ này năng lực đặc thù? Thế là, ban trưởng Trương Tùng đem đại khái trải qua nói một bên. Nhất lên đột nhiên xuất hiện sương trắng lúc, tần xuyên cùng người áo đen con ngươi cùng nhau co rụt lại, kinh ngạc nói. Ban đầu chi sương mù. Trương Tùng nghi hoặc hỏi. Lão sư, cái gì là ban đầu chi sương mù? Rất nhiều đồng học nhau nhau dựng lên lỗ tai, hiển nhiên, đối với cái này cũng tràn ngập tò mò. Tần Xuyên suy nghĩ một chút nói. Nghe nói, ngàn năm trước, vĩ nhân lâm phàm gặp một cái thần bí bi trắng bị vô cùng đáng sợ công kích từ đó bỏ mình tại chỗ cũng là vào lúc đó hoa hạ đại địa bên trên đột nhiên xuất hiện nồng đậm sương trắng chính là mảnh này sương trắng để rất nhiều người có được năng lực đặc thù thậm chí còn có truyền thuyết có hai người bởi vì hút vào rất nhiều sương trắng trở thành thần tiên nói đến đây tần xuyên trong mắt lộ ra nồng đậm hướng tới cùng vẻ sùng bái sau đó hắn mới tiếp tục nói loại này sương trắng được người xưng là ban đầu chi sương mù Chương 603 Chương Thảo Luận, Tra Hỏi Nguồn Mê Truyện Audio.com Ban đầu chi sương mù để rất nhiều người có được năng lực đặc thù, thậm chí, để cho hai người trở thành thần tiên. Chúng đồng học khắp khuôn mặt là hướng tới cùng vẻ kích động. Mình bây giờ cũng hút vào ban đầu chi sương mù, vậy mình có phải hay không cũng có cơ hội trở thành thần tiên. Muốn là vừa vặn nhiều hút một điểm liền tốt. Lâm Phàm Ta đột nhiên nhớ tới, ngươi cùng vĩ nhân cùng tên A. Lý Đông Cường nói, chung quanh mấy người cũng không nhìn được quan tới một vòng dị sắc. Bất quá, rất nhanh, biểu tình của tất cả mọi người lại khôi phục bình thường. Dù sao, Lâm Phạm cái tên này quá bình thường, toàn thế giới cùng tên người không có một vạn, cũng có tám ngàn. Cũng không thể trước mặt Lâm Phạm chính là ngàn năm trước vĩ nhân A, à, hiển nhiên, đó căn bản không có khả năng. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết mình cho là không có khả năng, vừa vặn chính là chân tướng của sự thật. Tần Xuyên hắn giọng một cái nói. Các ngươi một tuần cấm địa chuyến đi, như vậy kết thúc, hiện tại trước cửi lơ lửng xe buýt trở về Giang Bắc Đại học. Vâng, lão sư. Chúng đồng học cùng nhau ứng thanh. Oanh. Lơ lửng xe buýt phát ra một đạo nhẹ vang lên về sau, dọc theo uống lượng con đường, cấp tốc tiến lên. Tần Xuyên cùng người áo đen nhìn xem lơ lửng xe buýt triệt để đi xa về sau, qua lại liếc nhau một cái. Đón lấy, hai người hóa thành tàn ảnh, hướng phía cấm địa chỗ sâu đi nhanh mà đi. Ước chừng nửa giờ sau, hai người rốt cục đi tới sương trắng xuất hiện khu vực. Người áo đen nói, Năng lượng thật là tinh khiết. Hắn nhìn chung quanh một vòng, khẽ cau mày nói: "Thế nhưng là, không có đạo lý a, à, lòng đất sớm đã dò xét, cũng không tồn tại linh mạch, chung quanh cũng không có cái gì linh vật, cuối cùng là vì cái gì đây?" Tần Xuyên cũng hướng nhìn bốn phía. Bất quá, hắn nhưng không có như người áo đen khổ tư, mà là ha ha cười nói: "Nói không chừng là di động linh mạch, nói không chừng là trên trời rơi xuống linh khí." Thế giới này vốn là tồn tại rất nhiều chuyên không cách nào giải thích, quản nhiều như vậy làm gì? cái này. Đánh cược của chúng ta, tự như là 10 vạn thế giới tệ a. À? Tần Xuyên đang khi nói chuyện, không khỏi chà sát hai tay. Người áo đen tức giận nói. Cái gì 10 vạn thế giới tệ? Là hai vạn thế giới tệ. Tần Xuyên nói. Thật sao? Chỉ cực hai vạn. Người áo đen nhìn xem hắn ánh mắt hoài nghi, hận không thể cho hắn hai quyền. Ai vừa mới nghĩ đổi ý nói đúng cực 100 thế giới tệ, 50 thế giới tệ. À, hiện tại thắng, liền nói 10 vạn thế giới tệ. Tần Xuyên tự hồ là cảm thấy người áo đen ánh mắt bất thiện, khoát tay một cái nói: "Được thôi, được thôi, hai vạn thế giới tệ liền hai vạn thế giới tệ, chuyển khoản đi. Ngươi sẽ không phải giật nợ chứ?" Người áo đen không nói hai lời, trực tiếp xoay qua chỗ khác hai vạn thế giới tệ. Tần Xuyên cười nói: "Đa tạ." Sau khi nói xong, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng cấm địa bên ngoài mà đi. Lúc này, người áo đen đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu lên: "Tần Xuyên, ngươi còn thiếu ta một vạn thế giới tệ." nhưng mà, hiện trường nơi nào còn có cái gì Tần Xuyên thân ảnh? Người áo đen kêu lên. Tần Xuyên, đừng chạy. Dứt lời, cũng đi theo thả người hướng cấm địa bên ngoài chạy tới. 2011 ban tất cả mọi người trở thành năng lực đặc thù người tin tức, như là như cân lốc, rất nhanh truyền khắp cả tòa giang Bắc Đại học. Các ngươi nghe nói không? 2011 ban tất cả đều có được năng lực đặc thù. Đương nhiên nghe được. Mà lại, ta còn biết 2011 ban sở dĩ toàn bộ có được năng lực đặc thù, là bởi vì gặp thần tiên trong truyền thuyết. Gặp thần tiên? Thế nhưng là, ta làm sao nghe nói là bởi vì gặp linh quán? Làm sao có thể là linh quán? Cái kia là người khác tại mù truyền. Thế giới này linh quán cũng có một chút, thế nhưng là, người có nghe qua vừa gặp phải linh quán liền có được năng lực đặc thù sao? Không có chứ. Như thế. Cho nên a à, bọn hắn gặp thần tiên. Ban sơ thời điểm, giang bắt đại học chúng đồng học, tất cả đều là hâm mộ. Rất nhanh, liền bắt đầu thảo luận bọn hắn trở thành năng lực đặc thù người nguyên nhân. Có nói gặp được linh quán, có nói gặp được thần tiên, có nói gặp được linh quả. Các loại thuyết pháp tất cả đều có lý có cứ, giống như đúc. Bộ dáng kia, thật giống như bọn hắn tận mắt thấy chuyện phát sinh đồng dạng. Không thể không nói, người sức tưởng tượng cùng biên chuyện xưa năng lực, quả thực là phong phú vô cùng. Đón lấy, rất nhiều người bắt đầu hướng trường học sinh tiến vào số 31 cấm địa. Bởi vì, bất luận là nguyên nhân gì, đã 2011 ban tất cả mọi người có được năng lực đặc thù, nói không chừng mình cũng có thể đi. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là phí công thôi. Hôm nay, Trần Minh mặc vào một kiện áo sơ mi trắng. Mà hắn tại trong cấm địa quần áo, đã sớm bị hắn ném vào trong thùng rác. Trần Minh ngồi ở phía trên, nhẹ phẩm lấy trong tay trà xanh. Đạp đạp đạp. Lúc này, 2011 ban lưu uy chậm rãi đi tới. Khi hắn nhìn thấy Trần Minh thời điểm, tự hồ là lại hồi tưởng lại Trần Minh toàn thân là đại tiện hình tượng, có chút buồn cười trần minh gặp đây không khỏi khẽ nhíu mày nhưng hắn vẫn là trầm giọng nói lưu uy ngươi tại hội học sinh biểu hiện không tệ bây giờ lại trở thành năng lực đặc thù người tương lai là rất có hy vọng trở thành hội học sinh cao tầng lưu uy nói nghe nhịp tim không khỏi tăng nhanh nửa nhịp hắn đúng là trở thành năng lực đặc thù người nhưng chẳng qua là bình thường nhất lực lượng năng lực giả mà thôi đồng thời lực lượng của hắn cũng không có tăng trưởng quá nhiều kể từ đó trở thành hội học sinh cao tầng liền đối với hắn có được lớn lao lực hút. Lưu Uy kích động nói. Tạ Trần Hội Phó thưởng thức. Trần Minh trên mặt vẻ không hài lòng, chợt lóe lên. Trần Hội Phó. Nếu là đặt ở lúc trước, hắn trực tiếp liền để Lưu Uy xéo đi. Nhưng, bây giờ, hắn còn có chuyện cần muốn hiểu. Trần Minh từ đầu đến cuối giả trang ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Ta nghe nói, các ngươi 2011 ban tất cả mọi người có được năng lực đặc thù. Ngươi có thể nói cho ta, chuyện gì xảy ra sao? Thế là, Lưu Uy đem chuyện đã xảy ra, từ đầu tới đuôi nói một lần. Trần Minh không khỏi rơi vào trầm tư. Ban đầu chi sương mù. Hắn từng nghe qua cái tên này. Cái này chính là vẻn vẹn tồn tại ở truyền thuyết đồ vật. Nghĩ không ra, lại xuất hiện ở số 31 cấm địa. Nếu như, nếu như mình không có bị người ám toán. Như vậy, mình cũng có thể hút vào ban đầu chi sương mù, tăng lên năng lực đặc thù đẳng cấp. Ghê tẩm, ghê tẩm. Trần Minh nghĩ tới đây, không khỏi nắm chặt nắm đấm trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải cho đánh lén mình người, một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Còn có, cái kia. Lưu Uy lặng lẽ nhìn Trần Minh, có chút ấp úng bắt đầu. Trần Minh thẳng nhiên nói. Có chuyện nói thẳng là được, chúng ta cán bộ hội học sinh, không thích đem sự tình che che lấp lấp. Lưu Uy nói nghe, mở miệng nói. Là như vậy. Tại cấm địa thời điểm, Lâm Phàm trước mặt mọi người phát hình một đoạn 3 dây hình chiếu video, trong video. Nói đến đây, Lưu Uy lại lặng lẽ mắt nhìn Trần Minh lần này tiếp tục nói. Trong video, Trần Hội Phó Phi thường chật vật trốn ở sườn núi nhỏ đằng sau, mà lại, trên thân giống như. Còn có rất nhiều mấy thứ bẩn thiểu. Ông. Trần Minh đầu đột nhiên giống như là nổ tung đồng dạng. Trước mặt mọi người. Phát hình một đoạn ba d hình chiếu. Lâm Phàm, người muốn chết. Trần Minh lửa giận trong lòng phun trào. PS. Hôm nay bạn gái giải phẫu kết thúc, cuối tuần xuất viện, ta đang bồi hộ, cho nên không có thời gian gõ chữ mọi người thư hoang, có thể đọc ta hoàn thành sách. Siêu cấp hồng bao thần tiên bày. Chương 604 chương hỗ trợ, giải đáp đề mục. Nguồn. Mê truyện audio.com 2011 ban hơn 10 người, trong đó, thậm chí còn bao gồm hạ tuyết, cùng một chỗ thấy được toàn thân mình là đại tiện tràn cảnh. Trần Minh cơ hồ có thể tưởng tượng đến, tương lai mình đem lại nhận nhiều ít người chế dễu. Lưu uy tự hồ là cảm nhận được khác biệt không khí, không khỏi rùng mình một cái, trong lòng có chút khẩn trương nói, Trần Hội Phó, cái kia. Không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Trần Minh chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu. Lưu Huy cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng xoay người rời đi. Đón lấy, Trần Minh lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua một thông điện thoại. Gia Hoa Thúc, giúp ta giết người. Đảo mắt, chính là ngày thứ hai. Ngày đầu tiên khai giảng, Tần Xuyên chỉ là trên bục giảng tùy tiện nói mấy câu, liền bắt đầu trong vòng một tuần cấm địa chi hành. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói, đây là lâm phàm lần thứ nhất tại ngàn năm sau lên lớp lớp đầu tiên là thời sự khóa chủ yếu giảng giải đoạn thời gian gần nhất phát sinh đại sự lão sư đem nó hệ thống phân tích cùng giảng giải loại mô thức này cũng không tệ lắm để các học sinh không đến mức đọc chép sách học vẹt lớp thứ hai là cao số khóa mặc dù cao số tăng lên một chút công thức nhưng vẫn không có quá lớn tiến bộ lâm phàm nghe xong trong chốc lát không khỏi khẽ lắc đầu có vẻ hơi thất vọng dù sao cái này đã qua ngàn năm toán học làm cơ sở nhất ngành học, nhưng không có quá lớn phát triển, quả thực có chút đáng tiếc. Trạm trên bục giảng, mang theo viện bạc kính mắt lão sư, cũng không biết là chú ý tới Lâm Phàm biểu lộ. Còn là muốn tìm hiểu một chút bạn học mới toán học tình huống, mở miệng nói. Lâm Phàm ngươi dùng ta vừa giảng nội dung, giải đáp một chút đề thi này. Theo viện bạc kính mắt lão sư tiện tay một điểm, Lâm Phàm trên bàn học liền xuất hiện một đạo ba dây hình chiếu đề mục. Không thể không nói, có ba dây hình chiếu kỹ thuật, rất nhiều nơi xác thực càng thêm nhanh gọn bên cạnh hạ tuyết trong lòng có chút siết chặt có chút lo lắng mắt nhìn lâm phàm hiển nhiên nàng là sợ hãi lâm phàm không biết giải thích như thế nào đáp lâm phàm cười hướng nàng ném một cái an tâm ánh mắt sau đó ngón tay tại ba dây hình chiếu bên trên nhanh chóng sách viết Dây, giờ sơ ép ít, giờ sơ ép x lim ac lim bc lâm phàm căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ tùy tiện giải đáp ra hoàn chỉnh đáp án trạm trên bục giảng viện bạc kính mắt lão sư vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu nói lâm phàm ngươi giải đáp rất không tệ xem ra ngươi đã đem ta giảng giải nội dung tất cả đều hiểu rõ lâm phàm nói kỳ thật dạng này giải đáp có chút phiền phức còn có cái khác đơn giản hơn phép tính ồ viên bạc kính mắt lão sư nhiều hứng thú nói ngươi giải đáp cho ta xem một chút lâm phàm cũng không do dự trực tiếp cầm bút tại ba dây hình chiếu bên trên tiếp tục sách viết Dây, giờ sờ ép ít giờ sờ ban sơ thời điểm, viền bạc kính mắt lão sư biểu lộ phi thường bình thản. Trong lúc đó, còn uống một ngụm trà xanh. Nhưng, thời gian dần trôi qua, viền bạc kính mắt lão sư lông mày liền bắt đầu nhíu lại. Mãi cho đến Lâm Phàm dùng mới phương pháp giải đáp cả đạo đệ mắt về sau, lông mày của hắn cũng không có buông ra. Một lát sau, hắn mới nói. Người bước thứ năm biểu thức số học là trực tiếp dùng A Pháp A. Học tập khóa ngoại tri thức, cái này rất không tệ. Nhưng, A Pháp còn chưa được chứng minh, cho nên, không thể lấy ra trực tiếp xem như định lý, bởi vậy, ngươi đạo này phép tính, nghiêm chỉnh mà nói là sai lầm. Đương nhiên, ngươi cũng rất tốt, đáng giá cổ vũ, tiếp tục cố lên. Viện bạc kính mắt lão sư nói xong, hướng Lâm Phạm ném một cái ánh mắt tán thưởng. Lâm Phạm nói. A Pháp. A B. Đúng thế. Viện bạc kính mắt lão sư gật đầu nói. Bất quá, trên mặt của hắn lại là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Lâm Phạm giọng điệu này, chẳng lẽ hắn không biết A Pháp? vậy hắn vì sao lại trực tiếp dùng cái này công thức đâu? Kỳ quái. Lâm Phạm lẩm bẩm nói. Cái này công thức, còn không có được chứng minh đi ra không? Hắn khẽ lắc đầu, nâng bút tiếp tục tại ba dây hình chiếu thượng thư viết. A, B, C, D, Sina, Cos B. viên bạc kính mắt lão sư gặp Lâm Phạm lại tại viết biểu thức số học, không khỏi lại lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Nhưng, rất nhanh, hắn tự hồ là nghĩ đến cái gì? viên bạc kính mắt lão sư bận biểu xuất ra chồng chất màn hình, một trận lục soát sau một khắc, con người của hắn liền hơi hơi co rụt lại. Sau đó, dùng vô tận ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Phàm. 2011 ban chúng đồng học nhìn xem lão sư nghiêm túc như thế bộ dáng, mặc dù không biết Lâm Phàm tại sách viết cái gì, nhưng cũng không hẹn mà cùng, cùng nhau đem lực chú ý đặt ở Lâm Phàm trên thân. Phòng học không khí trong bất tri bất giác trở nên có chút khẩn trương. Cộc. Cậu... Lúc này, Lâm Phàm bỗng nhiên dừng lại viết. Mà viền bạc kính mắt lão sư con ngươi thì là bỗng nhiên co rụt lại hắn kìm lòng không được nói cái này xác nhận a à, pháp được chứng thực rồi hắn lại từ đầu tới đuôi đem vô cùng phức tạp ba dây hình chiếu biểu thức số học nhìn một lần lại phát hiện cái này căn bản không phải mình có thể tùy tiện nghiệm chứng vội vàng nói tất cả mọi người toàn đều không cần động nhiều khi là quan tâm sẽ bị loạn trên lớp học ba dây hình chiếu đã sớm bị tự động giữ học sinh động cùng bất động có quan hệ gì đón lấy viên bạc kính mắt lão sư bận biểu thông qua một thông điện thoại rất nhanh, một vị tóc hơi trắng lão giả hình chiếu xuất hiện ở trước mặt. Sở Chí, có chuyện gì không? Lão giả hỏi. Sở Chí nói. Hoàng giáo sư, ngài hiện tại có rảnh không? Mười phút sau, ta muốn đi ra ngoài tham gia một trận hội nghị. Hoàng giáo sư nói, Sở Chí nói. Hoàng giáo sư, có người chứng minh Nha Pháp? Ai? Ở nơi nào phát biểu? Hoàng giáo sư vội nói. Hiển nhiên, hắn đối A Pháp vô cùng chú ý, Sở Chí nói còn không có phát biểu, là vừa ở phòng học viết ra. Sau khi nói xong, hắn thay đổi camera. Lập tức, Lâm Phạm viết A à Pháp chứng minh quá trình, tất cả đều xuất hiện ở Hoàng Giáo sư trong video. Hoàng Giáo sư rất mau gọi nói. Sở chí, ngươi cầm gần một điểm. Được rồi, được rồi, ngươi ở đâu? Ta hiện tại tới. Sở chí vội nói. Ta tại 2011 ban phòng học. Được. Hoàng giáo sư nói, đón lấy, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, hoàng giáo sư trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Lúc này, một người thanh niên ông một chồng văn kiện vừa tốt đi tới, nói. Hoàng giáo sư, vật liệu ta đã chuẩn bị xong, là hiện tại đến hội nghị thất sao? Hoàng giáo sư nói. Trận này hội nghị liền từ ngươi thay ta tham gia đi. À, vậy ngài. Người trẻ tuổi kinh ngạc nói. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Hoàng giáo sư sau khi nói xong, bước nhanh hướng nơi xa chạy tới. Không bao lâu, Hoàng giáo sư liền đi tới 2011 ban phòng học. Hắn căn bản không có đi xem sở chí, cũng không có đi nhìn trong phòng học học sinh, mà là trực tiếp đem tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở a pháp bên trên. Hắn không có phát ra cái gì một điểm thanh âm, phản phất là lo lắng thanh âm đem ba dây hình chiếu làm vỡ nát đồng dạng. Chúng đồng học nhìn hắn bộ dáng như thế, cũng không nhìn được biến đến cẩn thận từng ly từng tí lên, liền ngay cả nuốt nước miếng cũng không dám phát ra âm thanh. Ước chừng hơn nửa canh giờ, hoàng giáo sư đột nhiên hưng phấn kêu lên. "Tốt, thật sự là quá tốt." Chương 605 chương cơ giáp Phát hiện Nguồn Mê truyện audio.com Hoàng giáo sư thanh âm như là ném ở bình tĩnh mặt hồ tảng đá nhấc lên đạo đạo sóng cả Sở chí nói Thật sao Chứng minh ra rồi Hoàng giáo sư nói Chí ít ta không có phát hiện vấn đề quá lớn Đương nhiên cụ thể trình tự cùng chi tiết vấn đề Còn cần lại tiến hành thử lại phép tính Dừng một chút lại nói Đúng rồi là ai Là ra A à Pháp chứng minh Sở chí nói lớp chúng ta học sinh, Lâm Phàm. Sau khi nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Trên thực tế, không chỉ là sở chí đang nhìn Lâm Phàm, lớp học tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Hoàng giáo sư Thuận nhìn lại, khi thấy Lâm Phàm tuổi trẻ, anh Tuấn bề ngoại lúc, luôn miệng nói. Tốt tốt tốt. Liên tiếp ba cái tốt, đủ để biểu đạt ra hắn kích động trong lòng. Vừa đến, bởi vì Lâm Phạm là gian bắt sinh viên đại học. Thứ hai, bởi vì Lâm Phạm tuổi trẻ, Điều này đại biểu, Giang Bắc Đại học xuất hiện một vị phi thường có tiền đồ toán học thiên tài. Hoàng giáo sư nói, Lâm Phạm Đồng học, không biết ngươi có hứng thú tới làm nghiên cứu của ta sinh sao? Lời vừa nói ra, hiện trường trên mặt tất cả mọi người toàn đều nổi lên nồng đậm vẻ hâm mộ. Ở trong đó, còn bao gồm lão sư sở chí. Bởi vì, đây là Giang Bắc Đại học Hoàng giáo sư, toàn bộ toán học giới Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn không có mang học sinh, bây giờ, lại là muốn để Lâm Phàm đi làm nghiên cứu sinh. Nếu như Lâm Phàm về sau muốn tại toán học giới phát triển, như vậy, tuyệt đối có thể nói là một bước lên trời. Nhưng mà, Lâm Phàm lại là thẳng nhiên nói. Thật có lỗi, ta cảm thấy tại 2011 ban liền rất tốt. Làm cái gì hoàng giáo sư học sinh? Nói đùa cái gì? Hoàng giáo sư có lẽ tại đương kim toán học giới có được không nhỏ danh khí. Nhưng, cái kia thì có ích lợi gì? Ngay cả một cái chỉ là A à Pháp đều không thể giải đáp. Mặt khác, hoàng giáo sư là giang bắc đại học toán học giáo sư nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là mình đồ tử đồ tôn đi huống chi lâm phàm sở dĩ đến giang bắc đại học đi học hoàn toàn là bởi vì muốn cùng hạ tuyết làm đồng học chúng đồng học cùng sở chí tất cả đều ngây ngẩn cả người bọn hắn căn bản không nghĩ tới lâm phàm sẽ trực tiếp cự tuyệt đây chính là hoàng giáo sư a ngược lại là hoàng giáo sư cũng không có quá lớn phản ứng hắn khẽ gật đầu nói làm học sinh của ta quả thật có chút quỷ khuất về sau chúng ta tự như là bằng hữu, nghiên cứu thảo luận, giao lưu, ngươi xem coi thế nào. Lâm Phạm nói. Nếu như ta không bận rộn, có thể. Dù sao, Hoàng Giáo Sư là mình đồ tử đồ tôn. Nhàn hạ thời điểm, thuận tay giúp đỡ cũng không quan trọng. Nhưng, lời này nghe tại mọi người trong lỗ tai, nhưng lại là một loại cảm thụ khác. Cái này. Lâm Phạm khó tránh khỏi có chút quá. Kiêu ngạo a, à, Hoàng Giáo Sư cũng không có để ở trong lòng, mỉm cười nói. Vậy chúng ta liền nói rõ, Đóng lấy, hắn đem A Pháp chứng minh quá trình đã copy một phần, chuẩn bị đi trở về về sau, cẩn thận thử lại phép tính một lần. Lớp số học sự tình, xem như một việc nhỏ xen giữa. Sau đó, là cơ giáp khóa. Đương kim thế giới, khoa học kỹ thuật phát đạt, tồn tại năng lực đặc thù người. Nhưng, cũng không có mặt ngoài như thế bình an. Có trong cấm địa chạy ra cường hoành dị thú, có kinh khủng năng lực đặc thù người, có khoa học kỹ thuật kinh khủng tội phạm, đồng thời, còn sẽ có chiến tranh. Cái này liền khiến cho tất cả mọi người cần có năng lực tự vệ nhất định. Thế là, cơ giáp khóa theo thời thế mà sinh. Lúc này, 2011 ban tất cả mọi người đều đi tới vô cùng trống trải trên bãi tập. Bản thốn đầu, thân thể mạnh mẽ, tên là Hoác Văn Tư Lão Sư, nói. Hôm nay, là cơ giáp xạ kích khóa. Chỗ có người tiến vào cơ giáp. Đón lấy, tất cả mọi người xuất hiện trước mặt cao chừng 3 mét màu đỏ cơ giáp. Gặp đây. Lâm Phàm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hơi có chút hứng thú biểu lộ tạo hình huyễn khốc, hình thể cao lớn. Tùy ý một khung cơ giáp, nếu như đặt ở ngàn năm trước, tuyệt đối là nhận rất nhiều người thích cao tới. Bây giờ, lại là chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt. Suy. Lúc này, cơ giáp trước mặt không miệng mở ra, chúng đồng học trực tiếp dậm chân đi tới. Lâm Phạm học theo, đi theo đi vào. Trong cơ giáp nhiệt độ vừa phải, phi thường thoải mái dễ chịu. Đỉnh đầu thì là xuất hiện một cái quan hoàng. Đây là cùng loại mũ trò chơi máy nối liền trí ốc cái này có thể để cơ giáp trở nên như là tay chân của mình, tùy tiện di động. Xoa. Lúc này, thao trường ở giữa xuất hiện một loạt biên ngắm. Hoắc Văn Tư nói. Số 1, xạ kích. Âm. Biên ngắm vòng thứ ba bên trên, lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng. Số 2, xạ kích. Số 3, xạ kích. Theo Hoắc Văn Tư gọi hô một tiếng, biên ngắm bên trên liền theo xuất hiện lỗ thủng. Rất nhanh, đến phiên Lâm Phàm. Số 12, xạ kích. Lâm Phàm trên cổ tay siêu cấp Smartwatch phát ra một trận thanh âm thanh thúy, nói: "Chủ nhân, cần Tiểu Bạch trực tiếp khóa chặt Hồng Tâm sao?" Lâm Phàm nói: "Không cần, ta đến xạ kích là được." Đón lấy, hắn hơi tập trung một hạ chú ý lực. Âm. Một thương bắn ra, chính trúng Hồng Tâm. Hoắc Văn Tư không khỏi hướng Lâm Phàm phương hướng nhìn nhiều mấy lần, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn mới mở miệng nói: "Số 13, xạ kích." Một ngày chương trình học, đảo mắt mà qua. Trước kia khi đi học, Lâm Phàm chỉ cảm thấy lão sư giảng bài như là bài hát tru con, có thể để cho mình tùy tiện ngủ. Đương kim thế giới chương trình học thì là để Lâm Phàm nhiều hơn một loại khác mới mẻ cảm giác. Mặt trời chiều ngã về Tây, đem xa xa màn trời nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Dữ tận, đáng sợ. Lâm Phàm một mình đi tại kéo dài trên đường nhỏ, từ đầu tới cuối duy trì đồng đều nhanh tiến lên. Sư. Một đạo vi phong hoành thổi mà đến, thổi đến nhánh cây nhẹ nhàng lay động, lá rụng không ngừng bay xuống. Sau một khắc, Lâm Phạm Mảnh xoay người, nhìn về phía cách đó không xa một rừng cây. Trong rừng cây, trốn ở một khung ngân sắc trong cơ giáp, một mực tại tỉnh tỉnh quan sát Lâm Phạm Nam Tử, trong lòng hơi kinh hãi. Hắn phát hiện ta rồi. Xuất thủ. Đón lấy, Nam Tử đã không còn bất cứ chút do dự nào, ý niệm khẽ nhúc nhích, trực tiếp bắn đạn. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì, đạn cũng không có như hắn suy nghĩ đồng dạng thuận lợi phát xạ. Tại Nam Tử nghi ngờ thời điểm, nguyên bản ở vào mấy trăm mét có hơn lâm phàm lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lâm phàm trên dưới đánh giá một chút cơ giáp bộ dáng kia đơn giản tự như là đang nhìn một khung cỡ lớn đồ chơi lâm phàm khẽ gật đầu nói nhìn xem cũng không tệ lắm khi đi học liền có chút nghĩ hủy đi hủy đi nhìn vốn còn muốn đi mua một khung hiện tại ngược lại là bớt đi dứt lời lâm phàm lấy tay asakura miệng một trảo âm sắt thép đúc thành kho miệng lại như cùng bọc nước bỗng nhiên vỡ vụn tại nam tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lâm Phàm trực tiếp đưa tay đem hắn kéo ra ngoài, ném xuống đất. Đón lấy, Lâm Phàm cũng không tiếp tục để ý tới nam tử, mà là phối hợp tháo dỡ lên cơ giáp. Không bao lâu, cao lớn, huyễn khốc cơ giáp liền hóa thành một đống nát linh kiện. Lúc này, Lâm Phàm giống như mới nhớ tới nghĩ muốn giết mình nam tử còn ở bên cạnh. Thế là, mở miệng hỏi, "Là ai bảo ngươi tới?" Thanh âm của hắn phi thường bình thản. Nhưng, lại làm cho nam tử cảm giác nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, kìm lòng không được đánh lên run rẩy. Chương 606 chương có thù tất báo, thiên cẩu hiện thân. Nguồn. Mê truyện audio com Trời chiều như lửa, lại làm cho nam tử cảm giác giống như mùa đông khắc nghiệt. Xâm nhiên, băng lãnh. Toàn thân run rẩy. Mặc dù, Lâm Phàm chỉ là một người trẻ tuổi. Nhưng, tại nam tử trong mắt, lại như là khát máu tử thần. Hắn há to miệng, nói lắp nói. Ngươi ngươi hiểu lầm. Lâm Phạm căn bản không nói nhiều, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng tầm. Nam tử lại như đồng khí cầu, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Bởi vì, hắn trên miệng không nói gì. Nhưng, nội tâm của hắn lại đã sớm nói ra đáp án. Trần lão đại để cho ta giết, đến cùng là tồn tại đáng sợ nào a? À? Bây giờ nên làm gì? Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Lâm Phạm đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Đinh linh linh. Lúc này, trên đất điện thoại, một trận chấn động. Lâm Phàm cách không một điểm, bên trong liền vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Đã giải quyết sao? Lâm Phàm nói. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Là gì của ngươi? Thanh âm trong điện thoại bỗng nhiên lạnh lẽo. Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, ngươi vậy mà có thể phản giết ta người, ngươi đến tột cùng là ai? Thanh âm trong điện thoại vô cùng trầm thấp. Lâm Phàm nói. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Thật sao? vậy ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Phạm mắt nhìn trên cổ tay siêu cấp smartwatch, nói. Tiểu Bạch. Chủ nhân, ta đã khóa chặt thân phận của hắn cùng vị trí. Siêu cấp smartwatch có chút lấp lóe, đồng phát ra phi thường thanh âm thanh thúy. Đón lấy, Lâm Phạm xuất hiện trước mặt một cái ba dây hình chiếu, bên trong dính đến trần lão đại các loại tin tức, gia tộc, công ty, hạng mục vân vân. Người bình thường, cho dù muốn nhìn xong những tài liệu này, chỉ sợ cũng đến tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài nhưng lâm phàm chỉ một cái liếc mắt liền đem tất cả tin tức thấy ghi tạc trong lòng lâm phàm giật mình nói kẻ chủ mưu là trần minh sao hắn cùng trần minh hết thảy có hai lần giao tế một lần là hội học sinh làm việc tiệc tối hai người đấu đàn một lần là số 31 cấm địa trần minh lưu lại cùng 2011 ban cùng một chỗ thám hiểm về sau trần minh đi ỉ lúc bị trần minh đánh cho một trận dẫn đến toàn thân hắn là phân mà lâm phạm đem cái này một hình tượng tất cả đều ghi lại nói theo một ý nghĩa nào đó, Trần Minh lần thứ hai cừu hận ở chỗ Lý Đông Cường. Bất quá, Lâm Phàm cũng không có quá để ý điểm ấy. Hắn chỉ thấy kết quả. Trần Minh nghĩ muốn giết mình. Lâm Phàm vốn cũng không thích Trần Minh, bây giờ, hắn lại ra tay với mình. Như vậy, quả quyết không thể cứ như thế mà buông tha. Sau đó, Lâm Phàm bước ra một bước. Cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, một tòa hơi có chút mờ tối tầng hầm. Trần Vĩ Mạnh cau mày nói, Trần Minh tiểu tử này, đến tột cùng chọc phải người nào? Sau một khắc, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái cao lớn, xuất khiến người trẻ tuổi. Chính là Lâm Phàm. Trần Vĩ Mạnh kinh ngạc nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phàm đạm mạc nói. Ngươi trí nhớ không tốt sao? Ta vừa nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Đón lấy, hắn lại vỗ tay phát ra tiếng. Âm. Trần Vĩ Mạnh trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng sợi huyết vụ đón lấy, Lâm Phạm thân hình lại là lóe lên. Lúc này, phong hoa hội sở, Trần Minh nắm cả một dáng người bốc lửa diễm lệ nữ nhân đi vào trong phòng chung. Hắn không nói hai lời, trực tiếp bạo lực nhấn xuống nữ đầu người. Mấy ngày nay, hắn một mực như thế, bởi vì hắn cần phát tiết, muốn đem trong cấm địa khuất nhục tất cả đều hung hăng phát tiết ra ngoài. Trần Minh nghiêm nghị nói, Lâm Phạm, ngươi chết a, à, nhất định chết được rất thảm. Đáng tiếc, để ngươi thất vọng sau lưng, đột nhiên vang lên thanh âm đạm mạc. Trần Minh nói nghe, không khỏi run run một chút. Hắn vội vàng xoay người, kinh ngạc nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phàm không khỏi nói. Các ngươi người trần gia, giống như đều thật thích nói câu nói này a, à, đáng tiếc, nói về sau liền không có kết quả tốt. Âm. Trần Minh thân hình bỗng nhiên nổ tung, máu tươi chảy ra. Nguyên bản, còn có chút không hiểu diễm lệ nữ nhân gặp đây, không khỏi há mồm phát ra một đạo chói tai kêu sợ hãi. Bất quá, cái này tiếng kêu chỉ là tại nàng nửa mét bên trong dập dần mà thôi. Loại cảm giác này liền phản phất nàng cả người bị ngăn cách tại nhìn không thấy giày pha lê bên trong đồng dạng. Chỉ gặp Lâm Phàm tiện tay một điểm, Diễm Lệ nữ nhân liền thẳng tắp té xỉu tới. Đến tận đây, Lâm Phàm bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà khi Diễm Lệ nữ nhân lúc tỉnh lại, nàng đã hoàn toàn quên đi lúc trước phát sinh qua sự tình. Nàng chỉ là có chút mờ mịt tự lẩm bẩm. Ta tại sao lại ở chỗ này đâu? Lâm Phạm không có tiếp tục mở rộng chuyện này. Dù sao, những người khác tạm thời còn không có trêu chọc đến chính mình. Đảo mắt, chính là ngày thứ hai. Hôm nay, Lâm Phạm trên cánh tay thiên cẩu hình xăm một trận nhúc nhích. Sau một khắc, một con chiều cao ước chừng 2 mét đại cẩu xuất hiện ở trước mắt. Cái này, chính là thiên cẩu. Thiên cẩu nhìn thấy Lâm Phạm về sau, không khỏi cao hứng giao lên cái đuôi. Hiển nhiên, cao hứng phi thường. Cái này cũng bình thường. Phải biết. Ngàn năm trước, thiên cẩu liền cùng lâm phạm thành lập khế ước quan hệ mà cái này thời gian ngàn năm lâm phạm đang hấp thu quan cầu năng lượng thiên cẩu cũng một mực hầu ở bên người nói cách khác lâm phạm cùng thiên cẩu làm bạn ngàn năm ngàn năm tình nghĩa siêu việt hết thảy lâm phạm nhìn thấy thiên cẩu về sau trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười nói thiên cẩu ngươi rốt cục tỉnh gâu gâu chủ nhân ta nhớ ngươi muốn chết ký kết khế ước lâm phạm chính là thiên cẩu chủ nhân dứt lời thiên cẩu duỗi ra đầu lưỡi lớn liền muốn dùng sức liếm láp lâm phàm lâm phàm trực tiếp né tránh đến một bên nói cái này là địa cầu cũng là ta sinh hoạt địa phương ngươi thu nhỏ đến như thế lớn sau đó biểu hiện ngoan một điểm nghe lời một điểm chủ người sinh sống địa phương thiên cẩu mắt to có chút sáng lên một bên thu nhỏ thân thể một bên dùng ánh mắt tò mò hướng bốn phía nhìn sang lâm phàm sợ lên đầu của nó nói được rồi đi thôi hôm nay giang bắc đại học giống như ngày thường, tràn đầy sức sống. Lâm Phạm xuyên qua bóng cây xanh râm mát tiểu đạo, đi qua sân bóng rổ. Trực tiếp đi tới 2011 ban phòng học. Lúc này, một chải lấy đại bối đầu, tên là Kiều Khải Nam Tử, chính nắm một con cao cỡ nửa người, có bốn con mắt đại cẩu, chậm rãi đi vào phòng học. Ngàn năm trước, bình thường là không cho phép kéo theo vật tiếng phòng học. Nhưng, bây giờ thế giới, lại là không có quy định như vậy. Bởi vì, đương kim động vật đã không chỉ là sủng vật, càng là đồng bạn, chiến hữu trong phòng học lập tức vang lên một trận tiếng than thở là bốn mắt địa ngục khuyển rất đẹp trai ta còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy bốn mắt địa ngục khuyển kiều khải nghe đám người tiếng than thở trong lòng cũng là vô cùng cao hứng có người hỏi kiều khải người cái này bốn mắt địa ngục khuyển là từ đâu tới kiều khải cười nói cha ta biết ta tại số 31 trong cấm địa trở thành năng lực đặc thù người về sau cố ý đưa cho ta người bên cạnh nói Ngươi lấy được thổ thuộc tính năng lực, lại thêm bốn mắt địa ngục khuyển Thực lực tuyệt đối có thể tăng gấp mấy lần Chương 607 chương thú triều Thực lực bản Nguồn Mê truyện audio.com Tại rất nhiều đồng học tán thưởng thời điểm Lại là vang lên một đạo dị dạng thanh âm Cái này bốn mắt địa ngục khuyển thật có lợi hại như vậy sao Lý Đông Cường đang khi nói chuyện Từ trên xuống dưới Từ trái đến phải Không ngừng đánh giá bốn mắt địa ngục khuyển Kiều Khải ngước cổ Nói Cũng không tính quá lợi hại cũng liền cấp dê năng lực đặc thù người trình độ đi. Mặc dù, nói không tính quá lợi hại. Nhưng, hắn trong giọng nói loại kia vẻ đắc ý, lại là lộ rõ trên mặt. Lý Đông Cường sờ lên cái cầm, nói. Thật sao? Đạp đạp đạp. Lúc này, ngoài hành lang vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Đứng tại dựa vào cửa hạ tuyết, tùy ý hướng phía cửa nhìn thoáng qua. Đôi mắt đẹp của nàng có chút sáng lên. Bởi vì, một đạo cao lớn, anh Tuấn Thân ảnh xuất hiện trước mặt. Chính là Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm bên chân, còn đi theo một con bạch sắc tiểu cẩu. Hạ Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên mấy phần, mặt tươi cười nói: "Thật đáng yêu chó con a." À? Đang khi nói chuyện, nàng liền cúi đầu muốn vuốt ve thiên cẩu đầu. Phải biết, ngàn năm trước, thiên cẩu cũng đã là cấp 8 dị thú. Thời gian ngàn năm, Lâm Phàm đang hấp thu quan cầu năng lượng, thiên cẩu bồi bạn tả hữu, cũng tương tự nhận lấy chỗ tốt rất lớn. Bây giờ thiên cẩu, hắn thực lực cho dù xưng vương xưng đế, cũng không có bất cứ vấn đề gì chỗ nào lại là người bình thường có thể tùy tiện vuốt ve. Nó vừa mới chuẩn bị nhe răng cự tuyệt. Lúc này, thiên cẩu trong đầu lại là vang lên lâm phạm thanh âm. Để nàng sờ. Thiên cẩu quanh thân khí thế bỗng nhiên vừa thu lại, mặc cho hạ tuyết vuốt ve. Lý Đông Cường hiếu kỳ nói. Lâm phạm, đây là chó của ngươi sao? Nó là gì thú vẫn là chó thường con đâu? Lâm phạm nói. Ta cũng không biết. Lý Đông Cường lẩm bẩm nói. Hôm nay thật đúng là xảo, ngươi cùng Kiều Khải đều mang theo chó thiên cẩu thuận lý đông cường chỉ phương hướng nhìn thoáng qua chó khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường chính là cái nhìn này dọa đến bốn mắt điện một khuyển tứ chi mềm mại trực tiếp nằm trên đất cái này cũng bình thường bốn mắt điện một khuyển chỉ là cấp dây dị thú so thiên cẩu khi còn nhỏ còn muốn nhỏ yếu rất nhiều huống chi là bây giờ đủ để xưng vương xưng đế thiên cẩu đế vương một chút nặng như thái sơn lý đông cường cũng chú ý tới điểm ấy cười nói kiều khải người bốn mắt điện một khuyển làm sao bò trên mặt đất rồi nó sẽ không phải là tiêu chảy kéo đến không còn khí lực a, à, nó thật sự là bốn mắt địa ngục khuyển sao? Kiêu Khải cũng cảm thấy có chút mất mặt, kêu lên: "Đại Hắc, Đại Hắc, ngươi mau dậy đi a." À? Nhưng mà, vô luận hắn gọi thế nào hô, lôi kéo, bốn mắt địa ngục khuyển từ đầu đến cuối không có lại đứng lên. Đinh Linh Linh. Một trận nhẹ nhàng chung vào học vang lên về sau, số học lão sư sải bước đi tiến đến. Hắn đầu tiên là hướng Lâm Phàm ném một đạo ấm áp tiếu dung, sau đó, bắt đầu chương trình học hôm nay. Một ngày chương trình học đảo mắt mà qua, mặt trời dần dần xuống núi, đem cả mảnh trời màn nhiễm một mảnh thấu đỏ. Đạp đạp đạp. Lúc này, ngoài hành lang vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Đón lấy, lão sư Tần xuyên bước nhanh đến. Hắn quét mắt lớp học học sinh, lúc này mới lên tiếng nói. Căn cứ tin tức, từ tối hôm qua bắt đầu, đột nhiên có đại lượng dị thú hướng chúng ta Giang Bắc phương hướng hợp thành tụ tới. Đây là cực kỳ hiếm thấy đáng sợ thú triều. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì Á à Minh đã phái ra năng lực đặc thù chiến đội bố phòng, nhất định có thể đem thú triều tất cả đều ngăn cản tại thành thị bên ngoài. Nhưng, vẫn như cũ có một phần nhỏ dị thú lọc lưới tiến vào Giang Bắc khả năng, vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, Giang Bắc khởi động khẩn cấp dự án. Từ giờ trở đi, như không tất yếu, tận lực không nên rời đi trường học. Lời vừa nói ra, lớp học đám người nhịp tim không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Có người hưng phấn, càng nhiều người thì là sợ hãi. Tần Xuyên tự hồ còn có chuyện phải xử lý, sau khi nói xong liền rời phòng học chỉ để lại trong phòng học các học sinh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía ngoài. Giang Bắc Đại học, nằm sinh ký túc xá 8 tòa nhà lầu 3. Ngàn năm trước học sinh ký túc xá, phần lớn là bốn người một gian. Bây giờ học sinh ký túc xá thì là biến thành hai phòng ngủ một phòng khách xa hoa trí tuệ phòng. Vừa đi vào ký túc xá, một tướng mạo luôn vui vẻ mô phỏng sinh vật người mấy liền đi tới, dùng vô cùng thanh âm thanh thúy nói. Hoan nghênh về nhà, muốn uống chút gì không? Lâm Phạm nói. Không cần. Trước một bước trở lại túc xá Trương Văn Trác, nói. Lâm Phạm, ngươi xem như về túc xá. Ngươi không biết, mấy ngày nay ta một người tại ký túc xá nhiều cô độc. Đang khi nói chuyện, hắn liền muốn tiến lên cùng Lâm Phạm đến một cái to lớn gấu ông. Nhưng, Lâm Phạm thân hình lại hơi hơi một bên, vọt đến bên cạnh. Trương Văn Trác không khỏi có chút ngượng ngùng. Hắn rất nhanh, liền đem lực chú ý rơi vào thiên cẩu trên thân, nói. Tại lớp học thời điểm, ta liền muốn sờ sờ nó, hiện tại rốt cục có cơ hội, hắc hắc. Trương Văn Trác xoay người, đưa tay chuẩn bị vuốt ve thiên cẩu đầu. Hạ Tuyết sở dĩ có thể vuốt ve thiên cẩu, đó là bởi vì có Lâm Phàm thủ ý, Trương Văn Trác thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Thiên cẩu trật một chút thân thể, tùy tiện né tránh đến bên cạnh. Trương Văn Trác nói: "Chó con con, ta chỗ này có rất nhiều ăn ngon, mau tới đây." Nhưng mà, thiên cẩu chỉ là đứng ở đằng xa, như là nhìn hầu tử, tỉnh tỉnh mà nhìn xem hắn biểu diễn, căn bản không có bất kỳ động tác gì điều này không khỏi làm Trương Văn Trác mười phần bất đắc dĩ. Thế là, hắn đành phải nâng người lên nói. Lâm Phàm ngươi nói Giang Bắc êm đẹp, làm sao lại đột nhiên có thú triều đây? Lâm Phàm hỏi. Giang Bắc trước kia không có xảy ra chuyện như vậy sao? Trương Văn Trác suy nghĩ một chút nói, không có chứ, chỉ ít, ta không có gì ấn tượng, cũng không có thấy tương tự tin tức. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, thuận hắc ám ngoài cửa sổ, hướng vô tận phương xa nhìn sang. Lúc này, rất nhiều thân mặc màu đen áo choàng, Quanh thân tràn ngập không tục khí hơi thở nam nam nữ nữ nhóm tụ tập ở cùng nhau. Đứng tại phía trước nhất, mặc màu đỏ áo choàng, tên là Tần Trung Nam tử Trung niên nói: Biến cả, dị thú hải triều tới chỗ nào? Số lượng là nhiều ít. Đứng ở bên cạnh, đồng dạng mặc màu đỏ áo choàng, tên là Lý Đại Hải Nam tử, mi tâm bắn ra kim mang chói mắt. Lập tức, sơn lâm, đồng ruộng, dòng sông bên trong dị thú, tất cả đều xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn nửa ngày lý đại hải mi tâm kim mang mới chậm rãi tiêu tán hắn trầm giọng nói thú triều cách nơi này chỉ có 30 mươi cây số tả hữu số lượng chỉ sợ tiếp cận 10 vạn mà lại còn đang không ngừng gia tăng lời vừa nói ra hiện trường không khí lập tức trở nên buồn bực xuống tới tất cả mọi người biết số liệu này đến tột cùng đại biểu cho cái gì tần trung hít một hơi thật sâu nói bất luận như thế nào chúng ta nhất định phải phòng thủ mặt khác ta đã điều tới 100 đỡ siêu năng laser vũ khí còn có số lớn tiếp viện chiến đội đã tại trên đường chạy tới. Xoa. Lúc này, nguyên bản hắc ám trong màn đêm đột nhiên xuất hiện chói lọi kim mang. Những thứ này kim mang không ngừng ngưng tụ, vặn vẹo. Thời gian dần trôi qua, biến thành ba cái chữ to màu vàng, thực lực bản. Chương 608 chương xuất hiện, chờ mong. Nguồn. Mê truyện audio com Cái này ba cái chữ to màu vàng, như là treo ở không trung ba vần mặt trời. Chói lọi, chói mắt rất nhanh đưa tới rất nhiều người chú ý, cũng nhau nhau phát ra một trận tiếng nghị luận. Thực lực bản Đây là ba dây hình chiếu, vẫn là cùng lần trước tài phú bản vật tương tự. Lần trước cái kia bản danh sách, để xếp hạng 10 vị trí đầu các phú hào tăng trưởng tuổi thọ, thu được năng lực đặc thù, không biết lần này sẽ sắp xếp như thế nào tên, lại sẽ thu hoạch được thứ gì. Thực lực bản Cái này nhưng so sánh tài phú bản càng thú vị, không biết người nào có thể lên bản. Quá chờ mong Rốt cục, những thứ này kim sát quan mang lần nữa ngưng tụ, biến thành từng hàng chữ lớn. Hạng 10. Tôn núi, ban thưởng. 10 tuổi thọ mệnh, năng lực đặc thù tăng trưởng 10%. Lúc này, một chỗ rất có ý cảnh phòng luyện công bên trong. Một giữ lại tuyết trắng tóc dài lão giả, đột nhiên mở mắt. Ngay tại lúc đó, một cổ dọa người khí tức, giống như là biển gầm, trào lên mà ra. Đón lấy, lão giả tuyết trắng tóc dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần biến đen lại. Chỉ gặp. Lão giả nhất vung tay lên, tạo thành một cái đầu rồng giữ tận cương phong. Oanh! Chân lông vừa kêu, xa xa ba cái bao cát, tất cả đều như là bọc nước, cùng nhau vỡ vụn, phía sau vách tường thì trực tiếp xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Lão giả có chút kinh ngạc nhìn mình hai tay, cao hứng nói. Loại cảm giác này, coi như không tệ. Đạp đạp đạp. Đứng ở bên ngoài thủ vệ đám người, nghe được thanh âm về sau, vội vàng chạy tới. Lão gia tử, ngài không có sao chứ. Bọn hắn vô cùng khẩn trương nói, đồng thời, không ngừng hướng nhìn bốn phía, nghĩ muốn tìm tung tích của địch nhân. Lão nhân nói, không cần tìm, không có địch nhân. Lúc này, đứng tại gần phía trước vị trí nam tử trung niên, kinh ngạc nói, lão gia tử, ngài tóc. Ta trẻ ra, cũng thay đổi mạnh hơn. Lão nhân nói, đón lấy, hắn ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn sang, đem ánh mắt ngưng tụ trên không trung thực lực trên bảng. Ngước đầu nhìn lên bầu trời rất nhiều người, nhao nhao vang lên tiếng nghị luận. Thực lực bản hạng 10 ra đến rồi. Tôn núi, đây chẳng lẽ là cực hạn cửa khai phái tổ sư? Trời ạ, à, hắn lại còn còn sống. Vài thập niên trước, tôn núi một quyền liền có thể đánh bại một tòa lầu cao, hiện tại quá khứ nhiều năm như vậy, hắn còn thu được 10% năng lực đặc thù, hiện tại nên mạnh bao nhiêu? Hạng chín, lôi sâm, ban thưởng. 20 tuổi thọ mệnh, năng lực đặc thù tăng trưởng 10%, thể chất gia tăng 10.000 điểm. Một tòa rộng lớn trong sân huấn luyện hai bầy mặt đen trắng quần áo luyện công nam nam nữ nữ, công kích lẫn nhau, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Xoạt. Lúc này, ngồi tại chủ vị lôi sâm, quanh thân đột nhiên bắn ra cường hoành khí tức. Hắn nửa mặt lên trời vừa kêu, toàn bộ sân huấn luyện đều phản phất đi theo lắc bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người không khỏi hướng lôi sâm nhìn lại. Sau đó, cùng kêu lên kêu lên. Chúc mừng lôi quán chủ. Lôi sâm cởi mở cười nói. Hôm nay, linh lực thất miễn phí cung ứng, cùng quân cùng vui tạ lôi quán chủ đám người cao hứng kêu lên lôi sâm nhẹ gật đầu tiếp theo hướng bầu trời ngoài cửa sổ nhìn sang vô số người phát ra một tràng thốt lên lôi sâm ta liền biết hắn nhất định có thể lên bảng bất quá vì cái gì chỉ là hạng chính hắn nhưng là lôi đình quyền quán quán chủ a lôi quán chủ đã từng hai quyền đánh chết một đầu cấp sss dị thú bây giờ nói không chừng một quyền liền có thể đánh chết lôi quán chủ ngươi là mạnh nhất hạng 8. phó hiên thiên Ban thưởng 20 tuổi thọ mệnh, đặc thù năng lượng tăng trưởng 10%, thể chất gia tăng 50.000 điểm Lúc này, Á Minh Nam Bộ Phó Hiên Thiên chính dẫn đầu một đoàn năng lực đặc thù chiến sĩ, hướng dàng bắt phương hướng cấp tốc tiến lên Sau một khắc, hắn đột nhiên dừng bước Bởi vì, Phó Hiên Thiên bỗng nhiên tăng lên cùng cùng lực lượng Sau lưng năng lực đặc thù các chiến sĩ, đi theo dừng bước Có người hỏi Tổng trưởng, cái kia bản danh sách Phó Hiên Thiên khẽ gật đầu, nói là thật. Tất cả mọi người đều lộ ra một vòng vui mừng. Bọn hắn làm phó hiên thiên thủ hạ chiến sĩ, sùng bái nhất người, chính là phó hiên thiên. Bây giờ, phó hiên thiên tiến vào toàn cầu thực lực bản xếp hạng hạng 8, đồng thời, thực lực thu được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một loại cổ vũ. Phó hiên thiên nói, bây giờ không phải là cao hứng thời điểm, tất cả mọi người, tăng tốc đi tới. Rõ. Chúng năng lực đặc thù chiến sĩ cùng kêu lên kêu to nghị luận như nước thủy triều, cuồn cùng mà tới. Hạng tám ra là Phó Hiên Thiên. Phó Hiên Thiên. Đây là nam bộ lớn dài Phó Hiên Thiên sao? Ta liền biết, hắn nhất định có thể nhập bản. Không truy tinh, không truy thần, duy truy năng lực đặc thù chiến sĩ. Phó Hiên Thiên lớn dài, ta nam thần. Hạng bảy. Tăng Phương. Ban thưởng. 30 tuổi thọ mệnh, đặc thù năng lượng tăng trưởng 10%, thể chất gia tăng 100.000 điểm một mảnh giống như thế ngoại đào nguyên trên đảo nhỏ. Một nằm nghiêng tại dây nhỏ bên trên, gia phí công như ngọc tàng phương, đột nhiên mở mắt. Nàng mắt nhìn không trung bản danh sách, một trận trầm mặt, không biết là suy nghĩ cái gì. Tàng phương biểu hiện bình thản, Nhưng, rất nhiều người lại là thật lâu không cách nào an tĩnh. Tàng phương. Cái này tự như là tên của nữ nhân. Rốt cuộc có nữ nhân tiến vào thực lực bản. Nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời. Tàng phương, danh tự đẹp, người khẳng định cũng xinh đẹp mà lại, còn tiến vào thực lực bản. Đơn giản chính là nữ thần. Hạng 6. Hồ Nhất Tiếu. Ban thưởng. 30 tuổi thọ mệnh, đặc thù năng lượng tăng trưởng 20%, thể chất tăng trưởng 100.000 điểm. Á Minh Tổng Bộ. Hồ Nhất Tiếu cảm thụ được thể nội tăng trưởng cùng cùng lực lượng, cao hứng nói. Lưu Kỳ, tiết chiến, chúng ta lại sau một trận, thế nào? Hạng 5. Cai Sơ dắt Ban thưởng. 30 tuổi thọ mệnh, Đặc thù năng lượng tăng trưởng 20%, thể chất gia tăng 100.000 điểm, vương cấp giày chiến. Một trương hào hoa trên ghế dài, nguyên bản ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái cai sơ giác, đột nhiên mở ra tinh hồng hai con ngươi. hắn cảm thụ được thể nội tăng trưởng lực lượng, khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha! Lực lượng, lực lượng của ta, sông tới. Cuối cùng, hắn đem lực chú ý đặt ở vương cấp giày chiến trên thân. Hạng tư, lưu kỳ ban thưởng. 30 tuổi thọ mệnh, đặc thù năng lượng tăng trưởng 20%, thể chất gia tăng 100.000 điểm thể chất, vương cấp chiến khải. Hạng 3. Tiết chiến. Ban thưởng. 30 tuổi thọ mệnh, đặc thù năng lượng tăng trưởng 20%, thể chất gia tăng 100.000 điểm thể chất, vương cấp chiến đao. Á Minh Tổng Bộ. Lưu Kỳ cười nói. Cười một tiếng, ngươi vừa vặn giống nói nếu lại sau một trận. Dứt lời, hắn chậm rãi đem vương cấp chiến khải mặt vào người, nói. Ừm, cũng nặng lắm. Hồ Nhất Tiếu lúng túng nói. Cái này, cái này, ngươi nghe lầm. Bên cạnh tiết chiến, thì là không nói gì. Hắn chỉ là tỉnh tỉnh nhìn lên trên bầu trời thực lực bản. Theo cái này đến cái khác danh tự cùng ban thưởng sau khi xuất hiện, càng ngày càng nhiều người gia nhập thảo luận cùng đối thực lực bản chú ý bọn hắn chờ mong tên thứ hai cùng hạng nhất xuất hiện.